ta lại nghĩ thông suốt, như thế ngây thơ, ý nghĩ hão huyền ý nghĩ, tuyệt đối là ngươi Lý Thiên Mệnh cá nhân chủ ý, khắp nơi đều lộ ra ấu trĩ. Buồn cười là, các ngươi ba cái còn bồi tiếp hắn cùng một chỗ nổi điên, hãy chờ xem, các ngươi tuyệt đối sẽ tự ăn quả đắng. Diệp Bất Chi Thu nói, nếu như chúng ta thua, vậy ngươi cũng thua, ngươi tuyệt đối cười không nổi. Lý Thiên Mệnh cười nói, Diệp Bất Chi Thu sửng sốt, cưỡng ép lên thuyền, nghĩ tới cũng khó khăn. Truyền tin cho ngươi cha đi, nói cho hắn biết, sư tôn ta tạm thời không lên bộ, ngươi còn đang nghĩ biện pháp, dẫn hắn tiến Vạn Hợp Giang Sơn Đồ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi đem thương tổn trước dưỡng tốt, chờ ta bước kế tiếp an bài. Lý Thiên Mệnh nói, Diệp Bất Chi Thu hít sâu một hơi. Đúng, hắn rốt cục thần phục. Đến mức, Lý Thiên Mệnh nói cái kia vĩ đại tư tưởng, còn tại trong đầu hắn. Đến cùng là ngây thơ hay là điên cuồng, hắn đã không nói ra miệng. Diệp Bất Chi Thu sau khi đi, hắn bên này, sẽ không xảy ra chuyện a? Giang Thanh Lưu hỏi. Không ra được sự tình, Lý Thiên Mệnh nói. 1 triệu phệ cốt nghĩ, đều tại Diệp Bất Chi Thu thể nội. Hắn hô hít một hơi, Lý Thiên Mệnh đều biết. Cái đồ chơi này rất đáng sợ, tối thiểu tại trước mắt khoảng cách này, Lý Thiên Mệnh có thể thông qua ngân trần, thời khắc cùng Diệp Bất Chi Thu đối thoại. Hắn đều muốn tìm cơ hội, trở về Viêm Hoàng Đại Lục một chuyến, ở nơi đó lưu lại một chút ngân trần, nhìn xem có thể hay không cùng Lý Thải Vi Hiên Viên Đạo thời gian thực giao lưu. Nếu là có thể cho Lý Khinh Ngữ một số, kia liền càng tuyệt diệu. Tiếp đó, nhìn tình huống phát triển, nếu có cơ hội, đem Diệp Đông Lưu cũng cầm xuống. Yến Nữ Hiệp hỏi. Có thể, hắn già, thực lực cùng nhi tử không sai biệt lắm, còn đã mất đi Vạn Hợp Giang Sơn Đồ, không khó giải quyết. Để hai cái này đối với chúng ta địch ý nặng nhất Đông Diệp tộc, phản mà trở thành chúng ta người, cái kia Thanh Hồn Điện thì còn lại một cái cổ kiếm thanh xương, hắn cũng một cây chẳng chống vững nhà. Long Uyển Oánh nói. Đến mức Mộ Hoa bà, liền càng thêm không cần nói. Giang tiền bối, chúng ta làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy thật xin lỗi Thanh Hồn Điện, có phản bội tư vị sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút đi, Giang Thanh Lưu cười khổ nói. Kỳ thật rất không cần phải, Thanh Hồn Điện, là thuộc về chỗ có kiếm tu Thanh Hồn Điện, cũng là Thanh Vân Đại Lục chúng sinh Thanh Hồn Điện, chỉ cần nó làm kiếm tu, vì chúng sinh phục vụ, tránh thức do ai chủ đạo, cũng không trọng yếu. Chúng ta chỉ là muốn lấy một loại ổn thỏa phương thức, kéo cổ kiếm thanh xương tiến chúng ta trận doanh, mục đích cuối cùng nhất là đối phó Vân Thượng Tiên Cung, nếu như cuối cùng ngươi vẫn là lòng có khúc mắc, ta đại khái có thể thu hồi phệ cốt nghĩ, đây chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Đương nhiên, ngươi vẫn là đừng quên, hắn đã không dưới 10 lần, vội vã muốn giết ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, ta minh bạch, ngươi cái tên này, tuổi không lớn lắm, sự tình ngược lại là đều rất rõ ràng. Tử Thiên cùng ngươi so ra, như cái thiểu năng trí tuệ. Giang Thanh Lưu cảm khái nói. Ta thấu, làm sao dắt ta nơi này. Phu Tử Thiên thổ huyết, hắn hung hăng bóp lấy Giang Thanh Lưu bả vai, nói, lão đầu ta nói cho ngươi, khác lề mề chậm chạp, có cơ hội này, ta khuyên ngươi áp chế cổ kiếm thanh xương, chính mình làm thanh hồn chi vương. Thôi đừng chém gió, thanh hồn điện, chung quy là cổ kiếm thị thanh hồn điện. Giang Thanh Lưu nói. Ha ha. Muốn không phải chúng ta cản trở, sau này sẽ là Đông Diệp tộc Thanh Hồn Điện. Phu Tử Thiên trợn mắt một cái nói. Đây đều là nói sau. Nhưng chỉ cần suy nghĩ thông suốt, vấn đề thì không tồn tại. Oánh Di, cổ kiếm thanh xương, có thể lấy hôm nay phương pháp giống nhau giải quyết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Uyển Oánh nói, nắm chắc khả năng chỉ có 6 thành đi, hắn thực lực không kém, cũng có át chủ bài, khó đối phó. Cái này so giết hắn cũng khó khăn. Mà lại, Tử Thiên đối thôn giới thần đỉnh có trưởng khống hạt, một khi để hắn đột phá ra ngoài, trốn về tông môn, vậy thì phiền toái. Hoàn toàn vạch mặt, chúng ta tại cầm xuống Vân Thiên Khuyết trước đó, chuyện này, là không thể bại lộ. 6 thành, quá mạo hiểm, không ổn. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Thiên Mệnh, vài ngày trước, không phải nói Thánh Long Hoàng bọn họ, sẽ cho ngươi 3 cái lục tinh vũ trụ thần nguyên sao? Đoán chừng đã đưa tới, cho ngươi đưa hàng. Tựa như là ta một người quen, hắn tuy nhiên không phải Long Hoàng, thuộc về Hiên Viên Long Tông khách khanh, thực lực so ta còn đỡ một ít, có hắn thêm vào, tăng thêm ta cùng Quất Tử, còn có Giang Thanh Lưu Thanh Hồn Tháp, đoán chừng có thể đạt tới 8 thành. Long Uyển Oánh nói, người tin cần sao, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên tin qua được người theo đuổi nàng, đều đạp mã đuổi mấy trăm năm đâu, người ta chính là vì nàng, gia nhập Hiên Viên Long Tông,
kết quả cái này cặn bã nữ, cùng Long Quân Hiên kết hôn sinh con. Yến Nữ Hiệp cười đùa nói. Khác nói mò tốt à, ta là trước cùng Quân Hiên cùng một chỗ, hắn mới tới. Long Uyển Oánh tức giận nói. Ha ha, mở cái trò đùa, dù sao, là cái người có thể tin được là được rồi. Yến Nữ Hiệp nói. Được, vậy thì chờ hắn đến. Lý Thiên Mệnh lúc này làm ra quyết định. Có Long Uyển Oánh, Lý Thiên Mệnh mới có căn cơ, làm nhiều chuyện như vậy. Nhân mạch của nàng, đối với mình tới nói, kỳ thật cũng cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, Lý Thiên Mệnh ngây thơ, hồ nháo, ý nghĩ hão huyền, thế nhưng là Long Uyển Oánh từ vừa mới bắt đầu, thì kiên định chống đỡ hắn. Không thể không nói, ánh mắt của nàng, bá lực, đều là Lý Thiên Mệnh nguyện ý, tôn kính, bảo vệ nàng căn bản. Bước kế tiếp, càng quan trọng, nhất định đừng ra sai. Lấy trước Thanh Vân, lại quyết phân thượng. Vân Thượng Tiên Cung bên kia như thế nào? Long Uyển Oánh hỏi. Lần trước cùng Lý Hạo Thần chiến đấu, ta để không ít con rắn nhỏ, bò lên trên những cái kia Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả cộng sinh thú, đi theo đám bọn hắn trở về, bất quá số lượng không nhiều, tạm thời dám thì không đến Vân Thiên Khuyết cử động. Lý Thiên Mệnh nói. Kim Trúc Quáng Mạch, vẫn là ít. Long Uyển Oánh nói. Đông Diệp tộc giống như có mấy đầu chuyên trúc Kim Trúc Quáng Mạch, không tại Thanh Hồn Điện trong khống chế, tư cách cá nhân. Có Diệp Bất Chi Thu, đoán chừng có thể sử dụng, nhưng mấu chốt là, hắn tại sao cùng Diệp Đông Lưu bàn giao? Giang Thanh Lưu hỏi. Vậy cũng không cần bàn giao, đem Diệp Đông Lưu cầm xuống, vừa vặn, ta cũng có thể khai thác Vân Thượng Tiên Cung bên kia tầm mắt. Lý Thiên Mệnh nói. Ba người bọn hắn nghe xong, đều liên tục cảm khái một tiếng. Cái gì a, ba vị, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ba người cùng một chỗ, chăm miệng một lời tán thưởng, vẫn là rất hiếm thấy. Không thể không nói, người cái này cộng sinh thú, quả thực là kỳ tích, thần tích, ta dù sao là mở rộng tầm mắt, bội phục sát đất. Long Uyển Oánh nói, thói quen, liền tốt, Lý Thiên Mệnh trên tay, từng cái kim loại con kiến ngẩng đầu, cùng kêu lên nói ra. Thanh Hồn Kiếm Phong, Thái Phù Kiếm Cung, Cổ Kiếm Thanh Sương, Thạch Nham, Mộ Hoa bà cùng Diệp Đông Lưu bốn người, tề tụ một đường. Có mấy ngày, còn không có động tĩnh. Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Ta vừa cầm tới truyền tin thạch, Chi Thu nói, Giang Thanh Lưu coi như cẩn thận, tạm thời vẫn không có thể dẫn hắn đến Vạn Hợp Giang Sơn đổ chỗ, hắn còn tại tìm cơ hội. Diệp Đông Lưu nói. A. À. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu. Trầm mặc một hồi về sau, hắn nói, Diệp Thúc, Chi Thu một người động thủ, khó tránh khỏi có chút mạo hiểm, dạng này, người trong bóng tối tiến về, trước trốn ở Vạn Hợp Giang Sơn đổ bên trong, bảo hiểm một số. Đến lúc đó, liên hợp giết Giang Thanh Lưu. Không cần đi, Tiểu Thu muốn một mình cầm xuống phần này công lao, hắn đánh cam đoan, hướng ta cam đoan, để cho ta đừng đi vướng chân vướng tay. Ta giả a, Diệp Đông Lưu cảm khái nói. Hổ phụ không khuyển tử, Diệp Bất Chi Thu xác thực lợi hại. Thạch Nham nói. Cổ Kiếm Thanh Sương nghĩ một hồi, nói, ngươi vẫn là đi đi, bảo hiểm một chút, Thanh Hà vực mấy cái kia cấp 6 thảo mộc thần linh, ta an bài những người khác đi trông coi. Được, cái kia ta lập tức xuất phát. Diệp Đông Lưu đứng dậy. Hắn biết, Cổ Kiếm Thanh Sương có chút sốt ruột. Diệp Bất Chi Thu làm người kiêu ngạo, không cho Diệp Đông Lưu nhúng tay rất bình thường. Thế nhưng là kiêu ngạo người, thường thường dễ dàng phạm sai lầm. Cổ Kiếm Thanh Sương, thừa dịp Giang Thanh Lưu còn chưa lên câu, rõ ràng muốn lại thêm thẻ đánh bạc. Việc này a, sách đi ra giết Giang Thanh Lưu, là hắn Đông Diệp tộc, nhưng là, lớn nhất gấp. Muốn nhất vạn vô nhất thất người, vẫn luôn là Cổ Kiếm Thanh Sương. Trưởng giáo yên tâm, Đông Lưu nhất định nắm chặt thời gian, mang về Thanh Hồn Tháp. Bọn họ thảo luận, đương nhiên chạy không khỏi ngân trần ánh mắt. Diệp Đông Lưu xuất phát một khắc này, Lý Thiên Mệnh liền để Diệp Bất Chi Thu tới. Một đoàn người tại Vạn Hợp Giang Sơn đồ bên trong, một lần nữa bố trí. Diệp Bất Chi Thu còn không có khỏi bệnh, nguyên bản không có cách nào đi dẫn dụ Diệp Đông Lưu. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Đông Lưu chính mình liền sẽ bước vào bẫy dập. Ngươi còn không có khỏi bệnh, cha ngươi lại muốn tới gặp ngươi, thương thế này không có cách nào giải thích, ta chỉ có thể để hắn vào cuộc, không có tật xấu a. Lý Thiên Mệnh hỏi, ta có quyền cự tuyệt sao? Diệp Bất Chi Thu cắn răng nói. Hắn chỉ cần đem Vạn Hợp Giang Sơn đồ, một lần nữa bố trí về chỗ cũ là được rồi. Quả nhiên, hắn cũng không phải là rất quan tâm, phụ thân là có phải không vào cuộc. Theo Diệp Bất Chi Thu dụng kế sách,
bức phụ thân đem Vạn Hợp Giang Sơn đồ truyền thừa cho hắn, liền có thể nhìn ra, gia hỏa này là cái tự tư, tự đại người. Hắn hiện tại lâm vào tuyệt cảnh, đều chẳng muốn quản phụ thân rồi. Yên tâm đi, ta để hắn thiếu chịu khổ một chút. Đến lúc đó ngươi khuyên nhiều một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Lại là một lần, Dạ Hắc Phong cao. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình tại bắt cá, nhìn tận mắt cá lớn, tiến vào lưới đánh cá. Thu lưới. Diệp Đông Lưu, vào cuộc. Lần này so với lần trước muốn nhẹ nhõm. Đối phương lớn tuổi, cốt cách so sánh lỏng, phệ cốt nghĩ lại càng dễ xâm lấn. Lý Thiên Mệnh tận lực để Diệp Đông Lưu ăn ít chút khổ sở. Tiếp đó, hắn trên cơ bản, đem chính mình cùng Diệp Bất Chi Thu nói lời, lại cùng gia hỏa này nói một lần. Diệp Đông Lưu nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn con mình. Ngươi rõ ràng biết không phải là chuyện tốt, còn không nhắc nhở ta. Ngươi xúc sinh này. Diệp Đông Lưu nhanh làm tức chết. Cha, ta không có cách a, ta tuổi còn trẻ, không thể làm thông báo ngươi, liền bị giết chết a. Diệp Bất Chi Thu nói. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao đồ chơi. Diệp Đông Lưu khóc không ra nước mắt. Nói thật, hắn hiện tại cũng muốn trước chặt nhi tử. Đều là ngươi ra chủ ý, phải dùng Vạn Hợp Giang Sơn đồ, cái này tốt, toàn đập, cùng nhau chờ chết đi. Diệp Đông Lưu ôm hận nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bọn họ. Cha, đừng nói ủ rũ lời nói, chúng ta làm sao lại chết đâu. Chúng ta là sẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, khai sáng Thanh Vân Đại Lục thời đại mới người. Diệp Bất Chi Thu nói. Mở mẹ ngươi. Cảm giác cha con bọn họ, đều nhanh chật đánh nhau. Ngươi cái này hố cha đồ chơi, sinh ngươi thì cùng sinh một đống cứt không sai biệt lắm. Diệp Đông Lưu còn tại hùng hùng hổ hổ. Được rồi, chớ ồn ào, cho một câu lời chắc chắn, muốn sống muốn chết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Sinh, Diệp Đông Lưu dứt khoát nói. Nói thật, hắn tuổi tác lớn, ngược lại lại càng dễ tiếp nhận hiện thực. Phệ cốt nghĩ đáng sợ, hắn trải nghiệm qua, như là ác mộng buông xuống. Cái này thiên cung đệ tử, đồng dạng để hắn cảm nhận được sợ hãi. Có thể, cái kia, trước mang ta đi, các người Đông Diệp tộc mỏ quặng. Mời. Diệp Đông Lưu đứng dậy, tư thế cung kính. Cha, người quỳ đến thật nhanh. Ta tối thiểu còn ngang trong chốc lát. Diệp Bất Chi Thu tiến đến phụ thân bên tai nói. Cút. Hết thảy ba đầu kim trúc quáng mạch, nhìn ra có thể cho ngân trần, gia tăng 200.000 thân thể. Lý Thiên Mệnh đem mấy chục ngàn tiểu ngân trứng ném vào kim trúc quáng mạch. Chính nó có thể phục chế, sinh sôi. Giải quyết về sau, liền chờ Long Uyển Oánh viện thủ đến. Trong lúc này, Lý Thiên Mệnh đi vào huyễn thiên chi cảnh tu luyện. Lần này vừa mới tiến đến, đi vào Tử Diệu tinh thần tháp bên ngoài, bỗng nhiên một người mặc áo da cam thiếu nữ, nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn. Nàng là Liễu Huyên Huyên. Lần trước tại Tử Tiêu chiến trường, Lý Thiên Mệnh đánh bại qua nàng. Chỉ thấy nàng lo lắng nói, Lâm Phong, Lâm Phong, Liễu Hoàn Hoàn ra chuyện. Ra chuyện. Lý Thiên Mệnh tâm lý lục bục một chút. Làm hắn lần trước ý thức được, mình tại Tử Tiêu chiến trường kinh diễm biểu hiện. Vào tới Tử Diệu tinh trước năm, có thể sẽ bị Liễu Hoàn Hoàn mang đến một chút phiền toái về sau, hắn cùng nàng tạm thời cắt đứt liên lạc. Tử Diệu tinh, là thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu đế cùng nhị phân thiên hạ thế giới. Thế giới như thế này bố cục dưới, ba cái hoàn toàn không có bối cảnh Tử Diệu tinh trước 10 đệ tử, quả thật có thể để vạn chúng chú mục, quá mức đáng chú ý. Làm sao ra chuyện? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Ngay từ đầu nàng mất tích, khắp nơi cũng không tìm tới nàng. Về sau, Hồng Y quỷ, một cái thất phẩm sát thủ, nghe Hồng Y, nói, Hoàn Hoàn trên tay nàng. Nàng điểm danh thông báo, muốn người đi, Phong Uyên Đại Lục, Càn Nguyên Đế Thành, nếu không thì muốn giết Hoàn Hoàn. Liễu Huyên Huyên cuống cuồng nói. Các nàng biểu tỉ muội, tuy nhiên trong gia tộc có mâu thuẫn, có thể liên quan đến sinh tử, nàng vẫn là rất lo lắng. Hồng Y quỷ là. Sự tình cùng Lý Thiên Mệnh dự liệu không sai biệt lắm. Hắn biết. Chính mình đến tỉnh táo lại. Một cái rất mạnh ám sát tổ chức. Nếu như đem nó nhìn lầm là tông môn, tối thiểu tương đương với 10 vị trí đầu thế lực. Liễu Huyên Huyên nói. Nó hiệu chung với thần Diệu Hoàng Triều, vẫn là Tử Tiêu đế cung. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều không, bọn họ người nào cũng không tới hướng, thậm chí không có sơn môn, không có thống trị cương vực. Bọn họ sinh tồn ở chỗ tối, tới vô ảnh, đi vô tung, thiếu khuyết cái gì thì cướp bóc cái gì. Liễu Huyên Huyên lắc đầu nói. Làm người ngoài cuộc,
Lý Thiên Mệnh đối Tử Diệu Tinh hiểu rõ, thực sự quá ít. Một cái đỉnh cấp ám sát tổ chức, mang đi Hoàn Hoàn, bức ta hiện thân. Việc này hơi rắc rối rồi. Đúng, Lâm Phong, ngươi nhất định muốn mau cứu Hoàn Hoàn, đây là chuyện của ngươi, cùng nàng bản thân không quan hệ a. Liễu Huyên Huyên hốc mắt ửng đỏ nói. Ngươi trước đừng có gấp, ta nghĩ một hồi. Lý Thiên Mệnh trầm mặc, trong đầu chuyển động chuyện này. Việc này nghe đơn giản, nhưng kỳ thật sương mù nồng nặc. Dựa theo đạo lý, có tư bản muốn mang đi chính mình, cũng chỉ có Thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đế Cung. Hồng Y Quỷ, dính vào, vì ai phục vụ. Mấu chốt là, Liễu Hoàn Hoàn tại loại này thế lực tranh đấu trước mặt, nàng chỉ là một tiểu nhân vật. Mà lại, nàng và Lý Thiên Mệnh quan hệ, cũng không có tốt tới trình độ nào, nhiều lắm là xem như bèo nước gặp nhau bằng hữu. Thậm chí, bởi vì hiện thực cách quá xa xôi, tại Lý Thiên Mệnh tâm lý, nàng có vẻ hơi hư huyễn, cũng không có quá nhiều chân thực cảm giác. Theo lý thuyết, việc này hắn cần phải đừng đi phản ứng. Thế nhưng là, vấn đề tới, lấy cá tính của hắn, mặc kệ Liễu Hoàn Hoàn cùng hắn quan hệ như thế nào, vừa nghĩ tới ngoài ức vạn dặm, có một cái nữ hài bởi vì chính mình, bị người bắt đi, cầm tù, chờ chết. Trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái. Bởi vì, cái này chung quy là một loại thua thiệt. Là do ở chính mình, đánh giá thấp Tử Tinh bảng 10 vị trí đầu tạo thành dung chuyển, làm hại Liễu Hoàn Hoàn tao ngộ phiền phức. Đến mức đối phương vì cái gì đối phó Liễu Hoàn Hoàn, có lẽ cũng là bởi vì, nàng là Lý Thiên Mệnh duy một tiếp xúc qua người. Vì bức Lý Thiên Mệnh xuất hiện, cho dù là duy nhất lỗ hổng, rất nhiều người đều sẽ nếm thử. Nếu như ta tại Tử Diệu Tinh, ta không muốn bởi vì chính mình hại nàng, khả năng ta sẽ hiện thân. Nhưng mấu chốt là, ta không tại a. Đây mới là nhức đầu nhất địa phương. Hắn căn bản không có cứu người phương thức. Phong Uyên Đại Lục, Càn Nguyên Đế Thành. Lý Thiên Mệnh nói cái gì, đều không đến được nơi này. Ngươi nhất định phải đi, mau cứu nàng đi, mang theo ngươi sư tôn, trưởng bối, không có chuyện gì. Liễu Huyên Huyên nói. Giống như toàn bộ Tử Diệu Tinh, đều đang đợi lấy hắn xuất hiện giống như. Còn có, Nghe Hồng Y yêu cầu, để Tiểu Phong, cùng, Lâm Tiêu, cũng muốn đi theo ngươi. Chỉ muốn các ngươi đi Càn Nguyên Đế Thành, nàng thì thả người. Liễu Huyên Huyên nói. Cái này cũng không nói rõ ràng, cái này Nghe Hồng Y, ngay tại Càn Nguyên Đế Thành. Mà lại, nếu như việc này truyền đi, còn nhiều, rất nhiều người sẽ ở Càn Nguyên Đế Thành, chờ đợi Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Cuối cùng người được lợi sẽ là ai? Hiển nhiên không phải là, lấy tiền làm việc, Hồng Y Quỷ. Mua chuộc bọn hắn người, rất trọng yếu. Lý Thiên Mệnh suy tư một hồi, trong lòng của hắn, không muốn bởi vì chính mình liên lụy Liễu Hoàn Hoàn ý nghĩ, còn là đã chiếm thượng phong. Huyên Huyên, người giúp ta tìm một cái Tử Tiêu Đế Cung người. Lý Thiên Mệnh liền nói ngay. À, Hàn Tinh Loan liền tại phụ cận, hắn cùng ta cùng đi. Liễu Huyên Huyên nói. Gọi hắn tới, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết, Huyền Tiên Các là Tử Tiêu Đế Cung trận doanh thế lực. Lần trước, Liễu Hoàn Hoàn liền bị Tử Tiêu Đế Cung người khu xử, hỏi thăm Lý Thiên Mệnh, muốn hay không cùng bọn hắn gặp mặt. Hàn Tinh Loan là Tử Tiêu đệ tử một trong. Sau đó không lâu, hắn liền bước nhanh đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Việc này không phải là các ngươi Tử Tiêu Đế Cung làm a? Lý Thiên Mệnh phủ đầu thì hỏi. Hàn Tinh Loan lắc đầu, nói. Tuy nhiên trưởng bối biểu đạt qua, muốn thu nạp các ngươi ba cái tiến Tử Tiêu Đế Cung ý tứ, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Tối thiểu nhất, Huyền Tiên Các là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, Liễu Hoàn Hoàn cùng ngươi quan hệ tốt, cái kia còn tính toán ưu thế của chúng ta. Chúng ta thật không cần thiết, đem ưu thế đổi thành thế yếu, vô duyên vô cớ đắc tội ngươi, đây quả thật là ngu xuẩn nhất cử động. Nói hình như có đạo lý, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ngừng lại một chút, hắn nói, có điều, có một chút ngươi sai, ta cùng Liễu Hoàn Hoàn chỉ thấy qua vài lần, quan hệ không coi là nhiều tốt. Nhưng, ta xác thực rất chán ghét liên lụy người khác. Cho nên chuyện này, ta muốn cho Tử Tiêu Đế Cung giúp ta một chuyện, có thể hay không? Ngươi nói, ta nhất định truyền đạt cho trưởng bối. Hàn Tinh Loan nói, Càn Nguyên Đế Thành ta khả năng không đi được, ta trước mắt hoàn toàn không có cách nào hiện thân, các ngươi có thể lý giải thành, ta bị vây ở một nơi nào đó, với bên ngoài phát sinh hết thảy đều bất lực. Cho nên, ta hy vọng Tử Tiêu Đế Cung có thể ra nhiều một ít khí lực, giúp ta đem Liễu Hoàn Hoàn cứu ra, các ngươi là Tử Diệu Tinh đỉnh phong thế lực, tai mắt trải rộng thiên hạ, cái này không khó a. Lý Thiên Mệnh hỏi,
Bị khốn trụ, tốt a, ta đại khái hiểu, trách không được ngươi không hiện thân, lại lai lịch bí ẩn. Hàn Tinh Loan gật đầu. Chuyện cứu người đâu? Chuyện cứu người, ta nhất định truyền đạt trưởng bối. Ngươi nói cho bọn hắn, nếu như bọn họ có thể giúp ta chuyện này, cũng có ngày, nếu là ta có thể đi ra, nếu là muốn hiện thân, tuyệt đối đệ nhất thời gian đi Tử Tiêu Đế Cung, cho lẫn nhau ở giữa một cái cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Thật. Hàn Tinh Loan ánh mắt sáng lên. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Với hắn mà nói, cho loại này hứa hẹn cũng không có gì. Dù sao, hắn đời này lại không thể đi Tử Diệu Tinh. Chính hắn không đi được, cho Tử Tiêu Đế Cung một cái hứa hẹn, để bọn hắn tìm người, đã là Lý Thiên Mệnh duy nhất có thể làm sự tình. Liễu Hoàn Hoàn, hy vọng ngươi có thể bình an đi. Cùng Hàn Tinh Loan, Liễu Huyên Huyên cáo biệt về sau, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, hắn muốn đi gặp một người khác. Thần Dụ Công Chúa. Hắn để Huyễn Thiên Tinh Linh, cho Thần Dụ Công Chúa truyền tin, hỏi thăm có thể hay không gặp mặt. Tin tức vừa phát ra ngoài, Thần Dụ Công Chúa thì có hồi âm, mời hắn tiến đến một lần. Đi. Huyễn Thiên Tinh Linh mang theo hắn, tại quang ảnh lấp lóe bên trong, lần nữa đi tới Thần Dụ Công Chúa phòng khách. Hồ nước quang ảnh bên trong, cái kia trong đình người mặc tím quần dài trắng, ung dung hoa quý Thần Dụ Công Chúa, đang dùng ngón tay dài nhọn đánh đàn, tiếng đàn du dương rung động lòng người. Theo tiếng đàn tràn ngập, hồ nước phía trên nước, cũng tạo thành mỹ diệu sóng nước, dập dờn lái đi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, tiểu đình màn che phấn khởi. Mỹ nhân như ngọc, phảng phất giống như thần nữ, kinh động như gặp thiên nhân. Thật lâu, tiếng đàn rơi xuống. Nàng nhỏ nhỏ hất cằm lên, như ngôi sao màu tím giống như song mắt thấy Lý Thiên Mệnh. Cái kia mềm mại đáng yêu lại mang theo hoàng giả uy nghiêm ánh mắt, như là gông xiềng một dạng khóa ở trên người. Ta nghe nói, hồng y quỷ, bức bách người hiện thân sự tình, người cái kia sẽ không cho là, loại này thấp kém, nhàm chán, dễ dàng gây nên người phản cảm sự tình, là ta làm a? Thần Dụ Công Chúa mỉm cười nhìn lấy hắn hỏi. Công chúa nói đùa, người quý giá như thế nào làm loại này hạ lưu nhược trí sự tình? Đều là một số nhàm chán kẻ xấu, tự cho là thông minh, gậy ông đập lưng ông thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi như vậy tức giận chứ? Nói rõ nữ hài kia, đối ngươi rất trọng yếu sao? Thần Dụ Công Chúa rằng giặc đứng dậy, cái kia đường cong xinh đẹp có thể nói 10 phần rung động lòng người. Nhất là ở ngực cái kia 9cm bao quát thần tuyền, chiếu sáng nàng viên kia nhuận ra thịt tuyết trắng, lộ ra càng thêm huỳnh sáng lóng lánh, làm cho lòng người ngứa khó nhịn, nhưng lại không thể xâm phạm. Không trọng yếu, có thể ta chán ghét loại hành vi này, càng không muốn liên lụy người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã có ý thức, không tại Huyễn Thiên Chi cảnh kết bất kỳ bằng hữu. Không nghĩ tới, vẫn là phát sinh loại chuyện này. Vậy ngươi sẽ đi Càn Nguyên Đế Thành sao? Có cần hay không ta phái người bảo hộ ngươi? Hoặc là, ta tự mình đi bảo hộ ngươi? Thần Dụ Công Chúa nhảy lên một cái, tại hồ thủy thượng phiêu không sai chạy như bay. Theo một trận thăm thẳm làn gió thơm đánh tới, nàng đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt 3 mét địa phương. Cái kia cấp 9 thần tuyền cùng huỳnh quang một dạng trắng như tuyết da thịt, tự nhiên càng thêm lóa mắt. Ta sẽ không đi. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Ồ, cái kia ngươi hôm nay tìm ta, là bởi vì muốn tìm ngươi giúp một chút, đồng thời lập cái nho nhỏ đổ ước. Lý Thiên Mệnh nói. Giúp đỡ, đổ ước, hai cái này từ tụ cùng một chỗ, còn có chút khó chịu. Ngươi nói đi, Thần Dụ Công Chúa nói. Ta hôm nay, chính thức hướng ngươi khởi xướng Tử Tinh bảng khiêu chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Há, cái kia tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Sau đó thì sao? Đổ ước, liên quan tới thắng thua. Thua như thế nào, thắng lại như thế nào? Thần Dụ Công Chúa hỏi. Nếu như ta thắng, người giúp đỡ phát động một cái thần diệu hoàng triều thế lực, tình báo, tai mắt, giúp ta cứu một chút cái cô nương kia. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ như vậy, Tử Tiêu Đế Cung cùng thần diệu hoàng triều cùng một chỗ hành động, luôn có thể có một ít thành quả a. Mà lại, Lý Thiên Mệnh để cho nàng giúp đỡ, có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Hắn thủy chung cho rằng, làm chuyện này, 80% trở lên, lại là thần diệu hoàng triều cùng Tử Tiêu Đế Cung cả hai một trong. Nếu như ngươi thua thì sao? Thần Dụ Công Chúa hỏi. Thua, ta lập tức đi thần diệu hoàng triều, tự mình bái kiến công chúa điện hạ, sau đó vì thần diệu hoàng triều hiệu lực, duy công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, nếu như vậy, vẫn là cần phiền phức công chúa, theo ta đi Càn Nguyên Đế Thành.
vì ta cứu một chút Liễu Hoàn Hoàn, ta không muốn dắt cả cái gì người. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Lời này để thần dụ công chúa có chút yên lặng. Nàng không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh, sẽ như vậy dứt khoát. Trên thực tế, đây là bởi vì Lý Thiên Mệnh đánh bại qua Lý Hạo Thần, tăng thêm huỳnh hỏa còn tiến hóa qua, cho nên hắn cơ bản không cho rằng, chính mình thất bại. Tại chính ta không có cách nào đi Càn Nguyên Đế Thành tình huống dưới, để hai người bọn họ thế lực cùng một chỗ giúp đỡ, là duy nhất phương thức. Trừ cái đó ra, ở trong tình hình này, Lý Thiên Mệnh không biết, chính mình còn có thể làm cái gì nỗ lực. Hắn hoài nghi Tử Tiêu Đế Cung, cũng hoài nghi Thần Diệu Hoàng Triều. Vậy liền để bọn họ, lẫn nhau vạch khuyết điểm. Có lẽ dạng này, còn có manh mối. Công chúa Điện Hạ, có thể tiếp nhận đánh cược này. Lý Thiên Mệnh thành khẩn hỏi. Thắng được ngươi, mới có thể nhận lấy ngươi. Thần dụ công chúa cười yếu ớt lấy hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có a, bất quá, ngươi bản sự không nhỏ, cái này đối ta mà nói, cũng là một loại không tầm thường khiêu chiến đây. Thần dụ công chúa nói. Khiêu chiến, mới có niềm vui thú. Ngươi nói cũng phải, vậy ta đáp ứng. Đã thắng thua đều muốn vì ngươi cứu cái cô nương này, vậy ta thì càng thành ý một số, hôm nay bắt đầu, liền giúp ngươi tìm nàng. Ba ngày sau chúng ta tại Tử Tiêu chiến trường nhất chiến, đến lúc đó, nói không chừng nàng đã nhảy nhót tưng bừng, xuất hiện tại trước mặt ngươi đây. Thần dụ công chúa nói. Vậy liền không thể tốt hơn, trước cảm ơn công chúa. Lý Thiên Mệnh cho nàng bái. Vấn đề là, nếu như ta thua, Thần Diệu Hoàng Triều về sau sẽ còn có cơ hội không? Thần dụ công chúa hỏi. Tuyệt đối có, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là tốt rồi. Đã như vậy, ta liền trở về chuẩn bị, ba ngày sau gặp. Được. Thần dụ công chúa mỉm cười nhìn lấy hắn rời đi. Ba ngày thời gian, cũng là để trận này đối chiến lên men, cho người quan chiến thời gian. Tin tức này vừa đi ra ngoài, Tử Tiêu chiến trường liền sẽ có rất nhiều người chồng chất. Ba ngày sau quan chiến nhân số, tuyệt đối có thể đạt tới Lý Thiên Mệnh cùng mục sát chi chiến gấp 10 lần. Đoán chừng cái kia Tử Tiêu chiến trường đều nhét không dưới. Ngươi có phải hay không không công bằng a, cho Tử Tiêu Đế Cung cùng Thần Diệu Hoàng Triều điều kiện khác biệt. Tử Tiêu Đế Cung giúp ngươi tìm người, ngươi thì nguyện ý đi bọn họ cái kia. Thần Diệu Hoàng Triều bên này, chẳng những muốn giúp lấy tìm, còn muốn đánh bại ngươi, mới có cơ hội. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt nói. Ta hôm nay, vốn chính là tới khiêu chiến thần dụ công chúa, muốn lên Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 8. Mặt khác, nếu như là hai cái này thế lực một trong làm, ta cảm thấy Thần Diệu Hoàng Triều hiểm nghi, tại Tử Tiêu Đế Cung phía trên. Lý Thiên Mệnh nói. Làm sao mà biết? Trực giác. Lại nói đến cụ thể một số, cái kia chính là cùng thần dụ công chúa đối thoại thời điểm loại kia trực giác. Người đang làm chuyện xấu, lại không muốn thừa nhận thời điểm, nói mỗi một chữ, ánh mắt luôn luôn có một ít biến hóa rất nhỏ. Lý Thiên Mệnh cho bọn hắn song phương hứa hẹn, nhưng trên thực tế, hắn chỉ cùng Tử Tiêu Đế Cung nói, chính mình tạm thời bị khốn trụ. Mà lại, hắn căn bản sẽ không đi hai địa phương này. Hắn muốn, chỉ là để bọn hắn, lẫn nhau điều tra. Vô tội phía kia, đem bắt cóc Liễu Hoàn Hoàn phía kia, cho bắt tới. Hắn cách Tử Diệu tinh quá xa, không ở nơi này lớn lên, rất khó tránh thức phán đoán. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi, Lý Thiên Mệnh nói. Đáng tiếc tại cái này huyễn thiên chi cảnh, tiểu ngũ nghe trộm bản sự không có cách nào thi triển. Nếu không, liền có thể nghe được ngươi sau khi rời đi, Hàn Tinh Loan cùng thần dụ công chúa, bí mật nói cái gì? Đúng. Tại không dùng được ngân trần địa phương, mới biết được nó trọng yếu bao nhiêu. Hồ nước, đình nghỉ mát. Lý Thiên Mệnh sau khi đi, thần dụ công chúa về tới đình nghỉ mát dưới, đổi một bộ lãnh đạm biểu lộ, đánh đàn cạn ngâm. Sau đó không lâu, một cái người trung niên áo đen, xuất hiện tại hắn trước mắt. Hoàng thúc. Thần dụ công chúa khẽ ngẩng đầu, hô hắn một tiếng, ngón tay tiếp tục đàn tấu. Làn điệu dần dần tăng lên, biến đến kích tình bành trướng. Sát khí bắt đầu bốc lên. Việc này ngươi làm. Trung niên nhân ở bên cạnh ngồi xuống, xuất ra tiểu hồ tử. Hắn uống một miệng, trên bàn tay, đại hoang, uống một ngụm. Tựa như đây, thần dụ công chúa ô tiếng nói. Không nghĩ tới a. Hắn vậy mà nguyện ý vì cái này một cái, con gái rượu, đánh cược tiền đồ của mình. Hắn tuy nhiên cùng loại Diệp Thần, nhưng thẩm mỹ phẩm vị, cùng Diệp Thần so, thực sự kém xa. Trung niên nhân chế nhạo nói.
thẩm mỹ, không phải, hắn cũng không có ưa thích cô nương này, giống như hắn nói, hắn cũng là không muốn liên lụy người khác thôi. Thần dụ công chúa nói, không liên lụy người, đánh cược tiền đồ, ngươi cũng tin. Ta tin tưởng a, bởi vì Diệp thần cũng là như vậy người, bọn họ đều rất coi trọng đạo nghĩa, đều rất trọng tình cảm, đối với mình người tuyệt không bạc đãi, đối với địch nhân không lưu tình chút nào. Thần dụ công chúa cười yếu ớt nói. Trong tay nàng động tác càng nhanh, từ khúc càng sục sôi. Thú vị, thắng được hắn, thì giải quyết người này, lại đem cái này Liễu Hoàn Hoàn thả, ngược lại là biến đến đơn giản. Vấn đề là, người có thể thắng hắn sao? Trung niên nhân hỏi. Có thể chứ, thần dụ công chúa nói. Nếu như người thắng, vậy nói rõ hắn không có cách nào cùng Diệp thần so, cấp bậc kém một chút, đến lúc đó hắn hiện thân, người gọi ta, ta cho hắn cái kế tiếp ràng buộc, để hắn làm một người nô lệ, khống ở hắn cả một đời là được rồi. Khác lấy ra làm Diệp thần bồi dưỡng, một núi không thể chứa hai hổ. Trung niên nhân nói. Ngươi nếu bị thua đâu, vậy cái này Liễu Hoàn Hoàn, thả hay là không thả? Trung niên nhân hỏi. Trước không thả, hắn vẻn vẹn chỉ có cái này một cái, nhược điểm, không thể tùy tiện thả. Việc này ta làm được nghiêm mật, hắn căn bản không có chứng cứ, có thể kết luận là ta làm. Thần dụ công chúa nói. Hắn như suy đoán là ngươi, cũng sẽ để hắn, đối ngươi hảo cảm độ hạ xuống a. Trung niên nhân nói. Không trọng yếu, thần dụ công chúa nói. Nói thế nào? Ta cùng Diệp thần, nói chuyện của người này, hắn cũng nói, nếu như khống chế không nổi, liền giết hắn. Thần dụ công chúa trong mắt lãnh quang lóe lên. Tiểu tử này, vẫn là như thế, sát phạt quyết đoán, a. Trung niên nhân cảm khái nói. Đương nhiên, bất quá tốt nhất đâu, vẫn là ta 3 ngày sau đánh bại hắn, dạng này sự tình thì rất dễ giải quyết. Thần dụ công chúa nói. 3 ngày, người đây là muốn. Không sai. Để phụ tôn cho ta làm một cái ngắn hạn cường hóa đi, coi như hắn sau cùng mục sát thời điểm chiến đấu mạnh hơn, ta đều phải có hơn 9 thành nắm chắc bắt lấy hắn. Người này vẫn luôn tại tiến bộ, là đến đánh giá cao một số, dùng cái này đến chỉ định kế hoạch chiến đấu. Trung niên nhân nói. Thần tuyền có thể phát huy tác dụng, thần dụ công chúa nói. Một trận chiến này, song phương đều không cho là mình thất bại. 3 ngày thời gian. Lý Thiên Mệnh tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp đệ thất trọng tu hành. Hắn có thể đoán trước, hắn đem cùng thần dụ công chúa, tại Tử Tiêu chiến trường nhất chiến tin tức, đã truyền khắp Tử Diệu Tinh. Thần bí thiên tài lại đến, bắt đầu xông vào trước 3, quyết đấu thần diệu hoàng triều công chúa. Xem chút 10 phần. Thần dụ công chúa rất lâu không có xuất chiến, nàng chính là tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 ngự thú sư. Diệp thần sinh ra trước đó, nàng vẫn luôn là thần diệu hoàng triều lĩnh quân nhân vật. Lần này xuất chiến, chẳng khác gì là tiểu bối ở giữa, tối đỉnh phong quyết đấu. Như thế mánh lới, Tử Tiêu chiến trường nửa ngày thì đầy ắp. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là người. Tu luyện hoàn tất về sau, Lý Thiên Mệnh trở về trật tự chi địa một chuyến. Tử Diệu Tinh người, coi ta là thức thần tu luyện giả, ta cộng sinh thú, bọn họ cho rằng, chỉ là thật không thể tin huyết thần khế ước cộng sinh thú. Nơi này không phải trật tự chi địa, không có Thái Dương Đế Tôn. Không có thí nghiệm phẩm, không cần lo lắng cái kia, Lý Vô Địch, coi ta là khinh ngữ một dạng nuôi nhốt, cho nên. Nếu như ta là thức thần tu luyện giả, như vậy, chỉ là 7 kiếp, đáng là gì thiên tài. Về đến ngoại giới, Lý Thiên Mệnh chẳng những để tiến hóa sau hình hỏa, tăng thêm thực lực, đồng thời mang đến 250.000 tiểu ngân chứng. Thậm chí, hắn lần nữa tăng lên 2 thanh, thức thần trường kiếm. Không phải thêm 1 thanh, mà chính là thêm 2 thanh. Hắn đã chuẩn bị bày ra, cửu kiếp thức thần. 7 kiếp thức thần, còn chưa đủ khiến người ta tránh thức tôn trọng ta, cửu kiếp, lại có thể để Tử Diệu Tinh oanh động gấp 10 lần, để bắt đi Hoàn Hoàn người, tránh thức suy tính cùng ta là địch xuống tràng. Hắn cần một cái trường hợp, đi tuyên cáo, trấn nhiếp. Hy vọng dạng này, có thể đến giúp Hoàn Hoàn đi. Lý Thiên Mệnh trọng tân ký lục cửu kiếm thức thần. Thập phương kỳ nguyên thần kiếm, cửu kiếm đều xuất hiện. Lại phối hợp ngũ đại cộng sinh thú, quy mô đã rất đáng sợ. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, nhất định cầm xuống thần dụ công chúa lòng tin. Phải biết, hắn không có ra thức thần, đều cầm xuống đế tôn chi tử Lý Hạo Thần. Mà lại lần này ngân trần số lượng gia tăng, huỳnh hỏa còn có thuế biến. Thần dụ công chúa, làm sao cản? Giờ phút này, trở lại huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh muốn trích dẫn một câu miêu miêu nói lời. Hắn meo.
lão hổ không phát huy, ngươi làm lão tử là mèo bệnh. Năm đại thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh thú, cửu kiếp thức thần kỳ nguyên thần kiếm. Lý Thiên Mệnh buông xuống tại Tử Tiêu chiến trường phía trên. Khoảng cách ước định thời gian, còn có nửa canh giờ. Hắn trực tiếp bước vào chiến trường, chờ đối thủ đến. Trong lúc nhất thời, tinh quang chiếu xạ, quang mang lập lòe. Thiếu niên tóc trắng lăng không, quét nhìn một vòng, phóng tầm mắt nhìn tới, Tử Tiêu chiến trường phát sáng vạn trượng, toàn bộ bao phủ ở trên người hắn. Thân ảnh của hắn bị quang ảnh phóng đại gấp mấy vạn, như cùng một cái mấy vạn mét cao cự nhân, đứng tại lít nha lít nhít đám người trong vòng vây. Rầm rầm rầm. Bởi vì hắn ra sân, trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Lâm Phong. Một cái thần bí đệ tử, xông lên mây xanh. Mọi người nhớ đến, lên một cái gây nên như thế oanh động người, vẫn là đánh tan Tử Tiêu đế cung đệ nhất đệ tử, đạp vào Tử Tinh bảng đệ nhất Diệp Thần. Loại rung động này tràng diện, quả thực để mỗi người trong lòng, nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục. Tử Tiêu chiến trường tinh thần quang huy, không ngừng tập trung tại Lý Thiên Mệnh trên thân, để hắn khuôn mặt này, cái này một cái bế nghế, bá đạo ánh mắt, thật sâu khắc vào trong lòng của tất cả mọi người. Bảy kiếm thức thần, để cho các người muốn lấy được ta, tâm lý nhưng lại khinh thị ta là thiếu niên, không bảo mệnh năng lực, căn cơ nông cạn. Như vậy, cửu kiếm thức thần, cùng khinh ngữ một dạng cửu kiếp thiên phú, các ngươi lại sẽ như thế nào nhìn ta? Hai cánh tay của hắn phía trên, 10 cái kiếp vòng rung động. Trong đó 9 cái trong đó kỷ nguyên thần kiếm, đã dục dịch. Tứ phương tổ thần, sinh tử, thiên địa, thời không. Ngoại trừ tại Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh còn không có phát huy qua thức thần toàn bộ uy lực. Một núi không thể chứa hai hổ, vậy thì phải nhìn xem, người nào ưu tú hơn. Hắn cũng không vội nóng nảy, nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ của hắn đến. Đối phương dù sao cũng là công chúa. Thần Diệu Hoàng Triều công chúa, có nửa cái Tử Diệu Tinh kẻ ủng hộ, bây giờ bên ngoài sân ức vạn dân chúng, đều tại khát vọng nàng kinh diễm biểu diễn. Làm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nhân, nắm giữ cái này chúng sinh chi đỉnh địa vị cùng xuất thân, dạng này nữ tử, là vạn chúng mộng. Tí tách, tí tách, Lý Thiên Mệnh lựa chọn biển cả chiến trường hoàn cảnh, phía dưới tinh quang cùng nước biển kết hợp, bọt nước vẩy ra, càng thêm hùng vĩ. Rầm rầm rầm. Lam Hoàng đã ở trong nước lăn lộn, ngao du, thương thế khỏi hẳn tiên tiên, ăn uống no đủ, cắm rễ tại đáy biển, giống như là một gốc cỡ nhỏ thanh vân thần mộc. Còn có Huỳnh Hỏa Miêu Miêu, một người chiếm cứ Lam Hoàng một cái đầu đỉnh, đang cùng theo Lam Hoàng lướt sóng. Phốc phốc phốc, nguyên một đám tiểu ngân chứng tạo thành 250.000 sắt thép đại quân, biến thành 2,5 triệu con rắn nhỏ, trên mặt biển bơi ngửa. Đáng chết, ta quá, thích cái này, cái chỗ, mới. Một bên, chiến đấu, một bên, tắm rửa. Ngân Trần hưng phấn vạn phần nói. Chuyên môn vì ngươi chọn, phúc hậu a, Lý Thiên Mệnh nói. Vẫn còn, tính ngươi, hiểu chuyện, Ngân Trần ngạo kiều nói. Không hề nghi ngờ, đại chiến phía trước, ai cũng có thể nhìn đến hắn cộng sinh thú sung sướng, giống như không có chút nào khẩn trương. Chỉ có Lý Thiên Mệnh chính mình rất nghiêm túc. Liễu Hoàn Hoàn sự tình, quả thật làm cho tâm tình của hắn có chút nóng nảy, tức giận. Sốt cục. Đã đến giờ. Cái kia thần dụ công chúa, không có đến sớm, cũng không có trễ. Tại lúc này khắc, nàng tại vạn chúng chen chúc bên trong, như tinh thần nữ thần, chạy như bay tới, bước vào Tử Tiêu chiến trường. Oanh! Song phương hội tụ. Một trận, đại chiến, sắp bạo phát. Sâu xa, vô tận, vĩnh hằng trật tự tinh không nơi nào đó, một khỏa lập lòe, thần bí tử sắc hằng tinh nguyên, chính hướng về bốn phía phun ra nuốt vào lấy quang mang. Ở phía dưới thiên nhất giới diện hạt bụi thế giới, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến cái này tử sắc mặt trời. Nó là thế gian đẹp nhất chi vật, quang ngọn nguồn, lực lượng khởi nguyên, trật tự thần văn phun trào điểm. Mọi người trong lòng, có thể ở tại cái này tử sắc trên thái dương, vậy cũng là thần. Xuyên qua nguyên một đám nguyệt tinh nguyên chạm gác, lại lướt qua ngôi sao màu tím mây, thì có thể chân chính đến cái này mỹ lệ thế giới. Nơi này cũng không hỏa nhiệt, nó như nguyệt chi thần cảnh một dạng. Mát lạnh, ôn hòa, chói lọi, tinh quang vô hạn, khắp nơi đều lộ ra cao nhã cùng tôn quý. Tại cái này tử sắc siêu sao một cái tối tăm trong góc. Một cái ghim viên thịt đầu cô nương, sắc mặt nghiêm chỉnh khủng hoảng, núp ở nơi hẻo lánh chỗ sâu. Đinh! Đinh! Ngoài cửa sổ có một cái quỷ ảnh, ngay tại đạn lấy trong tay huyết sắc loan đao. Tử Tiêu chiến trường phía trên,
thật nhiều tinh quang phòng nhỏ. Mỗi một tòa tinh quang phòng nhỏ, đều có tử tiêu chiến trường phía trên, tốt nhất quan chiến thị giác. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia như đầy sao một dạng khảm nạm tại tử tiêu chiến trường phía trên, tinh quang phòng nhỏ toàn bộ đầy áp. Chỉ có tử diệu tinh phía trên, cấp cao nhất thân phận, mới có thể gia nhập cái này tôn quý chi địa. Người bình thường chỉ có thể ở bên ngoài chen chúc, thấy thiên hạ trước tam đệ tử phong thái. Tinh quang phòng nhỏ đầy áp, nói rõ hôm nay có đại lượng tử diệu tinh nhân vật, buông xuống chiến trường, tận mắt đến nghiệm chứng tử diệu tinh, cái thứ hai kỳ tích, hàm kim lượng. Loại này quy mô, chỉ có Diệp Thần khiêu chiến tử tiêu đế cung đệ nhất đệ tử, Cung Giận, thời điểm, phát sinh qua. Ngay lúc đó Cung Giận, lực áp thần dụ công chúa, vẫn là tử tinh bảng đệ nhất, lúc này hắn thối lui đến thứ hai. Đương nhiên, tại thức thần tu luyện giả bên trong, bát kiếp Cung Giận, coi như đệ nhất. Cái kia một trận, tại chỗ đại đa số người đều tận mắt chứng kiến. Mười hơi. Không đến mười hơi thời gian, hoành không xuất thế, cái thứ nhất kỳ tích, Diệp Thần, vì mỹ nhân công chúa báo thù, nghiền ép Cung Giận, xưng bá tử tinh bảng, oanh động thiên hạ. Ngay lúc đó rầm rộ, mọi người vẫn rõ mồn một trước mắt. Ngày hôm nay, Lâm Phong, khiêu chiến là cơ hồ cùng, Cung Giận, cùng cấp bậc thần dụ công chúa, ý nghĩa tương đương. Nghiệm chứng cái này Lâm Phong, phải chăng có thể so với Diệp Thần, phải chăng được xưng tụng kỳ tích thời điểm, đến. Nhìn lấy trên chiến trường, một nam một nữ hai cái thiên chi kiêu tử, trên chiến trường sớm đã đinh tai nhức óc. Tinh quang quá mức chướng mắt, tiếng người quá mức huyên náo. Liền xem như tại phong bế, tinh quang phòng nhỏ, bên trong, đều có thể cảm nhận được cái này 10 tỷ người mang tới chấn động. Tại dạng này chấn động phía dưới, tử tiêu đế cung đệ tử, Cung Giận, đứng ở cửa sổ, hồi tưởng lại ngày nào đó, mình bị Diệp Thần chỗ chi phối hoảng sợ. Ngay tại một cái cùng hôm nay một dạng oanh động thời kỳ, hắn thành bối cảnh tấm. Loại kia bất đắc dĩ, khuất phục, nhận mệnh cảm giác, hắn đến bây giờ không cam tâm. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, tự cao kỳ tài ngút trời chính mình, chỉ có thể làm một cái vạn năm thứ hai. Hắn là tử tiêu đế cung, đế tôn chi tử. Hôm nay, đến phiên một cái khác đế tôn công chúa, đụng phải đồng dạng, làm người thiên tài. Một cái khác khí vận chi tử. Hy vọng, ta không phải là một cái duy nhất, bị trấn áp đế tôn hậu nhân. Cung Giận ánh mắt hỏa diễm hừng hực. Không sai, hắn chống đỡ Lâm Phong, khát vọng hắn thắng. Tại Cung Giận sau lưng, bao quát, Hàn Tinh Loan, ở bên trong, tử tiêu đế cung năm cái, tử tiêu đệ tử, đều tại. Bọn họ ba nam hai nữ, từng cái đều là đứng tại chúng sinh đỉnh phong tuổi trẻ thiên kiêu, nắm giữ tử diệu tinh lớn nhất gia thế hiển hách. Bọn họ hai ngày trước, thì đến nơi này. Tự lý thiên mệnh đến, Cung Giận vẫn tại nhìn lấy hắn. Cung sư huynh, nếu như người này đến tử tiêu đế cung, đoạt người đệ nhất đệ tử vị trí, người nguyện ý không? Hàn Tinh Loan yếu ớt hỏi. Nguyện ý, chỉ cần có thể áp thần diệu hoàng triều một đầu, ta cái gì đều nguyện ý. Cung Giận chân thành nói. Cung sư huynh, thật sự là lượng lớn. Làm đế tôn chi tử, cam tâm thoái vị, độ lượng xác thực rất lớn. Lập tức bắt đầu. Đúng vào lúc này, gian này, tinh quang phòng nhỏ, đại môn mở ra, một cái hắc ảnh đi đến. Năm cái tử tiêu đệ tử nhìn lại, liền vội cung kính đồng nói, gặp qua lão tổ. Bóng đen kia chậm rãi đi đến bọn họ trước mắt. Đây là một người mặc áo vải, thân hình khom người lưng còng lão giả này số tuổi phi thường lớn, chính là tuổi 70, tóc đã sớm rơi sạch, hàm răng cũng nhanh không có, đi trên đường run lên một cái. Dựa theo đạo lý hắn từng trải dạng này, tinh luân nguyên lực đã sớm suy kiệt, huyết nhục khô lão, khả năng liền bên cạnh tử tiêu đệ tử đều đánh không lại, nhưng, trên người hắn lại vẫn có lấy hơi thở làm người ta run sợ. Mà lại tử tiêu các đệ tử, đối nó phá lệ kính trọng. Chờ hắn hiện thân tại quang mang bên trong, bất ngờ có thể nhìn đến, bộ mặt của hắn cùng thường nhân tương đương khác biệt. Đó chính là, hắn chỉ có một con mắt. Hắn vị trí tại sống mũi ngay phía trên, phi thường lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa cái trán. Cái này khiến lão giả này, xem ra cực kỳ quái dị. Bất quá, hắn tuy nhiên tuổi già, nhưng cái này xanh biếc độc nhãn, rất có sinh mệnh khí tức. Cái kia tròng mắt đổi tới đổi lui, mười phần linh động. Lão tổ làm sao đích thân đến? Cung Giận vội vàng đi lên nâng, lại làm cho lão giả một thanh hất ra, lão giả kia trêu tức nhìn lấy hắn, nói, không cần ngươi vịn, đừng nhìn lão phu số tuổi lớn, thể trạng có thể so sánh ngươi tráng kiện, lên trời xuống đất, thông đồng mỹ nhân không gì làm không được.
Nói xong, cái kia mắt to màu xanh lục con ngươi, nhìn chằm chằm hai cái thiên tư quốc sắc nữ đệ tử nhìn hồi lâu, chậc chậc cảm khái, một bộ già mà không kính dáng vẻ. Bội phục, bội phục. Cung Giận bọn họ liếc nhau, miệng đắng lưỡi khô nói. Lão giả đi tới bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, để mắt tới thần dụ công chúa, lại là tán thán nói, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này eo nhỏ, cái này tiểu thí trứng, cái này đôi chân dài, thần diệu tộc tiểu cô nương, cũng là hăng hái a. Tại Tử Tiêu các đệ tử, không cảm thấy kinh ngạc, trong ánh mắt, lão giả mới dò xét Lý Thiên Mệnh, nói, cái này tiểu hài tử, cũng là gần nhất thổi đến thiên hoa loạn trụy Lâm Phong. Còn để lão phu tự thân xuất mã, đến suy nghĩ một chút lai lịch của hắn. Đúng, cũng là hắn, lão tổ lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi. Lão giả sờ một cái trắng như tuyết râu dài, ho khan nói, đừng chém gió nữa, cũng là sống được lâu, quái vật gặp nhiều mà thôi. Hắn từ trên xuống dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, nói, thức thần tu luyện giả, lại là ngự thú sư. Vậy theo lẽ thường, bản chất của hắn là thức thần tu luyện giả, cộng sinh thú là huyết thần khế ước tới, nhìn hắn cộng sinh thú chủng loại phức tạp, cũng giống là hung thú xuất thân. Bất quá, loại này vẽ rắn thêm chân đồ bỏ đi tu luyện phương thức, có thể trực tiếp làm đến tử tinh bảng thứ 5, nói rõ hắn xác thực có chỗ hơn người. Đúng, đây đều là chúng ta nghi ngờ địa phương, Cung Giận nói. Xác định là 7 kiếp thức thần sao? Lão giả hỏi. Đúng vậy, ta cùng hắn giao chiến qua. Lúc ấy, hắn không có ra cộng sinh thú, thì đánh bại ta, về sau hắn lại chỉ dùng cộng sinh thú, đánh bại mục sát. Hàn Tinh Loan đứng ra nói. Há? Cái kia có kết luận, lão giả vuốt ve râu dài nói. Lão tổ có ý tứ là, hắn sau lưng có một cái luyện đan đại sư, từ nhỏ rót thuốc, vốn là huyết thần khế ước sau khi thành công, bởi vì hung thú linh trí có hạn, cho nên tu luyện chậm chạp, kết quả cứ thế mà thông qua rót thuốc, đem chồng chất đến trước mắt cảnh giới, loại này người tu luyện chi pháp, lẫn lộn đầu đuôi, lòe người, tiền kỳ có thể tạo thành khoa trương hiệu quả, trung kỳ trực tiếp phế đi, còn không có hậu kỳ. Giá trị của hắn còn không bằng ngươi Hàn Tinh Loan. Lão giả bật cười một tiếng, vui vẻ nói, lùm cây lớn, cái gì chim đều có a, đứa nhỏ này đoán chừng cũng là cái luyện đan đại sư, thử đan người, ta suy nghĩ một chút a, tên nào thất đức như vậy, trắng trắng hủy một đứa bé. Nghe nói như thế, năm cái Tử Tiêu đệ tử đều ngây dại. Trước kia, cũng có người nói như vậy, nhưng chúng ta còn chưa tin. Không nghĩ tới, thật là một cái đáng thương, đan lô, ngàn năm tiềm lực. Đều tại 30 tuổi trước, bị nghiền ép đi ra. Qua 30 tuổi, đoán chừng trực tiếp phế đi. Cái kia, Cung Giận hít sâu một hơi, hỏi, lão tổ, người xác định không lại nhìn nhiều. Người loại thuyết pháp này, những người khác cũng đã nói, nhưng tự mình nhìn qua hắn chiến đấu, giống như không cho là như vậy, nếu như là ấm sắc thuốc, không có khả năng vững vàng như vậy, rồi rào. Ha ha, được, lão phu thì nhìn một chút, ta thì cùng các người đánh cược. Hắn muốn không phải ấm sắc thuốc, lão phu chính mình đem đầu vặn xuống tới, cho hắn làm cái bô. Mắt xanh lục lão tổ tự tin cười một tiếng. Một gian khác, tinh quang phòng nhỏ. Vùng này, đều thuộc về thần diệu Hoàng Triều. Gian này tinh quang phòng nhỏ, càng là khảm nạm tại Tử Tiêu chiến trường ngay phía trên. Điều này nói rõ, nội bộ người, nhất định có được, thần diệu Hoàng Triều, đỉnh cấp quyền thế. Bất quá, cái này, tinh quang phòng nhỏ, bên trong. Người lại cũng không nhiều. Tại cửa sổ vị trí, có một cái người trung niên áo đen đứng ở chỗ này, một bàn tay của hắn, khoác lên bên cửa sổ phía trên bàn tay một con mắt, đang theo dõi chiến trường phía trên, dưới mặt còn có một cái miệng, cũng tại líu lo không ngừng. Hoàng thúc, ta tới. Sau lưng tiến đến một thân ảnh. Trung niên nhân quay đầu thời điểm, nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, có một bóng người lười biếng ngồi ở trên ghế ngồi, ổ đi vào, nhếch lên chân bắt chéo. Ngược lại là tiêu sái tự tại. Đều sắp bắt đầu, người mới đến, có chút không để bụng a. Trung niên nhân nhìn lấy Tử Tiêu chiến trường, nhếch miệng lên mỉm cười. Không có cách, các người gần nhất mở cho ta, vạn tinh bầu trời chiến trường, bên kia đều là ngoại tinh nhân, cùng bọn hắn đánh có ý tứ nhiều, gần nhất rất nhiều chiến đấu an bài so sánh gấp, thời gian quá đuổi, không sao cả hiểu rõ Tử Diệu tinh chuyện bên này. Cái này người tiếng nói, trầm thấp tự tính, rất có mị lực. Nhưng rõ ràng tuổi không lớn lắm. Người đều cùng thế hệ không người là đối thủ, còn cố gắng như vậy. Trung niên nhân cười nói. Cùng thế hệ vô địch, trật tự tinh không lớn như vậy, ta nào dám nói loại lời này a? Thiên ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, điệu thấp,
điệu thấp mới là vương đạo. Thiếu niên vui vẻ nói. Lại khiêm tốn, trách không được bọn họ cho ngươi thủ ngoại hiệu, bảo ngươi, Diệp Bức Vương. Trung niên nhân nói. Đậu phộng, thật khó nghe. Phun ra. Thiếu niên một trận dùng mình. Cái ngoại hiệu này, để trung niên nhân cười nửa ngày. Sau khi cười xong, hắn thần thái nghiêm túc chút, nói, công chúa nói, nếu là không khống chế được, liền giết cái này Lâm Phong, là chủ ý của ngươi. Thiếu niên khoát khoát tay, nói, xem như thế đi. Chủ yếu là ta nhìn nàng gần nhất lão đang xoắn suýt người này, lãng phí tinh lực, diệt liền không có phiền não rồi. Người sống nha, vui vẻ thì là trọng yếu nhất, hết thảy để cho chúng ta không vui, chết sớm sớm luân hồi, 18 năm sau lại là một trang hảo hắn. Ngươi là không muốn để cho Tử Diệu Tinh xuất hiện cái thứ hai, giống như ngươi nắm giữ tuyệt thế thiên phú và khí vận người a? Trung niên nhân chế nhạo hỏi. Cái gì, không phải liền là cái bảy kiếp sao? Ta còn nghe nói là cái ấm sắc thuốc đâu, như thế thần. Thiếu niên yên lặng nói. Còn có điều bí mật, không thể kết luận. Trung niên nhân nói. Vậy ta có thể đến xem thật kỹ một chút, trước kia không có quá để ý, bất quá hoàng thúc, có một việc ngươi được rõ ràng thiếu niên nói. Cái gì? Con người của ta, tuy nhiên cũng không có tự tin bành trướng cái gì, ưa thích tiêu sái tự tại, thật tốt bảo hộ ta thích người, nhưng là đâu, ngươi muốn nói, ta sẽ sợ một người, ở thiên phú, khí vận phía trên so với ta, từ đó muốn trước hết giết hắn, đó là không tồn tại. Ta để Uyển Uyển xử lý hắn, chỉ có một cái lý do, cái kia chính là, hắn để Uyển Uyển phiền. Ta Uyển Uyển, cũng không thể phiền, con người của ta, là rất xem trọng gia đình hài hòa không khí. Hắn nói Uyển Uyển, chính là thần dụ công chúa nhũ danh. Đông, tùng tùng, đông đông đông, nương theo lấy ước chiến thời gian đến, toàn bộ tử tiêu chiến trường, đều tại chấn động kịch liệt, phát xuất chiến chống oanh minh, chấn động bên trong chiến trường biển cả, làm đến sóng biển lật trời, lục địa đánh rách tả tơi. Lại thêm chu thiên phía trên, lít nha lít nhít Tử Diệu Tinh đám người, cộng đồng phát ra chấn thiên hống âm thanh. Dạng này sân khấu, càng thêm gọi người huyết mạch sôi sục, khí huyết hướng não. Chiến. Xem ra, Tử Diệu Tinh nhìn như ưu nhã, nhã nhặn, nhưng bọn hắn thực chất bên trong huyết tính, cũng không so thiêu đốt trật tự chi địa dân chúng kém. Dân như gió biêu hãn. Ầm ầm. Biển cả lăn lộn, tinh diệu chư thiên. Tại cái này biển cả phía trên, Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình, đối mặt cái kia thần dụ công chúa. Ở hai bên người hắn, cộng sinh thú nhóm hoặc là đang tắm, hoặc là tại lướt sóng, không có chút nào lập tức liền muốn ác chiến tự giác. Tại Lý Thiên Mệnh hai mắt nhìn kỹ giữa, hôm nay thần dụ công chúa, càng như đoan trang cao quý nữ thần hàng lâm. Tay nàng nắm một thanh bảy màu lập lòe thần kiếm, phía trên khảm nạm lấy bảy viên bảo thạch, phân biệt là xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc, mỗi một viên đều như chớp diệu tinh thần, càng làm cho nàng quang huy vô hạn. Có thể nói, nàng là Lý Thiên Mệnh gặp qua, khí chất phía trên cao quý nhất, thân thiết nhất, nữ hoàng, một từ người. Giờ phút này, nàng vung vẩy bảy màu trường kiếm, cái kia tinh quang thôi sán hai mắt, bắn ra hai đạo quang mang, chiếu rọi tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Một thân tràn đầy tinh thần châu bảo váy dài, như là tinh thần vòng xoáy một dạng, tại đối diện tản ra, để cho nàng như là tắm rửa tại tinh hải bên trong, chư thiên tinh thần, quay chung quanh nàng lấp lóe. Loại này khiến người ta hít thở không thông khuynh thành tuyệt thế vẻ đẹp, đã vượt ra, mỹ nhân, cảnh giới, thành một loại mọi người trong lòng đối mỹ cùng cao thượng tín ngưỡng. Lý Thiên Mệnh dám nói, nếu như nàng cũng có hỗn độn thần đế truyền thừa, chỉ là dựa vào dung mạo cùng tư thái khí chất, sợ là đều khả năng hấp dẫn vô số tín đồ. Chỉ là cái kia một thanh, thất tinh thần diệu kiếm, hiển nhiên đều không so Lý Hạo Thần, xích tiêu trảm long kém. Ánh sao, màu kiếm, mỹ nhân vô song. Bực này hình ảnh, dẫn tới tất cả, thần diệu phái, người, lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Bọn họ đem tự mình chiến đấu dục vọng, tập trung tại thần dụ công chúa trên thân. Phía sau của nàng, chính là ức vạn nóng rực hai mắt, theo nàng cùng một chỗ. Xem kỹ lấy Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, có thể cảm nhận được sao? Ta so mục sát, mạnh bao nhiêu? Nàng khẽ mở đỏ tươi đôi môi, ánh mắt bế nghế. Tại phía trên chiến trường này, trong mắt nàng chỉ có địch nhân, lại không một chút nụ cười. Huống chi, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ từng thân cận qua nàng. Không có nhiều, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi vẫn là như vậy tự đại lại không thú vị, thần dụ công chúa lắc đầu nói. Bất kể thế nào nhìn, Lý Thiên Mệnh đều có chút không hiểu phong tình. Nhưng,
kỳ thật Lý Thiên Mệnh chỉ là, không muốn cởi nàng phong tình thôi. Lòng sinh phiền chán, sớm đành chịu tâm. Thần dụ công chúa tại chỗ chạy như bay đến trước mắt hắn, ngập trời tinh luân nguyên lực trấn áp mà đến. Ngực nàng cái kia như là tinh thần vòng xoáy giống như, cấp 9 thần tuyền, đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang kia trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, để cho nàng toàn thân trắng như tuyết da thịt, trong nháy mắt tiến nhập tinh thần huỳnh quang trạng thái. Cái này khiến nàng xem ra, càng giống là tinh không nữ thần. Vì một trận chiến này, nàng đã chuyên môn đem cái này cấp 9 thần tuyền, mở ra đến cứu cực trạng thái. Thần tuyền vốn là tinh luân nguyên lực đặc thù vật dẫn, mở ra cứu cực trạng thái về sau, nàng cơ hồ có thể đem thần tuyền, ngắn ngủi bạo phát đến trong truyền thuyết, 10 cấp thần tuyền, trình độ, chiến lực tăng vọt. Cho dù có tác dụng phụ, cũng chỉ là tương lai mấy tháng, nàng thần tuyền cần nghỉ ngơi, không có cách nào lại sử dụng. Nhưng, đối với nàng mà nói, hôm nay thắng được chiến đấu, như vậy là đủ rồi. Rầm rầm rầm, cuồng bạo tinh luân nguyên lực, chạy dũng mãnh tiến ra. Lâm Phong, huyết thần khế ước cộng sinh thú, không có từ tiểu cộng sinh, không thể cùng một chỗ trưởng thành, trên bản chất là yếu ớt, vô năng. Thần dụ công chúa tại cái này một cái phương diện, bày ra nàng đối Lý Thiên Mệnh khinh miệt. Há, cái kia mời công chúa để ta mở mang kiến thức một chút, chân chính cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh không khách khí đáp lại nói. Như ngươi mong muốn. Lý Thiên Mệnh đã sớm đại khái nhìn qua tư liệu của nàng. Tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, cấp 9 thần tuyền, những thứ này bây giờ đều phô bày. Nàng thần tuyền lực lượng bạo phát, so Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng càng mạnh. Tiếp đó, chính là thần diệu tộc, đặc thù cộng sinh thú. Tinh thú. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh thật bất ngờ. Bởi vì tại Viêm Hoàng Đại Lục, Thất Tinh Thiên Tông, cộng sinh thú, cũng là cái gọi là tinh thú. Thậm chí Thái Ất kiếm tộc còn có thể dung nhập vào trong binh khí, kiếm thú chi tồn tại. Điều này nói rõ, thiên nhất giới diện hệ thống, truyền thừa từ trật tự tinh không. Đương nhiên, đồng dạng đều là tinh thú, khác nhau nhất là to lớn. Ầm ầm. Tại thời khắc này, năm viên lập lòe tinh thần, tòng thần dụ công chúa cộng sinh không gian bên trong sinh ra. Tinh quang càng thêm lập lòe. Ngũ tinh thượng thiên. Mỗi một cái ngôi sao, đường kính tối thiểu đạt tới 2.000 mét. Có thể nói, đây là Lý Thiên Mệnh thấy qua, loại cỡ lớn nhất cộng sinh thú một trong. Tên của bọn nó, gọi là tinh hà cự thú. Làm đặc thù cộng sinh thú, thân thể của bọn nó bản chất, chính là tinh thần sinh mệnh, đương nhiên, cũng có thể đem hiểu thành, nham thạch sinh mệnh, kim loại sinh mệnh. Nói ngắn gọn, cũng là còn sống tinh thần. Điểm này, kỳ thật cùng ngân trần tương đương tương tự, ngân trần cũng là một loại, cùng loại tinh thần sinh mệnh đặc thù thể. Khác nhau ở chỗ, ngân trần thân thể là vô hạn. Mà cái này năm đầu tinh hà cự thú, đều là đơn độc cá thể, mà lại, bọn họ không có thiên biến vạn hóa côn trùng thuộc tính. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, cái kia năm cái lập lòe tinh thần, bao quanh thần dụ công chúa, chính đang phát sinh lấy biến hình, tổ hợp. Quá trình này, có chút cùng loại với tiểu ngân trứng biến thành con rán, châu chấu. Bất quá, đây là, định hướng biến hóa, chỉ có thể biến hóa một loại. Không bằng ngân trần thiên biến vạn hóa. Biến hóa về sau. Năm đầu lấy tinh thần nham thạch vì thân thể, tinh không cự thú, sinh ra. Năm cái ngôi sao, năm loại nhan sắc. Phân biệt là tử, kim, đỏ, xanh, lam. Thí dụ như cái kia tử sắc siêu sao, thông qua chói tai biến hình, gây dựng lại, biến thành một đầu tử sắc cự thú. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, cái này tử sắc cự thú bộ dáng, hơi có chút cùng loại thái cổ tà ma. Nó nắm giữ cùng loại hung ác hóa thần long đầu lâu, mọc ra sừng nhọn, toàn thân lân giáp, có tráng kiện chi sau cùng sắc bén nanh vuốt, còn một cặp to lớn tử sắc cánh, sáng chói tinh quang hội tụ toàn thân, điểm sao tại quanh thân lập lòe, tuy nhiên hung ác, nhưng cũng cao thượng, lộng lẫy. Màu sắc khác nhau tinh thần, biến hóa ra, tinh hà cự thú có nhỏ xíu khác biệt. Bọn chúng mô hình, đại khái cùng thái cổ tà ma đều có một chút tương tự, có thể chi tiết có rất nhiều khác nhau. Nói thí dụ như cái kia kim sắc siêu sao, biến hóa cự thú, không có hai cánh, nhưng lại có toàn thân kim thứ, hàm răng như kiếm. Tỉ như cái kia màu đỏ tinh thần biến hóa cự thú, nắm giữ ba cái đầu lâu, còn biết phun lửa, còn lại ngôi sao màu xanh cùng ngôi sao màu xanh lam, hoặc là có hơn ngàn điều cái đuôi, hoặc là nắm giữ tám cánh tay. Tên của bọn nó, theo thứ tự là tử tinh cự thú, sao vàng cự thú, xích tinh cự thú, thanh tinh cự thú, lam tinh cự thú. Bên cạnh nàng,
ngũ đại tinh hà cự thú vần quanh, cấp 9 thần tuyền bạo phát, tay cầm thất tinh thần diệu kiếm. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, cái này thần dụ công chúa tại mặt bài phía trên, đã cùng bát đại thức thần Lý Hạo Thần, tương xứng. Hai cái này đế tôn hậu nhân, muốn là chân thật chiến đấu một trận, còn thật khó mà nói, ai thắng ai thua. Trước mấy ngày cùng Lý Hạo Thần chi chiến, Lý Thiên Mệnh liều mạng cộng sinh thú trọng thương cầm xuống hắn, hôm nay đụng phải đồng dạng cấp bậc đối thủ, đều là thiên chi kiêu tử, nhiều thủ đoạn. Thế mà, Lý Thiên Mệnh hôm nay, lòng tin nổ tung. Đối mặt cái này tinh thần nữ vương trấn áp, ngũ đại tinh hà cự thú oanh minh mà đến, chướng mắt tinh quang cơ hồ khiến người đứng xem mắt mở không ra, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh, ngũ đại cộng sinh thú vần quanh, trong tay Đông Hoàng kiếm chỉ hướng thần dụ công chúa, hỏi, đường đường thần dụ công chúa, thì cái này sao? Câu này ngả ngớn lại khiêu khích, hiệu trung thần diệu hoàng triều, thần diệu phái, người đều có thể nghe được. Như thế tự đại khiêu khích, trong lúc nhất thời gây nên vạn chúng bất mãn chấn giống. Không sai, vấn đề là, người chịu nổi sao? Thần dụ công chúa hai tay cầm kiếm, cái kia ngũ đại tinh hà cự thú giết tại phía trước nhất, trực tiếp chấn áp đến Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, thần thông oanh tạc. Rầm rầm rầm, biển cả trực tiếp bị chém thành hai khúc. Không màu tinh quang, tụ tập cùng một chỗ, hình thành quang trụ, sắp chìm ngập Lý Thiên Mệnh. Ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh bên người, cái kia chim nhỏ đột nhiên hóa thành dương cánh ngàn mét hắc ngọn lửa màu đỏ phượng hoàng, nhảy lên bay trên trời. Luyện ngục hỏa ảnh, thần thông thi triển, hơn vạn hỏa diễm phân thân sinh ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị cái này phượng hoàng che đậy. Ngàn mét cự điều cùng chim nhỏ luyện ngục hỏa ảnh thần thông, bản thân thì khác nhau to lớn. Những thứ này hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh, ngăn tại ngũ đại tinh hà cự thú trước, ngay từ đầu, bọn họ bị tinh hà cự thú cột sáng liên tục đánh vỡ. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, những thứ này luyện ngục hỏa ảnh, toàn bộ ngưng kết, chuyển hóa làm hỏa diễm sao băng, hình thành thần thông tử vong luyện ngục. Hơn vạn tử vong luyện ngục hỏa diễm sao băng, đánh tới ngũ đại tinh hà cự thú. Oanh! Oanh! Chấn thiên tiếng nổ mạnh, theo tử tiêu chiến trường truyền ra ngoài. Đốt cháy màu đỏ thấm luyện ngục hỏa, hình thành hỏa diễm mãnh liệt bao phủ, tại biển cả phía trên, tạo thành một tầng mây hồng. Tất cả chớ động, kê ra chính mình phía trên. Thần dụ công chúa cộng sinh thú, trong đó bốn đầu, đều là lục tinh thần thú, còn có một đầu, tử tinh cự thú, càng là đạt đến thất tinh trình độ, hình thể to lớn nhất. Bọn họ năm cái rất mạnh, có thể bọn họ đụng phải, là đến thất tinh, luyện ngục hỏa trên diện rộng tăng cường, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Rầm rầm rầm, cường hóa luyện ngục hỏa, trực tiếp oanh tạc, bị bỏng tại năm đầu tinh hà cự thú trên thân. Bây giờ luyện ngục hỏa, càng thêm như giỏi trong xương, càng thêm khó có thể tiêu tán, trực tiếp thiêu vào thân thể. Cho dù là tinh thần sinh mệnh, đều chịu không được. Mấu chốt là cái này huỳnh hỏa ra hỏa này, tính khí nóng nảy, vừa ra tay cũng là sát chiêu. Ăn ta một ngày, tử vong luyện ngục về sau, nó bay thẳng vượt lên trời. Lên như diều gặp gió 10.000 dặm, hình thành long quyển hỏa diễm phong bạo, vô số luyện ngục hỏa ở tại trên thân đốt cháy, nó trong nháy mắt này, lấy thân hóa nhật, đột nhiên hóa thành đường kính 3.000 mét trở lên mặt trời. Giờ khắc này quang mang, hoàn toàn phủ lên cái này năm đầu tinh hà cự thú. Thật mạnh, tình cảnh này, tại khai chiến trong nháy mắt, thì oanh động vô số người. Các ngươi nói cho ta biết, cái này mẹ nó là huyết thần khế ước cộng sinh thú. Tại mọi người nội tâm rung mạnh bên trong, Lý Thiên Mệnh mở màn thì nổ tung. Một cái vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, trực tiếp kinh diễm toàn trường, tại tích xúc đầy đủ thần thông uy lực về sau, nó phát ra chói tai phượng hoàng minh gọi, đối với năm đầu tinh hà cự thú, trực tiếp vẫn lạc xuống. Mặt trời gay gắt vẫn lạc, thái dương thần bạo. Hoàn toàn mới giác tỉnh siêu cường thần thông, nương theo lấy mặt trời này vẫn lạc, bạo nện xuống. Dạng này một màn. Quả thực để Lý Thiên Mệnh nhớ tới Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc hình ảnh. Ầm ầm, nắm giữ 7.000 ngôi sao tử tinh cự thú, ngăn tại phía trước nhất, cái kia to lớn hai cánh triển khai, toàn thân tử sắc tinh quang bạo khởi, tích xúc tại bụng, như là thái cổ tà ma thi triển huyết điện hồn bạo một dạng, một cái tử sắc lôi đình hình cầu oanh minh mà ra, lập lòe chiến trường, cùng cái kia thượng thiên vẫn lạc thái dương thần bạo, ầm vang đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, chiến trường lại lần nữa đại chấn. Trong tiếng nổ vang, mọi người tận mắt thấy, này thái dương thần nổ hỏa diễm hình thành nghiền ép, đem cái kia tử tinh cự thú thần thông phá hủy, tan rã, về sau ngập trời hỏa trụ, đánh vào tử tinh cự thú trên thân.
Tử tinh cự thú coi như dùng vũ dực kết thành thuẫn bài, tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn đang bị loại thần uy này chìm ngập, trong nháy mắt xé rách. Phốc phốc phốc, tử tinh cự thú, tại chỗ nổ tung. Thịt nát xương tan. Chết. Huỳnh hỏa một tiếng kêu to, xuyên thấu chiến trường, đâm vào rất nhiều người trên lỗ tai. Tại huyễn thiên chi cảnh chết, cũng không phải là thật chết, nhưng tối thiểu nhất tiếp xuống chém giết, tử tinh cự thú tương đương không có. Mặt khác bốn đầu tinh hà cự thú, đều bị Thái Dương thần bạo tác động đến, toàn bộ ầm vang đập vào trong biển. Trong lúc nhất thời, đều có nhất định thương thế. Giải quyết, kết thúc công việc, còn lại tiểu lâu lâu, giao cho các ngươi. Huỳnh hỏa cái kia hơn ngàn mét thân thể, đột nhiên thu nhỏ, tại vạn chúng chú mục phía dưới, biến thành một cái ngây ngốc tiểu hoàng gà. Nó nhanh chóng khua tay hai cái vàng nhạt cánh nhỏ, cánh đều nhanh phiến ra tàn ảnh, lại vẫn bay chậm rãi, ở trên trời dò xét chiến trường, phái đoàn 10 phần. Hình tượng này, đều anh động chiến trường, trực tiếp lâm vào tĩnh mịch bên trong. Cái này, những thứ này đến từ cách xa Tử Diệu Tinh những người tu luyện, vì cái này một cái huyết thần khế ước cộng sinh thú thần uy mà tin phục. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người, hoàn toàn nói không ra lời. Tại loại này thảm liệt trong không khí, Lý Thiên Mệnh còn lại bốn đầu cộng sinh thú, mỗi người xông vào biển cả bên trong, toàn bộ một đối một đơn đấu. Coi như Miu Miu bọn họ tạm thời điểm sao rất thấp, cái này tinh hà cự thú, tựa hồ cũng chiếm cứ không đến tiện nghi. Thần dụ công chúa chỗ dựa lớn nhất, chính là nàng tinh hà cự thú. Tinh hà cự thú vốn nên viễn siêu huyết thần khế ước cộng sinh thú, có thể sự thật vừa vặn ngược lại. Tử tinh cự thú bị miểu sát. Như vậy, chính nàng sẽ đụng tới nắm giữ bảy kiếm thức thần Lâm Phong, cấp 9 thần tuyển mạnh hơn, cũng không thể xem như bảy cái thức thần dùng. Trừ phi công chúa tại binh khí cùng chiến quyết phía trên, siêu việt Lý Thiên Mệnh rất nhiều, mới có thể chiến thắng, nhưng cái này có khả năng sao? Người nào nói cho ta biết, đây là huyết thần khế ước cộng sinh thú? Người nào nói với ta, cái này Lâm Phong là thức thần tu luyện giả? Nói đùa. Không ai phủ nhận, hắn cộng sinh thú, so thức thần mạnh hơn nhiều a. Tĩnh mịch về sau, càng nhiều nghị luận bạo phát. Đương nhiên, đại đa số người, căn bản không có thời gian phát tiết nghi ngờ trong lòng cùng phiền muộn. Tại Vĩnh Hằng luyện ngục Phượng Hoàng không cần đến ba hơi thời gian, trực tiếp nghiền ép đánh chết tử tinh cự thú về sau, Lý Thiên Mệnh cùng thần dụ công chúa, hai cái ngự thú sư, đồng dạng trước mặt mọi người đụng vào nhau. Tại Lý Thiên Mệnh không có ra thức thần tình huống, thần dụ công chúa đại sát tứ phương, ba kiếm áp chế hắn. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh lui ra khỏi chiến trường. Hắn không nhìn thần dụ công chúa đối thủ này, ngược lại mặt hướng đại chúng. Hắn quét mắt tất cả mọi người, dùng rộng rãi thanh âm, lớn tiếng nói, các vị người quan chiến, thừa dịp hôm nay đều tại, có kiện sự tình, ta muốn ở đây tuyên cáo. Nghe nói như thế, thần dụ công chúa ngừng lại. Nói thật. Nàng ánh mắt tương đương rung động, đến bây giờ ngón tay đều có chút lắc lư, còn đắm chìm trong nàng mạnh nhất tử tinh cự thú, bị diệt khó có thể tin bên trong. Tại nàng và vạn chúng chúc trong mắt, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, ta biết, bởi vì ta xuất thân thần bí, biểu hiện nổi bật, rất nhiều người đều muốn lấy được ta. Cái này không có gì, ta nguyện ý vì đáng giá người hiệu chung, nguyện ý vì đáng giá tông môn mà chiến. Nhưng là, gần chút thời gian, có ít người vì bức ta đi vào khuôn khổ, vận dụng vô sỉ thủ đoạn, bắt đi bằng hữu của ta, dùng cái này bức bách ta hiện thân. Coi như chỉ là bèo nước gặp nhau người, ta đều không muốn bởi vì có người, bởi vì ta mà bị khó khăn. Như thế bị ổi phương thức, thực sự không xứng với các hạ đến từ đỉnh tiêm thế lực thân phận. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nói cho ngươi, ta không tiếp thụ bất kỳ uy hiếp gì, một khi ta bằng hữu bởi vì ta mà gặp nạn, ta tất dốc hết tất cả trả thù. Để chỗ có tương quan người, phải trả cái giá nặng nề. Đây cũng là để hắn phân uất sự tình. Không phải nói, Liễu Hoàn Hoàn trọng yếu cỡ nào. Mà chính là loại phương thức này, để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn hôm nay trước mặt mọi người nói rõ, hắn biết, người gây ra họa nhất định nghe được rõ ràng. Lý Thiên Mệnh muốn cho hắn nghe rõ ràng. Hy vọng các hạ nghiêm túc làm tốt suy tính, sớm một chút thả người, ta có thể coi như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn toàn trường, bổ sung một câu cuối cùng. Thế mà, hắn lấy được đáp lại là. Thật ngông cuồng đi. Coi như bắt cóc người khác không đúng, nhưng hắn có tư cách gì, ở chỗ này nói loại này ngoan thoại. Liền dựa vào vừa mới cái kia cộng sinh thú, vẫn là bảy kiếm thức thần. Dứt bỏ cộng sinh thú, bảy kiếm thức thần,
còn không duy trì nổi nói loại lời này. Kỳ thật hắn có thể uy hiếp người gây ra họa, nhưng lời mới vừa nói cái này thái độ, thật ngông cuồng một chút. Bọn họ không phải cảm thấy, Lý Thiên Mệnh nói đến không đúng. Chỉ là cho rằng, một tên tiểu bối, phương thức nói chuyện quá phách lối. Hắn cố nhiên kinh diễm, nhưng một cái không đến 30 tuổi người, sao có thể kinh diễm đến, để thiên hạ đều vì hắn nhượng bộ. Đây hết thảy, đều tại Lý Thiên Mệnh đoán trước bên trong. Đừng nói nhiều như vậy để lời nói với người xa lạ, trước phân thắng bại. Thần dụ công chúa vận chuyển cấp 9 thần tuyền lực lượng, trường kiếm chỉ hướng hắn, chiến ý lại nổi lên. Đúng, trước phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Vô số ánh mắt, tập trung ở trên người hắn. Tại thời khắc này, kiếm của hắn lại không chỉ hướng thần dụ công chúa, mà chính là chỉ hướng Tử Diệu Tinh tất cả mọi người. Các ngươi cảm thấy, ta thật ngông cuồng, ta chỉ là một cái vãn bối, không có tư cách tại loại trường hợp này trấn nhiếp người gây ra họa. Hiện tại, ta để mọi người nhìn xem, ta, đến cùng có hay không tư cách này. Nói ta, chứ thời điểm, hắn vỗ một cái ở ngực, Đông Hoàng kiếm ép xuống, rốt cục chỉ hướng thần dụ công chúa. Thức thần, ra, kiếm khí bạo phát, như là sóng biển một dạng, bao phủ lái đi. Ong ong ong, Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm. Một cái đem kỳ nguyên thần kiếm thức thần, theo hai tay kiếp vòng làm bên trong lao ra tới. Trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm. Đây là thanh thứ 6. 6 kiếm thức thần xông ra. Lý Thiên Mệnh không nguyện ý làm cái gì lo lắng, ngay sau đó, liên tục 3 kiếm thức thần xông ra. Hắn ở tại thiên vị kết giới ghi chép thức thần, toàn bộ hiện thân. Cửu kiếm giữa trời. Hô hô hô. Vô số kiếm khí, ở trên đỉnh đầu gào thét. Hắn như là đặt mình vào tại kiếm hải bên trong. Hắn giờ phút này, khí chất đại biến, như là trong kiếm sát thần. Trong khi giơ lên Đông Hoàng kiếm thời khắc, cửu kiếm thức thần, theo hắn Đông Hoàng kiếm, cùng một chỗ cộng minh. T. Một khắc này, rất nhiều người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thị lực của bọn họ, tự nhiên liếc một chút liền có thể thấy rõ ràng số lượng. 6, 7, 8, 9, 9A, 9 cái thức thần. 9 cái kiếp vòng, 9 cái thức thần, so Tử Tiêu đế cung đế tôn, còn nhiều hơn một cái thức thần. Ây, lớn như vậy Tử Tiêu chiến trường, lần thứ nhất lâm vào trong hỗn loạn. Tối thiểu có một nửa người, đều đang chất vấn ánh mắt của mình. 9, là 9. Thật, thật. Tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, tiếng gầm gừ, toàn bộ khuấy động mà lên. Mọi người điên rồi. Vô số người trừng to mắt. Cuồng nhiệt, mê võng, si mê nhìn lấy cái kia bị cửu kiếm vây quanh Lý Thiên Mệnh, một lần lại một lần, hướng bên người chứng thực, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Cho dù là một cái kia cái tinh quang trong phòng nhỏ, những cái kia cao quý đám người, toàn bộ đứng lên. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, đầu đầy mồ hôi. Cái tràng diện này, cùng Lý Khinh Ngữ buông xuống trật tự chi địa thời điểm không sai biệt lắm. 9. Cái này kiếp vòng ý nghĩa, đã vượt ra hiện thực. Tồn tại ở truyền thuyết. Tận mắt thấy truyền thuyết, hơn nữa còn là tại loại tràng diện này dưới, đừng nói trái tim, liền ngũ tạng lục phủ, đều là co giật. Tử Tiêu chiến trường, đại loạn. Vô số tin tức, cơ hồ trong nháy mắt truyền khắp Tử Diệu Tinh. Cái này một cái hằng tinh nguyên thế giới, tựa hồ cũng bởi vì chuyện này, rung chuyển một chút. Lâm Phong, cửu kiếp thức thần. Vô số người giống lúc thức dậy, sự thật này, đã hết thảy đều kết thúc. Quá nhiều người nhìn lấy thiếu niên này, đã miệng đắng lưỡi khô, lại nghĩ lên hắn vừa mới tuyên cáo, không khỏi có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Nguyên lai, liên lụy bằng hữu là sẽ để cho dạng này người tức giận sự tình, liền hắn vẫn muốn ẩn tàng cửu kiếp thức thần, đều bày ra. Hết thảy cùng Lý Thiên Mệnh đoán được không sai biệt lắm. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp chính mình. Cửu kiếm thức thần tạo thành dung chuyển, không phải gấp 10 lần, tối thiểu gấp 100 lần. Trước kia Lâm Phong cái gọi là cái thứ hai kỳ tích, sẽ chỉ ở tiểu bối vòng lưu truyền, có thể giờ khắc này, sẽ để cho những cái kia trên việc tu luyện ngàn năm người, đều tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chuyện này. Hết thảy, đều đang nói rõ, hắn hôm nay bão nổi, thành công hơn phân nửa. Tiếp đó, còn kém một trận nghiền ép. Thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. 9 đại thức thần, biến hóa vạn kiếm, hình thành ngập trời kiếm hải, nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Chanh chanh,
chói tai kiếm khí tiếng va chạm, bao phủ lái đi. Tất cả mũi kiếm, đều chỉ hướng thần dụ công chúa. Bị cửu kiếm thức thần khóa chặt, nàng sẽ như thế nào? Làm khoảng cách cửu kiếm thức thần gần nhất người, nàng nhìn tận mắt những thứ này thức thần trường kiếm sinh ra, thẳng đến vạn chúng gào thét thời điểm, nàng mới rốt cục xác định, chính mình nhìn đến đều là thật. Nàng đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt chừng đến to lớn, váy dài khẽ run, cầm kiếm ngón tay đều đã mất đi chi giác, cái kia môi đỏ hơi hơi mở ra, thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ kẹt tại trong cổ họng, hoàn toàn nói không nên lời. Thậm chí, nhớ tới Lý Thiên Mệnh tuyên cáo, nàng còn theo bản năng lui lại ba bước. Lưng đã một bên rét lạnh. Cửu kiếp thức thần, vậy hắn so Diệp thần còn đáng sợ hơn, vậy ta cái này. Gần nhất nghe được rất nhiều ấm sắc thuốc truyền ngôn, để trong nội tâm nàng lại miệt thị ba phần, cười nhạo mình quá mức khoa trương. Có thể tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chứng minh, nàng chẳng những không có khoa trương, mà lại quyết định làm được quá sớm. Dù là xem ra vẫn chấn định, kỳ thật nội tâm đã rối loạn. Đây là nàng tự cho là bày mưu tính kế 20 mấy năm, lần thứ nhất trước nay chưa có đả kích. Trước mắt cái này tóc trắng lạnh lùng thiếu niên, hắn thời khắc này tồn tại, để thần dụ công chúa tâm lý ra đời nhất định hoảng sợ. Không thể bị hù sợ. Nàng vô số lần nhắc nhở chính mình, ra sức giơ trường kiếm lên, nói với chính mình, nàng còn có cứu cực trạng thái cấp 9 thần tuyền lực lượng. Ai nói cửu kiếm thức thần, không thể đánh bại. Vạn chúng chú mục phía dưới, nàng mắt bốc tinh quang, thần tuyền oanh minh. So với tầm thường tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 cường hãn được nhiều lực lượng, hội tụ tại trên thân kiếm, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Tinh hỏa liệu thiên thần huy kiếm quyết. Đồng dạng là lục cảnh thần quyết, tại trong tay nàng hóa thành đầy trời điểm sao. Mỗi một cái điểm sao đều là thiêu đốt lửa, tổ hợp lại với nhau. Kiếm thế hình thành ngập trời biển lửa, cháy diệt tinh hư không. Thần huy giấu vào trong đó. Bất kể thế nào nhìn, nàng mỗi lần xuất thủ, trình độ so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn mạnh hơn. Thế nhưng là, mặt đối giờ phút này Lý Thiên Mệnh, nàng đã định trước thành làm bối cảnh tấm. Chết! 9 đại thức thần hội tụ, hình thành dày đặc kiếm trận, phong bế thần dụ công chúa chỗ có đường lui. Xì xì xì! Tứ đại cấp 6 thần tai kiếm khí, toàn bộ hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Đây là đánh bại Lý Hạo Thần một kiếm. Thế nhưng là, dung hợp kiếm đạo, kiếm thể cùng cửu kiếm thức thần điệp ra, thời khắc này một kiếm bạo phát, 4 kiếm dung hợp, đã đạt đến Lý Thiên Mệnh toàn lực thi triển cửu thành. Muốn là lại thêm một kiếm, 10 kiếm viên mãn, sẽ chỉ càng kinh khủng. Ngân Long, Viêm Long, Hắc Long, Huyết Long, Tứ Long hội tụ, xông lên mây xanh. Trên bầu trời, thức thần hình thành kiếm trận. Vạn kiếm thần niệm, mỗi một kiếm đều đang thi triển dung hợp chi kiếm. Thức thần thêm vào, để kiếm thuật này uy lực bạo tăng. Ông, vạn kiếm như nước chảy, biển động, hướng về thần dụ công chúa phóng đi. Tất cả trường kiếm, đồng thời hóa thành hình rồng. Hơn vạn thần long hội tụ thần tai kiếm khí, cơ hồ trong nháy mắt, thì nuốt sống thần dụ công chúa tinh hỏa liệu thiên thần huy kiếm quyết. Tiếp theo trong nháy mắt, ngươi, ông, tại thần dụ công chúa đau thương vẻ mặt, vạn kiếm xuyên tâm, đem trong nháy mắt chu sát. Gặp lại, công chúa. Phốc phốc phốc, từng đầu thần long, đem tất cả cao quý, đoan trang, đem trên người nàng tất cả quang hoàn, tàn nhẫn xé rách. Tựa như là một đầu cự thú, đem cái này cao thượng công chúa, dẫm tại dưới chân. Dẫm thành thịt nát, vạn kiếm như thế trói lọi. Thần dụ công chúa, không hề nghi ngờ, tại chỗ chiến bại. Nàng nhường ra, tử diệu tinh thứ 3 vị trí. Tự cửu kiếm thức thần xuất hiện, kết quả này đối tất cả mọi người tới nói, đã đương nhiên. Chỉ là, mọi người vẫn là không nghĩ tới. Đây là miểu sát. Trận này nghiền ép, như thế dứt khoát, lưu loát, thậm chí bạo lực, hoàn toàn không có đem đối phương xem như công chúa nhìn. Làm thần dụ công chúa cùng nàng cộng sinh thú, đều vỡ vụn tại tử tiêu chiến trường thời điểm, còn có rất nhiều người, không có kịp phản ứng, một mặt đờ đẫn nhìn lấy. Dưới bầu trời, chỉ còn một người, thần huy chư thiên. Cái kia chính là Lý Thiên Mệnh, cũng chính là Lâm Phong. Ông, mọi người cũng không biết cái kia làm gì. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, cuồng hống vô số. Chói mắt 100.000 tinh quang. Toàn bộ chiếu rọi tại hắn cùng hắn cộng sinh thú, còn có hắn hội tụ cùng nhau cửu kiếm thức thần phía trên. Tử tiêu chiến trường thông qua đối tinh quang thao túng, cho người thắng lợi lớn nhất vầng sáng. Thậm chí tại thời khắc này,
Trên đỉnh đầu tử tinh bảng phía trên, thứ ba thần dụ công chúa tên ảm đạm ngã xuống, to lớn, lâm phong, sôi nổi mà lên, đạt tới tử tinh bảng thứ ba. Duy nhất so cái tên này lớn, chỉ có vạn tinh trung ương, diệp thần. Thứ hai, cung giận, cùng, lâm phong, tương đương. Ánh sao chiếu dọi phía dưới, miêu miêu bọn họ đều bày xong tư thế, bày ra đẹp trai nhất chính mình. Duy chỉ có chính giữa sân khấu một con kia non hoàng tiểu kê, còn đang nghịch nước cánh, tốc độ như rùa phi hành, tự do bay lượn. Cửu kiếp thần kiếm, một kiếm miểu sát. Trước có diệp thần mười hơi nghiền ép cung giận, sau có lâm phong một kiếm chém giết thần dụ công chúa. Thế giới này, thần bí cây cỏ thiên tài, nghịch thiên quật khởi, tầng tầng lớp lớp A. Tử tiêu đế cung lấy thức thần vi tôn, đều không có cửu kiếp thức thần tu luyện giả. Thì bày ra thiên phú đến xem, lâm phong cửu kiếp thức thần, tăng thêm ngũ đại cộng sinh thú, hai đạo song tu, càng thêm kinh diễm. Cái này không gọi kinh diễm, cái này gọi khoáng cổ thước kim. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này mấy tỷ lấy đám người bên trên, đã sớm theo rung động ban đầu bên trong kịp phản ứng. Đối mặt cái này cửu kiếp thức thần, mọi người cảm xúc bành trướng, tại bội phục, đồng thời hâm mộ, lại triển khai rất nhiều tưởng tượng. Yêu nghiệt như thế, xưng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, không đủ a. Đối tử diệu tinh cùng trật tự chi địa tới nói, cửu kiếp, đều đã phá vỡ sức tưởng tượng, đạt tới truyền thuyết chi cảnh. Đây cũng là lý thiên mệnh, không cần thiết bày ra 10 kiếm thức thần nguyên nhân. Giờ khắc này, tiếng vỗ tay, tán thưởng, cuồng nhiệt, hâm mộ. Trong đám người, truyền nhiễm, kéo dài không thôi. Nhất chiến thành danh, thiên hạ oanh động. Cửu kiếp danh tiếng, quét ngang tứ hải bát hoang. Ngay tại tử tiêu chiến trường phía trên, tinh quang phòng nhỏ, chính là tốt nhất quan chiến vị. Cửu kiếm thức thần, bọn họ càng là nhìn đến thật sự rõ ràng. Làm tử diệu tinh đỉnh cấp thân phận bọn họ, cũng biết cửu kiếp sở ý vị hàm nghĩa. Trong đó một gian trong phòng nhỏ. Năm cái tử tiêu đệ tử, sắc mặt mờ mịt, đã rất lâu. Chúng ta tự nhận là trên thế giới, tối đỉnh phong một đám người, bình thường tự cao tự đại, không nghĩ tới, còn sẽ có người, làm cho chúng ta sinh ra ngưỡng vọng ý nghĩ. Cung giận lắc đầu cười khổ. Cung sư huynh, nếu như ngươi đụng tới một kiếm này, sẽ như thế nào? Hàn Tinh Loan miệng đắng lưỡi khô hỏi. Ta nếu là thức thần toàn gia, có lẽ có thể ngăn cản một kiếm này, có thể mấu chốt là, hắn còn có cộng sinh thú đây. Không nói tương lai tiềm lực, thì hiện tại mà nói, nó ngũ đại cộng sinh thú chiến đấu lực, cùng nhau so cửu kiếm thức thần còn mạnh hơn, ước tương đương hắn hiện tại có 10 đầu cộng sinh thú, hoặc là có 20 kiếm thức thần. Đây mới là đáng sợ nhất. Đương nhiên, bát kiếp cùng cửu kiếp ở giữa khác nhau, cũng không phải là một cái chiến đấu thức thần khác nhau. Mà chính là kiếp vòng chênh lệch, mệnh kiếp khác nhau, mang đến thiên phú khác nhau. Nghe nói cung giận lời này, còn lại từ tiêu đệ tử, càng là hai mặt nhìn nhau, vậy mà nở nụ cười khổ. Quen thuộc kiêu ngạo bọn họ, hơi có một chút ủ rũ. Lão tổ, lão tổ. Phía trước cái kia mắt xanh lục lão đầu, đã ngây người tại chỗ, đứng cả buổi. Các loại cung giận bọn họ hô hoán, mắt xanh lục lão tổ mới kích linh một chút, kịp phản ứng, vội vàng nói, cái gì cái bô. Lão phu chưa nói qua loại lời này, ảo giác, đều là ảo giác. Lão tổ, không ai xách cái bô sự tình. Cung giận nén cười nói. Không, a, kỳ thật ta cũng không có sách, khụ khụ. Mắt xanh lục lão tổ vỗ vỗ ở ngực, ra vẻ bình tĩnh nói. Lão tổ, ta nhớ ra rồi, ta nhớ được ngươi mới vừa nói, người này muốn không phải ấm sắc thuốc, đầu của ngươi muốn cho hắn làm cái bô, cần chúng ta vì ngươi đáp cầu dắt mối sao? Một cái xinh đẹp nữ đệ tử kiều tiếu hỏi. Đánh rắm, ta không nói. Tiểu nha đầu dài đến tươi ngon mọng nước, làm sao nói lung tung, tốt tốt một cái tiểu mỹ nhân, đáng tiếc lớn một cái miệng. Mắt xanh lục lão tổ tức giận nói. Tử tiêu các đệ tử cười. Bọn họ cũng đều biết, lão tổ nhìn như cà lơ phất phơ, kỳ thật dễ tính, là cái lão ngoan đồng. Lão tổ, nói thật đi, người bị dọa a? Cung giận hỏi. Đúng không, cửu kiếp vừa ra, không thể trách, tranh thủ thời gian hành động. Lão tổ nói. Hành động gì? Cung giận hỏi. Cướp người a ngu xuẩn, ta lập tức về đế cung một chuyến, phát động đại quy mô nhất tìm cứu, đem Liễu Hoàn Hoàn tìm cho ra. Việc này tám thành cũng là thần diệu hoàng triều người làm, đây là chúng ta cơ hội thật tốt, đem tai mắt đều cho dùng tới, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải tìm tới cái này Liễu Hoàn Hoàn. Mắt xanh lục lão tổ vội vàng nói.
đại quy mô nhất, tai mắt đều dùng tới. Tử Tiêu các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này gọi Liễu Hoàn Hoàn Huyền Tiên các đệ tử, nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy loại phương thức này, danh dương thiên hạ a. Mọi người dở khóc dở cười. Một cái cửu kiếp, để mắt xanh lục lão tổ gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian liên hệ Lâm Phong, nói cho hắn biết chúng ta Tử Tiêu đế cung vì tìm Liễu Hoàn Hoàn toàn lực ứng phó, tiếp xúc hắn, mặc kệ hắn nói tới yêu cầu gì, đều đáp ứng trước. Mắt xanh lục lão tổ vừa mới nói xong, lập tức trở về đế cung xử lý Liễu Hoàn Hoàn sự tình, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không biết hiện tại hiện thực thế giới, lại là tình huống gì? Cung Giận nhìn một chút Tử Tiêu chiến trường bên ngoài, ức vạn người la lên Lâm Phong tên. Đây là một người tu luyện người thế giới, đối cường giả phát ra từ đáy lòng sùng bái. Hắn cái này đế tôn chi tử, đỉnh phong xuất thân, tuyệt thế thiên phú, đều không được đến qua loại đãi ngộ này. Phục, Cung Giận cảm khái. Một gian khác, tinh quang phòng nhỏ. Vị trí của nó, càng tiếp cận trong chiến trường. Phòng nhỏ cửa sổ vị trí, đứng đấy hai người. Một cái trung niên, một thiếu niên. Trung niên nhân chính là Thần Diệu Hoàng Triều, Trấn Quốc Đế Soái, Thần Dụ Công Chúa, Hoàng Thúc. Bên cạnh vị thiếu niên kia, đã theo tối tăm bên trong đi ra, hắn người mặc mộc mạc sạch sẽ bạch bào, trên đó không có chút nào tô điểm, tóc đen mắt đen, khuôn mặt thanh tịnh, ôn nhuận như ngọc, tuy nhiên không đến mức anh tuấn đến vạn người chú mục, nhưng đây cũng là một loại, trời sinh thì có thể khiến người ta có ấn tượng tốt tướng mạo. So sánh Lý Thiên Mệnh, hắn lộ ra người vô hại và vật vô hại, kẻ không quen biết. Sợ rằng sẽ cảm giác thiếu niên này rất ngây thơ, sạch sẽ giống như là một khối bạch ngọc, trắng tinh không tì vết. Loại này tướng mạo, khí chất, mới nhìn phía dưới, cảm giác chỉ là nam bản, con gái rượu, thế nhưng là càng xem càng là nén lòng mà nhìn. Làm hắn mỉm cười thời điểm, loại kia ánh sáng mặt trời cảm giác, lộ ra phá lệ tinh khiết. Hắn cũng là Diệp Thần. Ngay từ đầu, người vô hại và vật vô hại, thanh tính tự nhiên hắn, cũng không làm người khác chú ý. Nhưng làm hắn đứng tại trong tầm mắt mọi người, xuất thủ thời điểm chiến đấu, hắn quang hoa, có thể so với hôm nay Lý Thiên Mệnh. Cửu kiếp A, người thấy thế nào? Trung niên nhân lắc đầu cười khổ hỏi. Rất tuyệt, để cho ta mở rộng tầm mắt, thiếu niên thản nhiên nói. Có phải hay không ở trên người hắn, dường như thấy được chính mình. Trung niên nhân nói. Cái kia thật không có, hắn cùng ta không giống nhau. Người thiếu niên nói. Làm sao không giống nhau? Cái này nhân tính tình rất cương mãnh, tu chính là cùng Uyển Uyển một dạng đế hoàng thống ngự chi đạo, trưởng khống muốn rất mạnh, mà ta đây, chỉ muốn tiêu diêu tự tại, sống được dễ chịu, dẫm dẫm người, trang trang bức. Thiếu niên mỉm cười cười nói. Hiếm thấy a, đụng tới một cái có thể cùng ngươi so sánh người, ngươi sát tâm, ngược lại không mạnh. Trung niên nhân nói. Sát tâm, ngay từ đầu ta để Uyển Uyển giải quyết hắn, chỉ là không muốn để cho Uyển Uyển bởi vì tiểu nhân vật mà phiền muộn. Hiện tại thế nào, gia hỏa này dùng ta thói quen, lắp tốt lớn một cái bức, xác thực đã chứng minh hắn yêu nghiệt, uy hiếp lớn hơn. Nhưng, ta ngược lại sẽ đem hắn nhìn thành là một cái hợp cách người cạnh tranh. Nếu như bởi vì hắn có bản lĩnh, ta thì ghen ghét hắn, muốn giết chết hắn, vậy ta cũng quá không tự tin, bố cục cũng quá thấp. Thiếu niên mỉm cười nói. Được, đã như vậy, tranh thủ thời gian dừng cương trước bờ vực, một hồi để cho nàng đem Liễu Hoàn Hoàn thả. Đem sự tình xử lý tốt, chúng ta còn có thể cùng Tử Tiêu đế cung, tại cạnh tranh thiên tài phương diện, đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu phía trên. Trung niên nhân nói. À, ngươi còn muốn tranh thủ hắn. Thiếu niên nhíu lông mày. Không phải vậy đâu, vô duyên vô cớ đưa Tử Tiêu đế cung một cái đại lễ. Người này hoặc là có cơ hội diệt đi, hoặc là tranh đoạt. Tại không có cơ hội diệt đi trước đó, tuyệt đối phải hầu hạ. Trung niên nhân chân thành nói. Hoàng thúc. Người ngay từ đầu không phải nói như vậy. Thiếu niên nói. Ngay từ đầu hắn cũng không phải cửu kiếp, hiện tại ý nghĩa không đồng dạng. Trung niên nhân nói. Người muốn hút nạp hắn tiến Thần Diệu Hoàng Triều, Uyển Uyển chỉ sợ sẽ không đồng ý. Thiếu niên nói. Ta biết, các ngươi hai cái đều không đồng ý. Vậy ý của ngươi là, liền tùy tiện đem hắn giao cho Tử Tiêu đế cung. Trung niên nhân hỏi. Có vấn đề gì, không cho hắn đến, ta thì không sợ hắn đi Tử Tiêu đế cung. Thiếu niên nói, ngươi không khỏi đối với mình quá tự tin, Diệp Thần. Trung niên nhân ngắm nhìn hắn, cười nhạt nói. Quá khen, đây là thiên tài cơ bản phẩm chất, thiếu niên cười nói.
Hắn gặp Trấn Quốc đế soái hơi có chút không cao hứng, liền tiếp tục nói, hoàng thúc, ý của ta là, ta không sẽ quản hắn đi nơi nào, mặc kệ là Thần Diệu hoàng triều, vẫn là Tử Tiêu đế cung, lựa chọn cái gì đều là tự do của hắn, hắn đến chúng ta cái này, cá nhân ta không phản đối, hắn đi Tử Tiêu đế cung, ta cũng không ngăn, mặc kệ đi nơi nào, hắn sớm muộn sẽ khiêu chiến Tử Tinh bảng đệ nhất, giữa chúng ta, dùng thực lực nói chuyện chính là. Ngươi vẫn là quá lạc quan, trung niên nhân nói. Đó là, con người của ta đâu, lười biếng, sợ phiền phức, ưa thích hưởng thụ, thói hư tật xấu một đống lớn, nhưng là đâu, muốn nói đánh nhau, cái kia còn không có sợ qua người nào, hắc hắc. Thiếu niên vui vẻ nói. Loại thời điểm này, hắn còn có thể nhẹ nhõm cười được, cũng là một loại bản sự. Được, việc này ta trước bẩm báo đế tôn, nhìn xem đế tôn như thế nào định đoạt, Nghe Hồng Y, bên kia, ta sẽ tiếp quản. Đem chuyện này biến mất, liên quan tới Lâm Phong sự tình, người cùng Uyển Uyển cũng không thể lại tham dự. Trung niên nhân nói, được, đi, đưa hoàng thúc. Trấn Quốc đế soái sau khi đi, thiếu niên đứng tại bên cửa sổ, hai tay vịn bệ cửa sổ, chăm chú nhìn phía dưới. Cái kia Tử Tiêu chiến trường phía trên, vừa rồi đại phát thần uy thiếu niên đã đi, hắn lại nhìn rất lâu. Thú vị a, hắn hỏi, cộng sinh không gian bên trong. Sương mù cuồn cuộn, từng đầu quỷ dị chi thú, ở trong đó chìm nổi. Vẫn còn, nếu như trong hiện thực có thể đụng tới, vị đạo phải rất khá, nhất là cái kia con chim. Có thú hồi đáp, sớm muộn sẽ đụng phải, hy vọng đừng đến chủ động trêu chọc ta, không phải vậy, ta khống chế không nổi chính mình a. Hắn mỉm cười, mười phần ánh sáng mặt trời, không có nửa phần tà niệm. Lúc cảm khái, một mặt băng xương thần dụ công chúa, từ bên ngoài đi vào. Uyển Uyển, tới. Thiếu niên ngồi xuống, duỗi duỗi tay, đem cái này khuynh thành mỹ nhân, kéo đến trong lồng ngực của mình. Cái kia đoan trang cao quý công chúa, oa đến trong ngực của hắn về sau, như tiểu nữ nhân đồng dạng nức nở lên, nhẹ nói, ta không quá cao hứng. Ta minh bạch, lấy thân phận của ngươi, làm bối cảnh của người khác tấm, khẳng định không thoải mái. Thiếu niên duỗi ra ngón tay, tại trên người của nàng du tẩu. Mặc dù là thiên hồn. Nhưng là giống như nằm mơ, cảm giác vẫn phải có. Ta vừa gặp hoàng thúc, hắn để cho ta đừng có lại quản Lâm Phong sự tình, giao cho hắn xử lý. Thần dụ công chúa có chút khó chịu nói, có thể bởi vì trên thân thể mềm mại tay, nàng không có cách nào tập trung chú ý lực, khó chịu biến thành hờn dỗi. Vậy liền để hắn xử lý thôi, không sao, thiếu niên nói. Làm sao không sao rồi, người này đối uy hiếp của ngươi quá lớn. Thần dụ công chúa lo lắng nói. Ngươi phải xem mở một số, cái này Lâm Phong như đã tới Thần Diệu hoàng triều, sẽ cùng ta hình thành cạnh tranh, đi Tử Tiêu đế cung, đồng dạng sẽ cùng ta cạnh tranh, cho nên, đều là cạnh tranh, hắn chỗ cũng không trọng yếu. Hắn đã cũng dám bày ra cửu kiếp, nói rõ hắn đối an toàn của mình có lòng tin, cái kia ngươi lúc trước những cái kia tiểu thủ đoạn, trên bản chất không có ý nghĩa gì, hắn sẽ không hiện thân. Đã như vậy, vậy liền suy nghĩ thông suốt một chút. Ngươi chỉ cần tín nhiệm ta là được rồi, mặc kệ hắn đi nơi nào, ta dùng thực lực đem hắn danh tiếng, đè xuống là có thể. Thiếu niên bình tĩnh nói. Ngươi chăm chú sao, hắn là cửu kiếp A. Thần dụ công chúa yên lặng nói. Cho nên Uyển Uyển, ngươi tuy nhiên điếm ô ta, có thể ngươi vẫn là không có triệt triệt để, hiểu rõ nam nhân của ngươi đến cùng đáng sợ đến cỡ nào A. Cửu kiếp là rất mạnh, thế nhưng là ta, là thế giới này đản sinh ngoài ý muốn. Thiếu niên vui vẻ nói. Đi chết, ngươi mới làm bẩn ta nữa nha. Thần dụ công chúa nín khóc mỉm cười. Hai người cười đùa một hồi, thiếu niên nhẹ nhàng vỗ nàng bóng loáng phía sau lưng, nói, việc này ngươi liền để xuống tâm, đừng có lại quản, thoải mái tinh thần một số, nam nhân của ngươi hiện tại thế nhưng là tại, vạn tinh bầu trời chiến trường, đánh khắp hơn 300 cái hằng tinh nguyên thế giới vô địch tay tiểu bối đệ nhất, Tử Diệu Tinh là ta đại bản doanh, còn có thể có người, dẫm lên trên đầu ta đi. Nói xong, hắn thanh tịnh cười một tiếng, lấy ra người vô hại và vật vô hại tiểu răng trắng. Cùng lúc đó, hai tay như rồng, trên dưới tung bay. Thần ca ca, về nhà lại, song tu. Đinh, đinh, tại cái này tối tăm trong góc, người ngoài cửa, còn tại gõ vang máu của nàng sắc loan đao. Liễu Hoàn Hoàn nước mắt nhanh khóc khô. Quả thực kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đúng vào lúc này. Bên ngoài cái kia nữ nhân áo đỏ, giống như nhận được một cái truyền tin thạch. Mà nó, cửu kiếp, ngày tiền nhân A.
Cái kia nữ mắng to một tiếng, một mặt xúi quẩy, hùng hùng hổ hổ xông tới, trực tiếp nhấc lên Liễu Hoàn Hoàn vạt áo, kéo lấy nàng xông lên mây xanh, tại cái kia tử sắc mây khói bên trong chạy như bay. A Di, đừng giết ta. Liễu Hoàn Hoàn ngao ngao khóc lớn. A Di, nữ tử áo đỏ quay đầu hung tợn nhìn lấy nàng. Tỷ tỷ, Liễu Hoàn Hoàn kịp phản ứng, vội vàng đổi giọng, run rẩy nói, tỷ tỷ, người quá đẹp, quả thực cái kia điên đảo chúng sinh, thiên cổ đệ nhất tuyệt sắc. Mỹ nổ, muốn khích lệ càng nhiều, đáng tiếc từ nghèo. Cút đi ngươi, may mắn thật sự là bạo dạp. Nữ tử áo đỏ đem nàng hướng mặt đất ném một cái. Hoa hoa hoa, Liễu Hoàn Hoàn bị hằng tinh nguyên hấp dẫn, té xuống. Có điều nàng trước khi rơi xuống đất, dựa vào tinh luân nguyên lực, thành công giữ vững thân thể, không có nện thành thịt nát. Mẹ của ta a, nàng vội vàng giấu đi, thở dốc nửa ngày, chợt phát hiện, a, ta giống như bị thả. Khích lệ hữu dụng, nàng vội vàng vung ra bàn chân, một trận phi nước đại. Đi tới, nàng phát hiện phụ cận có chút quen thuộc, ngạc nhiên nói, ta còn tại huyền tiên các phụ cận a. Nhanh đi về, một đường bỏ mạng trở về chạy. Kiểu tóc đều loạn. Liễu Hoàn Hoàn. Bỗng nhiên có người hô một tiếng. Liễu Hoàn Hoàn toàn thân lắc một cái, lập tức trở về đầu. Chỉ thấy đám mây phía trên, một cái cao lớn lão giả tóc trắng xuất hiện, nhanh chóng rơi xuống, đạt tới bên cạnh nàng. Các chủ, ta bị gạt. Liễu Hoàn Hoàn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng ôm lấy lão giả bắp đùi. Được rồi, không sao, ta mang ngươi về huyền tiên các. Lão giả nói. Tốt, tốt, ta sẽ không phải nằm mơ sao. Vẫn là ta đã bị hố, linh hồn trở về. Liễu Hoàn Hoàn líu lo không ngừng hỏi. Im miệng. Được rồi. Vân vụ ào 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 bay về phía sau. Sau đó không lâu, Liễu Hoàn Hoàn liền thấy huyền tiên các. Hoàn Hoàn, người biết, người bởi vì cái gì thoát hiểm sao? Huyền tiên các chủ hỏi. Bởi vì ta khích lệ người kia đẹp mắt. Liễu Hoàn Hoàn thấp giọng hỏi. Các chủ hận không thể đánh nàng một bàn tay. Thằng tốt một cô nương, làm sao không có đầu óc? Các chủ im lặng nói. Cái kia là bởi vì cái gì a, các chủ? Liễu Hoàn Hoàn hỏi. Bởi vì Lâm Phong hôm nay đánh bại thần dụ công chúa, bày ra cửu kiếp thức thần. Liễu Hoàn Hoàn nhất thời ngây người. 9. Các chủ, người điên rồi. Liễu Hoàn Hoàn hỏi. Ta không điên, là người vận khí tốt, người giao hảo Lâm Phong, tiếp đó. Ngươi là huyền tiên các trọng điểm bảo vệ người vật, vì ngợi khen ngươi làm quen Lâm Phong, tông môn quyết định, khen thưởng ngươi mấy cái ngũ tinh vũ trụ thần nguyên. Các chủ nói. Liễu Hoàn Hoàn lần nữa sừng sốt. Nhanh đi huyễn thiên chi cảnh, cho hắn báo một chút bình an đi. Các chủ nói. Tốt, tốt lắm. Mạc danh kỳ diệu thì làm quen một cái cửu kiếp thức thần kỳ tích, dẫn đến chính mình thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, còn có ban thưởng. Liễu Hoàn Hoàn cảm giác nhân sinh rất mộng huyễn. Nàng cũng không dám nói, một năm trước, nàng còn tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp, đánh bại qua, Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh trước mắt, xuất hiện một tòa bị thanh tịnh lam nhạt nước biển, bao quanh, bãi cát đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ mọc ra một số cây, dưới cây có một gian màu trắng nhà gỗ. Lý Thiên Mệnh chân đạp trắng như tuyết non mịn hạt cát, đi tới nhà gỗ trước, đẩy cửa vào. Chỉ thấy cái này bên trong nhà gỗ thanh nhã, tràn ngập tươi mát hương trà. Nhất thời. Tâm linh thì có thanh tịnh cảm giác. Chỉ là, làm hắn phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, liền nhìn đến cái nhà này trên vách tường, dán vào lít nha lít nhít, tối thiểu có mấy trăm chương mỹ nhân bức họa. Những thứ này mỹ nhân không đến mảnh, vóc người nóng bỏng, tư thế khác nhau, có cao nhã có diễm tục, từng cái sinh động như thật, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, trong lòng nóng lên. Nơi này là Tử Tiêu Đế cung một vị đại nhân nào đó vật, tại huyễn thiên chi cảnh phòng khách A. Hàn Tinh Loan xưng người này vì, thần quy lão tổ, nghe nói sống rất lâu. Nhưng, theo trên vách tường những thứ này mỹ nhân bức họa nhìn, cái này lão tổ càng già càng dẻo dai. 3. Có người sau lưng, vỗ một cái Lý Thiên Mệnh bả vai. Nhìn lại, một cái độc nhãn lão giả, cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình, nói, đây đều là lão phu trong cuộc đời hồng nhan chi kỷ, mỗi một bức vẽ làm, đều là ta dốc hết tâm huyết hoàn thành, ghi chép các nàng trong cuộc đời đẹp nhất thời khắc. Bực này cao nhã đa tình nghệ thuật tạo nghệ, phải chăng để ngươi sinh ra tâm hồn rung động? Rung động, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lý Thiên Mệnh trên ót tràn đầy hắc tuyến. Không cần, nơi này, ánh sáng, chính đại. Lão giả cười hì hì nói. Người này nói quá bị ổi, hình như có chỉ.
ánh sáng, đại khái là ám chỉ bức họa mỹ nhân không mặc quần áo, chính đại, cũng không biết hắn nói là cái gì lại chính lại lớn. Dù sao, Lý Thiên Mệnh nhìn đến có chút chói mắt. Được. Lý Thiên Mệnh kiên trì đáp ứng. Hắn nhìn thẳng, thần quy lão tổ, nhìn không chớp mắt, không lại mặt đỏ tim run. Chúng tiểu nhân nói cho ngươi thành ý của ta đi. Ta hiện tại đã sắp xếp xong xuôi, phát động toàn bộ Tử Tiêu Đế cung tai mắt, cho ngươi tìm tiểu mỹ nhân của ngươi, cam đoan để cho nàng nhảy nhót tưng bừng, trở lại ngươi trong ngực. Lão giả vỗ ngực nói. Thành ý đầy đủ, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng lười cùng hắn giải thích, hắn cùng Liễu Hoàn Hoàn quan hệ. Lý Thiên Mệnh hôm nay bày ra cửu kiếp thức thần, cũng là tại không có nguy hiểm tình huống dưới, tận lực để phương xa người, không bởi vì chính mình gặp nạn. Vậy đến chúng ta Tử Tiêu Đế cung, để lão tổ vì ngươi mở đường, đưa ngươi cúng bái, kiểu gì? Lão phu ta là thành thật người, muốn là bạc đãi ngươi, ta tự cung tạ tội. Lão giả nói, ngươi đều sắp xuống lỗ, cung không cung có khác nhau sao? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói, ai nha, ngươi xem thường ta. Không tin xoay người sang chỗ khác, coi như ngươi là đàn ông, lão phu đều bị ngươi, miệng sùi bọt mép. Quá thô tục. Đương nhiên, thô tục người, thường thường mang ý nghĩa dứt khoát, thẳng thắn. Lão tổ, ta nói thật đi, ta bị vây ở một chỗ, ta ra không được, khả năng cần đã nhiều năm, hoặc là mấy chục năm. Các ngươi hôm nay trước giúp ta, chờ ta đi ra, liền đi Tử Tiêu Đế cung. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn còn không biết. Chỉ dựa vào hắn cửu kiếp trấn nhiếp, Liễu Hoàn Hoàn đều đi ra. Có phải hay không tại tinh không bí cảnh? Lão giả hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Lý Thiên Mệnh nói. Như thế phiền phức, bất quá, ta cũng nhìn ra được, người tiểu tử này nói chuyện có phân lượng, không đến mức lừa gạt ta. Vậy trước tiên dạng này, chúng ta Tử Tiêu Đế cung trước dùng lớn nhất thành ý đối đãi ngươi. Chờ ngươi đi ra ngày nào đó, chúng ta đế tôn tự mình đi tiếp ngươi. Lão giả nói. Thành. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không tệ không tệ, là cái hảo hài tử, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là kỳ tài ngút trời, so cái kia thần diệu hoàng triều diệp thần, cường gấp một vạn lần. Lão giả tán thán nói. Không đúng sao, ngươi nói ta là ấm sắc thuốc, còn muốn đem đầu chặt đi xuống, cho ta làm cái bô đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thần quy lão tổ nhất thời sửng sốt. Đậu phộng, cái này năm cái đáng đâm ngàn đao cháu trai. Đừng ép ta câu dẫn các ngươi nãi nãi. Tòng thần quy lão tổ, bãi cát phòng nhỏ, đi ra, Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đi Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 8. Liễu Hoàn Hoàn gặp nạn vấn đề này, với hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Khiêu chiến thần dụ công chúa, cũng bởi vì mục tiêu của hắn là Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 8. Tử Diệu tinh hết thảy, đều không có ý nghĩa. Vẫn là Thanh Vân Đại Lục sự tình quan trọng, tu luyện đi. Hắn không biết. Cái kia xa xôi Tử Diệu tinh phía trên, bởi vì hắn cửu kiếp thiên phú, đã tạo thành, toàn dân tìm kiếm Liễu Hoàn Hoàn, cái này một việc quan trọng. Tại Tử Diệu tinh, nếu là không nhận biết, Liễu Hoàn Hoàn, đại danh, vậy liền theo không kịp thời đại. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, mặc kệ đi tại huyễn thiên chi cảnh chỗ nào, đều tự mang vầng sáng. Bốn phía đều là mê đệ mê muội. Đúng vào lúc này, huyễn thiên tinh linh nói cho hắn biết, Liễu Hoàn Hoàn hẹn hắn đi, huyền chi hữu huyền đảo, gặp mặt. Hoàn Hoàn. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, vội vàng đi qua. Sau khi tới, bất ngờ phát hiện cái cô nương kia, chính ở chỗ này chờ chính mình. Người an toàn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy a, người cửu kiếp vừa mới hiện ra, trực tiếp đem bắt cóc ta người hù chạy. Liễu Hoàn Hoàn ngơ ngác nhìn lấy hắn. Hiện tại không có sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì, ta về huyền tiên các, hiện tại chúng ta các chủ cả ngày bảo hộ ta. Trả lại cho ta một trận ban thưởng, coi ta là cháu gái nuôi. Nói lên việc này, Liễu Hoàn Hoàn chính mình cũng cảm giác như là đang nằm mơ. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Vậy là tốt rồi, bất quá lần này là ta liên lụy ngươi, thật là có lỗi với. Lý Thiên Mệnh nói. Không có việc gì, nhiều liên lụy mấy lần, ta đoán chừng trực tiếp thăng chức rất nhanh, ngươi liên lụy, để cho ta lòng say. Liễu Hoàn Hoàn chớp mắt cười nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Nàng đầy đủ lạc quan, vậy chuyện này liền đi qua. Không có hại người, cảm giác thoải mái hơn. Muốn là nàng bởi vậy chết rồi, Lý Thiên Mệnh sẽ cả một đời nhớ nhung chuyện này. May mắn mà có ngươi, ta Liễu Hoàn Hoàn đại danh, thiên hạ đều biết, loại cảm giác này,
thật là thoải mái a, không thèm nghe ngươi nói nữa, thật nhiều người hẹn ta đi chơi. Đây hết thảy, cũng là cửu kiếp thức thần uy lực. Liễu Hoàn Hoàn sau khi đi, thần diệu hoàng triều, trấn quốc đế soái cũng muốn ước thấy mình. Không rảnh. Lý Thiên Mệnh trở về hai chữ này, liền đi Tử Diệu tinh thần tháp. Thần dụ công chúa không có lại định ngày hẹn, đổi trấn quốc đế soái. Theo Lý Thiên Mệnh tiếp xúc hết thảy đến xem, thần diệu hoàng triều là khả nghi. Đương nhiên, khả năng này chỉ là thần dụ công chúa hành vi cá nhân. Nếu như ngay từ đầu Lý Thiên Mệnh bày ra cửu kiếp, nàng sẽ không như thế làm. Mặc kệ nàng đối với ta như thế nào, ta cũng không đáng kể, với ta mà nói, nàng chỉ là một cái ký hiệu, một cái ván cầu, để cho ta nhảy lên Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 8. Ngoại trừ không muốn hại người bên ngoài, Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm thần dụ công chúa. Càng không quan tâm cái này Tử Diệu tinh thế giới. Như vậy, cái kế tiếp ván cầu, làm cho ta leo lên đỉnh tháp, có đế tôn thiên hồn tu hành. Cái này ván cầu, cũng là diệp thần. Sau một ngày, cửu kiếp sự tình, tại toàn bộ Tử Diệu tinh lên men. Một trận chấn thiên động địa phong bạo, cuốn sạch lấy cái này ngôi sao màu tím. Coi như Lý Thiên Mệnh không ra, vẫn là có vô số người, tại hoang sơn dã lĩnh bên trong, tìm tòi tung tích của hắn. Trấn quốc đế soái định ngày hẹn mấy lần, Lý Thiên Mệnh đều không thèm để ý. Cửu Long đế táng là tinh hải thần hạm, nếu như có thể khống chế, có cỡ nhỏ hằng tinh nguyên, nói không chừng có một ngày, ta sẽ tránh thức đến Tử Diệu tinh đi. Lý Thiên Mệnh xa suy nghĩ một chút. Bất quá, cái thế giới này cùng trật tự chi địa không có khác biệt lớn. Nếu như tại trật tự chi địa sống đến mức đi xuống, căn bản không cần thiết đi nơi này. Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 8. Nơi này đều là thần dương vương cảnh tối đỉnh phong thiên hồn, kém nhất, lúc còn sống đều là thần dương vương cảnh cấp 10. Liên cấp 12 khắp nơi đều là, trọn vẹn mấy triệu. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, nơi này quả thực là thánh địa tu hành. Liên Hiên Viên Long Tông đều cung cấp không được loại địa phương này. Trật tự thiên tộc khả năng có, nhưng số lượng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Đây cơ hồ tương đương, Lý Thiên Mệnh tại siêu việt Hiên Viên Long Tông tông môn tu hành. Hiệu quả tuyệt diệu. Bất quá. Vừa thể hội một ngày Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 8 huyền ảo, Thanh Vân Đại Lục bên kia, một cái Lý Thiên Mệnh đợi lâu người, thì đã đến. Người kia, vì Lý Thiên Mệnh mang tới ba cái lục tinh vũ trụ thần nguyên. Đồng thời, hắn là Lý Thiên Mệnh cầm xuống nửa cái Thanh Vân Đại Lục trọng yếu trợ thủ. Hắn là Hiên Viên Long Tông, khách khanh, đứng đầu, nhận chức, Đại Mạc Ti, địa vị gần với Thất Long Hoàng, trưởng quản tông môn phần ngoài nghiệp vụ. Tại Ẩn Long Điện xâm lấn trước đó, Hiên Viên Long Tông mỏ quặng, thảo mộc thần linh các loại, đều từ hắn đóng giữ. Kỳ danh là Dương Sách. Hắn đã đến, Lý Thiên Mệnh liền từ huyễn thiên chi cảnh bên trong đi ra, cùng Long Uyển Oánh bọn họ cùng một chỗ, nghênh đón Dương Sách đến. Dương Sách là Hiên Viên Long Tông người, hắn đến phụ trợ Long Uyển Oánh, cổ kiếm thanh xương không dám có bất cứ ý kiến gì. Bởi vì hắn biết, Dương Sách tuy nhiên tuổi trẻ, có thể thực lực của hắn tương đương đáng sợ. Lúc còn trẻ, hắn cũng đã là bọn họ cái kia một đời đỉnh cấp thiên tài. Cầm qua đế tinh bảng đệ nhất. Chỉ là không có thể đi vào thiên cung thôi. Đến mức Diệp Đông Lưu cùng Diệp Bất Chi Thu, bọn họ cũng không dám có ý kiến. Trong khoảng thời gian này, cái này một đôi cha con phá lệ đàng hoàng. Bọn họ cũng không cách nào không thành thật, thời thời khắc khắc đều bị giám sát, mệnh người khác cầm trên tay, vùng cái nước tiểu đều khẩn trương. Nghênh thiên điện. Một người mặc hắc bào, bộ dáng thanh lãnh anh tuấn trung niên nhân, ngự theo gió mà đến, xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh bọn người trước mắt. Hắn tóc dài đâm thành một chùm, dáng người thon dài, ăn mặc 10 phần sạch sẽ, ánh mắt, thần thái đều so sánh thanh lãnh. Vừa nhìn liền biết, là cái lời nói thiếu người. Mang đến về sau, hắn nhìn Long Uyển Oánh liếc một chút, liền không nói chuyện. Bên kia ra sao? Long Uyển Oánh lo lắng hỏi. Khó giải, kéo lấy đi. Hiện tại không có cơ hội. Dương Sách nói. Thanh âm hắn rất trầm thấp. Long Uyển Oánh ra hiệu một chút, hắn lại cùng cổ kiếm thanh xương chào hỏi một tiếng, cũng là không lạnh không nhạt. Đại Mạc Ti cảnh giới, càng ngày càng cao sâu, cổ kiếm thanh xương nói. Người tới càng mạnh, hắn tại Thanh Vân Thần Mộc Quyền lên tiếng phía trên, thì càng ngày càng nhỏ. Hiện tại liền Thạch Nham đều không có quyền nói chuyện nào, chỉ có thể chờ đợi Thiên Thần Kiếm Tông trợ giúp. Quá khen. Dương Sách nói, hắn xưa nay đã như vậy, cổ kiếm thanh xương liền cũng không nhiều lời.
hàn huyên về sau, liền lần lượt tản đi. Long Uyển Oánh mang theo Dương Sách, đi tới thứ sáu kiếm mạch. Lần này trước khác trở về, có việc muốn ngươi giúp đỡ. Long Uyển Oánh nói. Được. Dương Sách không hỏi là chuyện gì, trực tiếp điểm đầu, xác thực một câu nói nhảm đều không có. Đem thiên mệnh đồ vật cho hắn. Long Uyển Oánh nói. Ừm. Dương Sách theo tu di giới chỉ bên trong, xuất ra ba cái hộp báu, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Giao phó thời điểm, hắn nhìn nhiều Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, nghe nói người đánh bại Lý Hạo Thần, chúng ta rất nhiều người bởi vậy phấn chấn. Trật tự thiên tộc, cũng không phải là không thể bại. Lý Thiên Mệnh nói, có chí khí. Dương Sách cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Thiên Mệnh, người đi cho cổng sinh thú tiến hóa đi, chuyện kế tiếp, ta sẽ cùng hắn nói tỉ mỉ. Long Uyển Oánh nói, được, việc này cần Dương Sách trước giải, có Diệp Đông Lưu cha con án lệ phía trước, tăng thêm Dương Sách người này tính tình, Lý Thiên Mệnh cảm giác hắn giúp đỡ không là vấn đề. Bất quá, muốn, đi săn, cổ kiếm thanh xương, còn cần một cái cơ hội. Đến lúc đó, nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Lý Thiên Mệnh nghe nói, Dương Sách là thức thần tu luyện giả, không phải ngự thú sư. Nhưng, hắn mạch này thức thần tu luyện giả, giống như gọi là hắc ám thức thần mạch. Bọn họ cùng trật tự thiên tộc không hề có một chút quan hệ, ngọn nguồn hoàn toàn khác biệt, nhưng ở trật tự chi địa phía trên, cũng có vô cùng cổ lão lịch sử. Thậm chí nghe nói, bọn họ mạch này, liền là bởi vì bị trật tự thiên tộc chèn ép, mới điêu linh đến tình trạng như thế. Dương Sách, chính là mạch này thức thần tu luyện giả tộc vương. Bọn họ tổng thể quy mô không lớn, thêm vào Hiên Viên Long Tông, dựa vào Hiên Viên che chở, đã rất nhiều năm. Làm tộc vương, Dương Sách thực lực khẳng định không kém. Long Uyển Oánh nói, tránh thức phong bế giao chiến, hắn giết chết cổ kiếm thanh xương, đều không là vấn đề. Thế mà, khống chế cùng chém giết so sánh, khống chế càng khó. Muốn là Vô Tử Thiên cùng bọn hắn cùng tầng thứ, có thể đem thôn giới thần đỉnh tránh thức phong bế, xác suất thành công mới sẽ khá cao. Hy vọng bọn họ, đến lúc đó có thể phối hợp tốt. Cầm xuống Diệp Đông Lưu cha con về sau, Lý Thiên Mệnh ngân trần phân thân bởi vì mỏ quặng, trên diện rộng gia tăng. Nhưng, muốn trải rộng Vân Thượng Tiên Cung, trưởng khống Vân Thiên Khuyết tung tích, chi tiết, còn rất khó khăn. Tiên tiến hóa. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Lý Thiên Mệnh về tới Tuấn Nam Phong. Hắn bắt đầu dùng cái này ba cái đến từ Long Hoàng nhóm lục tinh vũ trụ thần nguyên, cho Miêu Miêu, Lam Hoàng cùng Tiên Tiên bọn họ ba cái tiến hóa. Tuấn Nam Phong. Lý Thiên Mệnh ngồi tại trước bàn đá, mở ra ba cái hộp báu, kỹ càng biết một chút cái này sáu cái vũ trụ thần nguyên. Đầu tiên cái thứ nhất, đó là vô số lôi điện quấn quýt lấy nhau vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, cất giấu một cái bát quái đồ án, trên đó lôi đình trên thực tế dựa theo bát quái phân bố, hết thảy sáu cái ngôi sao, ở trong đó lập lòe, xem toàn thể lên, huyền ảo, quỷ dị, uy hiếp lực 10 phần. Đây là lục tinh vũ trụ thần nguyên, bát quái điện hồn, đến từ Thánh Long Hoàng. Tất cả biếu tặng, coi như lại nhìn tốt chính mình, vậy cũng là ân tình, đều cần hồi báo. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều có thể nhớ kỹ. Cái thứ hai hộp báu bên trong, đồng dạng là một cái lục tinh vũ trụ thần nguyên, bất quá hắn bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nó xem ra có điểm giống là một cái cỡ nhỏ kết giới, nhưng trên đó mỗi điều thiên thần văn, đều là từng đầu tiểu thần long. Chỗ có thần long hiện lên màu nâu cùng màu xanh lam hai loại nhan sắc, hỗn hợp quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái tiểu thế giới. Đây là một cái thuần chính Hiên Viên Long Tông vũ trụ thần nguyên, thích hợp thần long cộng sinh thú, kỳ danh là Vạn Long Chi Tâm, nhìn kỹ có thể phát hiện, nó nội bộ sáu cái ngôi sao chấn động, giống như là trái tim một dạng nhảy lên. Cái thứ ba hộp báu bên trong, là một cái thực vật thuộc tính vũ trụ thần nguyên, hiển nhiên Tử Thanh hai vị Long Hoàng. Đồng dạng đối Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú 10 phần hiểu rõ. Cái này một cái vũ trụ thần nguyên gọi là U Minh Thụ Trùng, nó chỉ có lớn chừng ngón cái, tựa như là một khỏa chân chính loại cây. Có thể vũ trụ thần nguyên cũng không phải là thực thể, nếu như dùng ngón tay dây vào tiếp xúc, cây này loại ngay lập tức sẽ nảy mầm, cắm rễ tại huyết nhục bên trong, hút huyết nhục trưởng thành. Đến từ Thánh, Thanh, từ ba vị Long Hoàng biếu tặng, mỗi một loại đều cực kỳ thích hợp Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Huỳnh Hỏa đã là thất tinh thần thú, Ngân Trần tiểu đệ đều là lục tinh thần thú, ngược lại Miêu Miêu bọn họ vẫn chỉ là tứ tinh thần thú, lần trước vũ trụ thần nguyên, vẫn là Hy Hoàng chỗ đưa. Mà thần dụ công chúa kém nhất cộng sinh thú, đều là lục tinh thần thú, Miêu Miêu bọn họ xác thực kém một chút.
cho nên lúc đó, cũng không thể cùng Huỳnh Hỏa một dạng, đơn đấu cầm xuống đối thủ. Liên thái cổ tà ma, lấy được Long Uyển Oánh cho lục tinh vũ trụ thần nguyên, hiện tại cũng đã là lục tinh thần thú, quả thực mạnh mẽ một nhóm. Đối với cái vũ trụ này thần nguyên, bọn họ đã sớm không thể chờ đợi. Lấy bọn họ hiện tại huyết mạch lực lượng, năng lực chịu đựng tuyệt đối không có vấn đề. Tuấn Nam Phong không thiếu không gian, bọn họ đều tại cộng sinh không gian bên ngoài tiến hóa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang Ngậm, Bát Quái Điện Hồn, cùng Vạn Long Chi Tâm, đi ra. Tiên Tiên thì cắm rễ ở đây, nghênh phong phấp phới. Sợi rễ của nó, hấp thu, U Minh Thụ Chủng, cái kia U Minh Thụ Chủng lực lượng, ở tại trên thân mọc rễ nảy mầm. Mắt trần có thể thấy, thân thể của nó phát sinh cự đại biến hóa. Hiển nhiên, thứ năm đóa hoa, có thể muốn nở hoa rồi. Linh Nhi, lúc nào ngươi mới có thể nở hoa kết trái a, ca ca đều nhanh mốc meo. Lý Thiên Mệnh ngồi tại Tiên Tiên trên thân, thân thủ ôm lấy Khương Phi Linh Vĩnh Sinh Hoa, mặt dán ở phía trên, vẻ mặt buồn thiu. Cơ bản mỗi ngày, hắn đều sẽ cùng Linh Nhi nói chuyện, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiên Tiên tại hung mãnh trưởng thành, Lý Thiên Mệnh thì tại trên cây, tiếp tục nói chuyện yêu đương. Gần nhất mỹ nữ nhìn quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, ngươi không còn ra hưởng thụ ân sủng, ta khả năng thì thay lòng. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ nói. Vừa mới dứt lời, cái kia bông hoa bên trong, không biết nơi nào duỗi ra hai cái gai nhọn, đâm vào Lý Thiên Mệnh trên mặt, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Ngọa tào, nàng quả nhiên có thể nghe thấy. Mắt thấy cái kia gai nhọn còn muốn tiếp tục công kích, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, ngừng, ta đùa giỡn. Chủ yếu vẫn là quá tưởng niệm. Theo rời đi Chu Tước Quốc bắt đầu, ta cũng còn không cùng ngươi tách ra lâu như vậy, không có cuộc sống của ngươi, quá không có ý nghĩa. Trang bức cũng không biết cho ai nhìn. Nói, trước mắt đóa hoa này phía trên, nhiều hơn rất nhiều trong suốt dịch thể. Ngươi đây là khóc, vẫn là ướt, Lý Thiên Mệnh nói. Phốc phốc, hai cái gai nhọn, tựa như là Linh Nhi bụng dưới, nhất thời đâm vào bụng của hắn. Lý Thiên Mệnh một trận chu lên. Nửa ngày sau, nương theo lấy một trận nồng đậm hương hoa phóng thích, khởi nguyên thế giới thụ phía trên, trong đó một đóa màu xanh đen nụ hoa, đột nhiên nở rộ. Đây chính là Tiên Tiên tiến hóa, trở về thái cổ hỗn độn cự thú phương thức. Ngoại trừ tươi hoa đua nở bên ngoài, nó hình thể đồng dạng rút lớn lên, chỉ là thân cây thì có hơn 3.000 mét cao, tối thiểu nhất đối phàm nhân mà nói, đây đã là một gốc đại thụ. Cái kia màu xanh đen nụ hoa, đựng mở được một đóa khói xanh lượn lờ liên hoa. Tên của nó, gọi là U Minh Thanh Liên. Thứ năm đóa hoa, Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa, Vĩnh Dạ Sắc Phi, Ma Âm Mộng Yểm, lại đến cái này U Minh Thanh Liên. Tương đối, cái này khói xanh lượn lờ U Minh Thanh Liên, đồng dạng quỷ dị. Nó có chút cùng loại Mạn Châu Sa Hoa, có thể hóa thành từng đóa lớn chừng bàn tay tiểu thanh liên, trải rộng cả khỏa khởi nguyên thế giới thụ. Tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, Tiên Tiên linh thể cũng đổi một bộ thanh sắc tạo hình. Nó toàn thân thanh sắc liên hoa cánh hoa, sau lưng hai cánh cũng là liên hoa, hai mắt thanh tịnh trong suốt, trên thân nhiều hơn rất nhiều thanh sắc hoa văn, xem ra càng đáng yêu. Có bản lãnh gì a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mỗi một đóa hoa đều tự mang một loại thần thông. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, những cái kia khởi nguyên thế giới thụ phía trên tiểu thanh liên, cùng Mạn Châu Sa Hoa kiếm hình cánh hoa một dạng bay ra ngoài, toàn bộ sông về phía trước, tạo thành thanh sắc biển hoa dòng nước lũ. Rầm rầm rầm, mỗi một đóa U Minh Thanh Liên đều tại bạo tạc. Mấy triệu U Minh Thanh Liên đồng thời nổ tung, đã dẫn phát so Huỳnh Hỏa Thái Dương thần bạo còn muốn động tĩnh lớn, cái kia nổ tung sinh ra thanh sắc vũ khí, có kinh khủng lực phá hủy, đem chung quanh đồi núi, cây cối, toàn bộ nổ tung. Đây là một loại công kích thần thông a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ là như vậy, U Minh Thanh Liên nổ tung, sẽ sinh ra vô số U Minh thụ chủng, nếu như vào cộng sinh thú huyết nhục, ngay lập tức sẽ hút huyết nhục, mọc rễ nảy mầm, dài ra thanh liên dây leo, dây dưa đối phương. Tiên Tiên đắc ý nói ra. Rất lợi hại rồi. Đúng thế, Tiên Tiên đỉnh cao. Gà đại ca muốn là lại dám khi dễ ta, ta thì đánh bạo nó đầu gà. Nó cười đùa nói. Thôi đi ngươi, nào có Huỳnh Hỏa khi dễ phần của ngươi, đều là ngươi đang khi dễ nó. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao, là như vậy sao, ta làm sao không nhớ rõ. Đáng thương Huỳnh Hỏa, còn ở phương xa bay lượn, bỗng nhiên đầu gà siết chặt, mí mắt một mực nhảy. Trái cắt phải hung, ta đây là mắt trái đang nhảy, nói rõ ta khả năng có diễm ngộ.
Huỳnh Hỏa trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp xuống, tại Thanh Hồn Kiếm Phong tìm kiếm cộng sinh thú muội muội đi. Lúc này thật hy vọng có người đi ra, nói cho cái này, hai bên không phân, ra hỏa. Nó nhảy là mí mắt phải. Sau đó không lâu, Miêu Miêu cùng Lam Hoang cũng đều tiến hóa thành công. Hấp thu, bát quái điện hồn, về sau, Miêu Miêu đồng dạng trở thành lục tinh thần thú, mới giác tỉnh thần thông, tên là Đế Ma Thiên Dực. Đó là điệp gia tại, Đế Ma Hỗn Độn, phía trên thần thông, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, hắn đầu tiên là thi triển Đế Ma Hỗn Độn, về sau lại thi triển Đế Ma Thiên Dực. Trong nháy mắt, một đối tám chỉ do dày đặc lôi đình, tạo thành cánh màu đen, xuất hiện tại Đế Ma Hỗn Độn trên lưng. Mỗi một cái cánh, đều giống như bát quái trong đó một quẻ, trong khi tám cái cánh triển khai, tổ hợp lại với nhau thời điểm, theo ngay phía trước nhìn qua, cái kia chính là một cái hoàn chỉnh bát quái đồ án. Loại này đồ án hình thành lôi đình phong bạo, điệp ra bôn lôi kiếp lực lượng, chẳng những để tốc độ của nó càng thêm cuồng bạo, càng là có thể gia tốc thần thông thi triển, hình thành một cái lôi đình bát quái trận, hình thành thần thông oanh tạc năng lực càng mạnh. Thuộc về một loại cường hóa thần thông. So sánh phía dưới, Lam Hoàng hấp thu vạn long chi tâm tiến hóa, ngoại trừ để nó hình thể, lại lần nữa tăng vọt, càng thêm to lớn bên ngoài, nó đồng dạng có thần thông hoàn toàn mới, kỳ danh là Tù Long Địa Ngục. Đây là một loại đối sơn thủy trưởng khống thần thông, Tù Long Địa Ngục thi triển, nó toàn thân trên dưới, phần lớn vảy rồng biết bay ra, dung hợp sơn thủy, hóa thành vô số vảy rồng tiểu long, kết thành lồng giam một dạng, địa ngục, khóa lại đối thủ. Tuy nhiên tạm thời phòng ngự lực sau đó hàng, thế nhưng là Tù Long Địa Ngục là đem phòng ngự lực, chuyển hóa làm lực công kích. Vạn long đều xuất hiện, lực sát thương rất mạnh. Từ đó, Lý Thiên Mệnh ngũ đại cộng sinh thú, toàn bộ đến lục tinh trở lên. Huỳnh Hỏa, trở về. Từ khi Huỳnh Hỏa tiến hóa về sau, Lý Thiên Mệnh còn không có cùng nó cộng sinh tu luyện qua. Lĩnh hội thiên hồn thời điểm, không dùng được nó. Tại Lý Thiên Mệnh bắt chuyện phía dưới, hắn cùng năm đại thái cổ hỗn độn cự thú, lại lần nữa cộng sinh tu hành. Thông qua huyết mạch cộng sinh liên tiếp, bọn họ huyết mạch gông xiềng mở ra, cái kia hoàn toàn mới huyết mạch chi lực, tràn vào Lý Thiên Mệnh thân thể, tạo thành thân thể của hắn thuế biến. Bọn họ mỗi một lần thuế biến, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đều là một lần tạo hóa. Nhất là lần này, Huỳnh Hỏa có một lần đại thuế biến, như thế Lý Thiên Mệnh vĩnh hằng luyện ngục thể, cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Trong lúc nhất thời, hắn tuy nhiên là một người, có thể thực chất bên trong, đã là một cái thái cổ hỗn độn cự thú hình người hỗn hợp thể. Thể chất như vậy, là tương đương biến thái. Rầm rầm rầm, nương theo lấy huyết mạch thuế biến, liền thần ý đều phát sinh thuế biến, đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thần ý, đều có trình độ nhất định gia tăng, dẫn đến Lý Thiên Mệnh thần ý trưởng khống lực càng mạnh. Thể chất thuế biến, để giới tử bản thân đều phá lệ cường tráng, cái này khiến Lý Thiên Mệnh dễ dàng hơn hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng, tăng cường chính mình tinh luân nguyên lực. Ông, tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh so với đánh bại thần dụ công chúa thời điểm, mạnh hơn. Không sai biệt lắm, có thể nếm thử trùng kích tử tinh bảng đệ nhất, đi nắm giữ đế tôn thiên hồn chỗ tu luyện đi. Đối với cái kia gọi Diệp Thần đối thủ, Lý Thiên Mệnh cũng không có ngoài định mức cái nhìn. Đánh bại là được. Về sau cũng không có cái gì gặp nhau. Hắn điều hòa một hai ngày, dùng thiên vị kết giới ghi chép mới thực lực, đang chuẩn bị đi huyễn thiên chi cảnh. Đúng vào lúc này, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách tới tìm hắn. Thiên Mệnh, chúng ta chuẩn bị xong, vừa tốt có một thời cơ, muốn không, đối cổ kiếm thanh xương ra tay a? Long Uyển Oánh hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát. Long Uyển Oánh nói cơ hội này, Lý Thiên Mệnh cũng biết. Cái kia chính là hai ngày này, cổ kiếm Thanh Sương sẽ cùng Diệp Đông Lưu đi ra ngoài một chuyến. Mục đích của bọn họ, gọi là Thanh Hà Vực. Đó là một cái tên là Thanh Hà Kiếm Phái, bốn lưu tông môn địa bàn. Thanh Hà Kiếm Phái là Thanh Hồn Điện phụ thuộc, từ xưa đến nay lấy Thanh Hồn Điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lần này, Thanh Vân Thần Mộc tại Thanh Hà Vực một cái kia bộ phận, mở ra không ít cấp 6 thảo mộc thần linh. Cấp 6 thảo mộc thần linh, phẩm chất đã coi như là thượng thừa. Một khi có thể luyện chế ra cấp 6 thần đan, giá trị trong nháy mắt gấp bội. Nếu như chỉ là phổ thông ngắt lấy, cổ kiếm thanh xương sẽ không đi. Nơi này, vẫn luôn từ Diệp Đông Lưu phụ trách. Lần này, chủ nếu là bởi vì có một ít đến từ sát phách, đại lục phù vân, nhị lưu thế lực, phù vân đao phái, người. Vụng trộm tiềm tàng tại phụ cận, muốn kiếm một chén canh,
Đại lục phù vân người, tự nhiên không thuộc về Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, cũng không tính là trợ giúp, thế lực. Bọn họ đi tới, chủ yếu là đục nước béo cò, tại không phải Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung, thẳng khống khu vực, bên trong tìm vận may. Cái kia mấy cái sắp thành thục cấp 6 thảo mộc thần linh, cũng là con mồi của bọn họ. Vì thế, bọn họ còn đánh bại Thanh Hà Kiếm Phái người. Bởi vậy Thanh Hà Kiếm Phái trưởng giáo, hướng Thanh Hồn Điện thỉnh cầu trợ giúp. Bên kia an bài binh lực là đủ rồi, chủ yếu là Thanh Hà Kiếm Phái trưởng giáo bị đánh thương tổn. Cho nên, cần một hai cái đỉnh cấp cường giả tới, ngăn chặn đối phương phách lối khí diễm, cùng nhau thu thập. Trước mắt Đại Hà Dục bên kia Thanh Vân Thần Mộc ngắt lấy, đã chuẩn bị kết thúc. Cổ kiếm Thanh Sương bất đắc dĩ, để Diệp Đông Lưu, Diệp Bất Chi Thu cùng Giang Thanh Lưu trở về. Cha con bọn họ làm nửa ngày, đều không thành công cầm tới Thanh Hồn Tháp, còn để cổ kiếm Thanh Sương khiển trách một trầu. Không có cách nào. Bọn họ tạm thời thương định, đến làm tiếp một cái kỹ càng an bài. Tốt nhất các loại, Thiên Thần Kiếm Tông, viện quân đến, càng không có sơ hở nào. Trước lúc này, cổ kiếm Thanh Sương muốn đi trước, Thanh Hà Vực một chuyến. Hắn kỳ thật cũng được, lại điều động Giang Thanh Lưu cùng Diệp Bất Chi Thu đi. Nhưng tựa hồ, cổ kiếm Thanh Sương chính mình đối mấy cái kia cấp 6 thảo mộc thần linh so sánh cảm thấy hứng thú, muốn một mình cầm xuống, lúc này mới tự mình tiến về. Lần này, hắn thì mang theo một cái Diệp Đông Lưu. Những chi tiết này, đại đa số đều là từ Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh. Long Uyển Oánh bọn họ, nhận định đây là một cái cơ hội. Tại Lý Thiên Mệnh để cộng sinh thú tiến hóa thời điểm, bọn họ đã làm tốt kỹ càng mà kế hoạch chu toàn. Cổ kiếm Thanh Sương vừa định tốt hành trình, Lý Thiên Mệnh bọn họ sớm trong bóng tối xuất phát. Đây là mạo hiểm, kích thích nhất chiến. Thành công hay không vô cùng quan trọng. Thành thì đại nghiệp có hy vọng, thua thì thất bại trong gang tấc. Long Uyển Oánh, Dương Sách, Yến Nữ Hiệp cùng Giang Thanh Lưu, toàn bộ đều đi. Trong đó Giang Thanh Lưu sau cùng xuất phát. Mà Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, là theo chân Long Uyển Oánh bọn họ, tới trước đạt chỗ cần đến. Ca, khẩn trương sao? Trên đường, Vu Tử Thiên hàm răng phát run nói. Ta xem là ngươi khẩn trương A, Lý Thiên Mệnh nói. Đối trưởng dậy động thủ, đương nhiên khẩn trương A. Việc này phải đặt ở trước kia, ta liền tưởng tượng cũng không dám. Vu Tử Thiên líu lưỡi nói. Thời đại không đồng dạng, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Câu nói này thích hợp ngươi sư tôn, Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy a, lại nói, ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần thắng. Nghe bọn hắn, bọn họ nói tám thành, cái kia chính là tám thành. Lý Thiên Mệnh nói. Mặc kệ vấn đề này, hắn có phải hay không vị trí chủ đạo. Hắn đều tin tưởng Long Uyển Oánh phán đoán của bọn hắn. Tại, đánh bại cổ kiếm Thanh Sương, trong chuyện này, Lý Thiên Mệnh giúp không được gì. Cho nên hắn chỉ có thể hy vọng, Long Uyển Oánh bọn họ có thể thành công. Một khi không thành công, để cổ kiếm Thanh Sương trốn, hắn nhất định sẽ liên hợp Thiên Thần Kiếm Tông, đem chúng ta một nhóm người này, triệt để đuổi đi. Thậm chí đối sư tôn ta, tiếp tục hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Phù Tử Thiên cũng biết. Phương pháp kia tuy nhiên mạo hiểm, nhưng là một khi thành công, tuyệt đối có thể làm cho cả Thanh Vân Đại Lục, đều thoát thai hoán cốt. Đáng tiếc, trưởng giáo ngay từ đầu thì đa nghi, cẩn thận, trầm mặc, chẳng những không cùng chúng ta đồng đạo, còn muốn giết hại đồng môn. Nếu không phải là như thế, căn bản không cần đi cho tới hôm nay một bước này. Đến chỗ cần đến Thanh Hà Vực về sau, bọn họ bắt đầu bố trí bẫy dập. Ba ngày sau, liền chờ Diệp Đông Lưu. Đem cổ kiếm Thanh Sương dẫn mắc câu rồi. Thiên Mệnh, Diệp Đông Lưu bên kia, người sắp xếp xong xuôi sao? Long Uyển Oánh hỏi. Có thể, ta đem việc hắn muốn làm, đều kỹ càng nói cho hắn biết. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Long Uyển Oánh gật đầu. Nàng và Lý Thiên Mệnh nhìn nhau cười một tiếng. Yên tâm, sẽ thành công. Ừm. Đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy cái kia giả thiên tế Nhật Thanh Vân Thần Mộc, vô số nồng đậm thảo mộc thần linh mùi thơm. Đập vào mặt. Lại là ba ngày. Một trận đại hỗn chiến, tại Thanh Hà Vực tiến hành. Phù Vân Đao phái người, vạn vạn không nghĩ đến, Thanh Hồn Điện trưởng giáo Chí Tôn, vậy mà vì mấy cái này cấp 6 thảo mộc thần linh, tự mình xuất hiện. Hắn hiện thân về sau, không những ở vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đem những cái kia cấp 6 thảo mộc thần linh nắm bắt tới tay, càng là lạnh lùng giết lung tung một trận, đem Phù Vân Đao phái người, trực tiếp chém giết hơn phân nửa. Còn lại tàn binh chật vật mà chạy. Không hề nghi ngờ,
Cổ kiếm Thanh Xương mỗi lần xuất thủ mục đích, cũng là vì triệt để trấn nhiếp những thứ này, đục nước béo cỏ, ngoại tông người. Việc này truyền đi, những cái kia tới ăn cắp tu luyện giả, tâm lý đoán chừng đều sẽ ước lượng một số. Hiện tại Thanh Vân Đại Lục, thế nhưng là đứng mũi chịu sào chi địa. Đến đây ăn cắp, rất dễ dàng lọt vào hung ác đối đãi. Cổ kiếm Thanh Xương cầm đi cấp 6 thảo mộc thần linh, chỉ cấp Thanh Hà kiếm phái phân một cái. Thanh Hà kiếm phái cũng không thể nói được gì, muốn không phải hắn xuất mã, Thanh Hà kiếm phái một cái đều không đụng tới. Chúc mừng trưởng giáo, lấy được mấy cái này, vận ế ám linh quả, nếu là có thể luyện chế thành, ám linh đan, nói không chừng có thể trợ giúp ngươi đột phá trước mắt ràng buộc, nâng cao một bước. Diệp Đông Lưu cười nói, đi lên tăng lên cũng đừng nghĩ, số tuổi bắt đầu đến, chỉ cầu trong tương lai trăm năm, có thể tận khả năng ổn định tu vi, chống đỡ thanh hồn điện là có thể. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Lúc nói lời này, hắn biểu lộ có chút tiêu điều. Cổ kiếm đạo nhất chết, tăng lên áp lực của hắn. Trưởng giáo yên tâm, chỉ cần cầm tới thanh hồn tháp, 200-300 năm đỉnh phong, đều không là vấn đề. Diệp Đông Lưu nói. Vấn đề là, các ngươi còn không thành công. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Cái kia Giang Thanh Lưu quá phế đi, cả ngày thì tu luyện rụt lại, cha con chúng ta nhiều giống như dẫn dụ, hắn đều không mắc câu. Vì để tránh cho hắn sinh nghi, chúng ta không thể không tạm dừng a. Diệp Đông Lưu mặt toát mồ hôi nói. Lần này trở về, ta đến phối hợp các ngươi đi, không thể kéo dài được nữa. Cảm giác Thanh Vân Thần Mộc kết quả, lại đến bạo phát kỳ. Hiện tại Dương Sách tới, Thiên Thần Kiếm Tông cũng muốn gia tăng nhân thủ đối kháng Lý Vô Song, muốn là ta không mạnh hơn một chút, Thanh Hồn Điện càng khó lời nói có trọng lượng. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Trưởng giáo khổ cực. Giang Thanh Lưu thật sự là tông môn tội nhân. Diệp Đông Lưu mắng. Cổ kiếm Thanh Xương từ chối cho ý kiến, hắn trầm mặc một hồi, nói. Hồi thanh hồn kiếm phong đi. Nhằm vào Giang Thanh Lưu kế hoạch, thất bại hai lần, để hắn có chút vội vàng sao động. Vâng. Hai người bọn họ đơn độc trở về, thanh thế rất nhỏ. Dạng này hành động chỗ tốt là, không dễ dàng để Lý Vô Song để mắt tới. Cái này trật tự thiên tộc, nữ bá vương, còn tại Thanh Vân Thần Mộc ở trên giết người. Muốn là gióng trống khua chiêng, rất dễ dàng gặp nạn. Bây giờ mỗi một bước, đều tại đao kiếm đổ máu. Vừa xuất phát không bao lâu, Diệp Đông Lưu nhận được một cái truyền tin thạch. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến khó coi, tức miệng mắng to. Cái này cái gì thiên cung đệ tử, thật sự là vô sỉ đạo tặc. Còn có cái này Long Uyển Oánh, đường đường Bạch Long Hoàng, vậy mà như thế ức hiếp ta, phẩm cách thực sự quá bị ổi. Chuyện gì, cổ kiếm Thanh Xương hỏi. Trưởng giáo, ai, Dương Sách vừa đến, bọn họ cùng tiên nữ cung người, thế lực càng lớn, không đem chúng ta để vào mắt, không biết sao, chúng ta cũng đắc tội không nổi bọn họ. Chút tổn thất này, ta Đông Diệp tộc thì nuốt xuống đi, thì không cho trưởng giáo quan tâm. Diệp Đông Lưu lắc đầu giận dữ nói. Nói. Phát sinh cái gì? Cổ kiếm Thanh Xương dừng lại hỏi. Chính là, cái kia Lý Thiên Mệnh không phải lão theo ngươi muốn kim trúc quáng mạch sao? Đoạn hồn sơn cùng Thanh Ngọc Sơn Mạch, đều bị hắn quét sạch sành xanh. Ngươi không có lại đáp ứng cho hắn, hắn đã nhìn chằm chằm ta Đông Diệp tộc kim trúc quáng mạch. Không phải sao, ngay tại vừa mới, hắn cùng Long Uyển Oánh, xâm nhập ta Đông Diệp tộc tại Kim Lăng Sơn, Mỏ Quặng, còn phá vỡ chúng ta thủ hộ kết giới. Cái kia Bạch Long Hoàng đã thương ta không ít Đông Diệp tộc tộc nhân, trực tiếp cho cưỡng chiếm. Lại nói, ta đến bây giờ đều không nghĩ ra, bọn họ làm sao có thể nhanh chóng đem một cái mạch khoáng đảo rỗng. Phải chăng cùng hắn con thứ năm cộng sinh thú có quan hệ? Tất cả mỏ quặng tư nguyên, chẳng những có người đóng giữ, còn có thủ hộ kết giới. Không có cho phép, Lý Thiên Mệnh xác thực rất khó cưỡng ép cướp đoạt. Dù sao, đóng giữ người cũng không phải ăn chay. Đương nhiên. Lần này Diệp Đông Lưu nói lời, đều là nói dối. Kim Lăng Sơn, đã sớm để Ngân Trần ăn hết sạch. Kim Lăng Sơn, không liền tại phụ cận sao? Cổ kiếm Thanh Xương nhíu mày hỏi. Đúng vậy a, cho nên truyền tin thạch mới nhanh như vậy đến. Trưởng giáo, vẫn là nhận đi, một cái mạch khoáng mà thôi, đắc tội không nổi bọn họ. Diệp Đông Lưu ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Không được. Liền xem như thiên cung đệ tử cùng Bạch Long Hoàng, nơi nào có như vậy cường thủ hào đoạt đạo lý. Là cường đạo sao? Cổ kiếm Thanh Xương mặt như băng xương nói.
cái kia. Nếu là vừa xông vào, ta và ngươi đi qua, cùng bọn hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Cổ kiếm thanh xương nói. Trưởng giáo, thật sự là đa tạ. Bây giờ là thời buổi rối loạn, thanh vân thần mục việc quan hệ thanh hồn điện vạn năm đại kế, những thứ này cái gọi là trợ giúp người, lại như thế áp bách chúng ta, quá phận a. Hiên viên Long Tông đều loại kết cục này, Long Uyển Oánh còn không yên tĩnh, thật là. Diệp Đông Lưu u oán nói. Đừng nói nữa. Kim Lăng Sơn không xa. Cổ kiếm thanh xương cùng Diệp Đông Lưu, rất nhanh liền đến. Bọn họ quả nhiên phát hiện, nơi này cấp 5 trật tự kết giới, đã ở vào bị phá hư trạng thái, khắp nơi đều là đất khô cằn. Bất quá, cổ kiếm thanh xương không thấy được người. Đi đâu rồi? Đoán chừng ở phía dưới trong động mỏ, bị trói lại. Bọn họ rõ ràng không muốn để cho sự tình bại lộ, sợ là không nghĩ tới, ta Đông Diệp tộc người còn có thể phát ra truyền tin thạch, hiện tại thì sợ bọn họ vì mai danh ẩn tích mà giết người. Bọn họ theo hang động tiến vào cái này tĩnh mịch hầm mỏ. Càng là đến chỗ sâu, hoàn cảnh thì càng hắc ám, nhiệt độ thì càng cao. Khắp nơi đều là lòng đất dung nham. Bên này, hai người nghe được tiếng người, tiếp tục chui vào bên trong. Trong nháy mắt, bọn họ đã xâm nhập đến sâu trong lòng đất, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều bị tối tăm chìm ngập. Những cái kia thần khoáng cũng chôn giấu ở trong đất bùn, cần cọ rửa, mới có thể bày ra quang hoa. Ông, bọn họ theo một cái mạch khoáng bên trong chui đi ra thời điểm, sau lưng bùn đất vậy mà buông lỏng, nghe có quái vật khổng lồ đang di động. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên, nghe được cổ kiếm thanh xương sững sờ. Đây là cái gì, thôn giới thần đỉnh. Hắn ngốc đứng ở tại chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đã kinh biến đến mức cực kỳ hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Rất hiển nhiên, là bởi vì bọn hắn vọt vào thôn giới thần đỉnh, mà nắp đỉnh đã phong bế. Tựa như là, Phu Tử Thiên cũng tại cái này. Không đúng, bọn họ đây là bẫy dập. Diệp Đông Lưu đột nhiên kinh hồn nói. Bẫy dập. Cổ kiếm thanh xương ánh mắt lạnh lùng, khắp nơi liếc nhìn, não tử đang nhanh chóng chuyển động. Long Uyển Oánh không có gì đối phó lý do của ta, không thích hợp. Hắn vô cùng cảnh giác, cùng Diệp Đông Lưu dựa lưng vào nhau. Hít sâu một hơi, cổ kiếm thanh xương trầm giọng nói, Long Uyển Oánh, người đang chơi cái gì nhàm chán trò chơi. Ra đi. Chỉ là một cái Vô Tử Thiên khống chế thôn giới thần đỉnh, ngăn không được ta. Các ngươi thân phận cao thượng, đừng tìm ta loại này tiểu nhân vật không qua được, không có ý nghĩa. Kim trúc quáng mạch mà thôi, cũng không đáng được các ngươi dạng này tốn công tốn sức. Hắn sau khi nói xong, trong bóng tối, Long Uyển Oánh, Dương Sách cùng Yến Nữ Hiệp lần lượt hiện thân. Ba vị có chuyện gì sao? Diệp Đông Lưu hơi giận nói. Im miệng, không có người nói chuyện phần. Long Uyển Oánh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cùng cổ kiếm thanh xương đối mặt. Giải thích một chút, các ngươi đây là tại chơi gì vậy? Cổ kiếm thanh xương lãnh đạm nói. Hắn đã chuẩn bị xong binh khí cùng cộng sinh thú, còn có truyền tin thạch. Bất quá theo trên căn bản, hắn là không nghĩ ra. Hắn không cho rằng, giết mình, đối bọn hắn sẽ có chỗ tốt. Bọn họ tại Thanh Vân Đại Lục làm việc, vốn liền cần cổ kiếm thanh xương. Muốn giết các ngươi hai cái, Long Uyển Oánh thản nhiên nói. Vì cái gì? Cổ kiếm thanh xương không hiểu hỏi. Long Uyển Oánh, ngươi có bị bệnh không? Diệp Đông Lưu giận không nhịn nổi, chửi ầm lên. Không có bệnh a, ai để ngươi cổ kiếm thanh xương, lần lượt muốn mưu hại Giang Thanh Lưu đâu? Long Uyển Oánh cười lạnh nói. Ngươi! Cổ kiếm thanh xương nhất thời ngây người. Hắn quay đầu lại, cái này thôn giới thần đỉnh bên trong, xuất hiện người thứ sáu. Người kia một thân áo bào xanh, đứng tại cổ kiếm thanh xương sau lưng, chính là cầm lấy thanh hồn tháp Giang Thanh Lưu. Hắn nói, trưởng giáo, không có ý tứ, thanh hồn tháp ta không thể cho ngươi. Cổ kiếm thanh xương mặt, run một cái. Đây là tâm lý âm u mặt, bị nhìn thấu thời điểm, nội tâm gút mắc cùng né tránh. Thôn giới thần đỉnh, Phù Tử Thiên, Long Uyển Oánh. Bọn họ đều xuất hiện, như thế nào thiếu đi người trung gian Giang Thanh Lưu đâu. Mà Giang Thanh Lưu vậy mà biết, mình muốn hại hắn. Tiền căn hậu quả đều có. Diệp Thúc, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, Phù Tử Thiên không khống chế được thôn giới thần đỉnh. Cổ kiếm thanh xương liền nói ngay. Vâng, động thủ. Tại hắn hiệu lệnh dưới, Diệp Đông Lưu xuất ra một thanh kiếm. Cổ kiếm thanh xương vọt thẳng lấy Giang Thanh Lưu đánh tới.
Tại phía sau hắn, Diệp Đông Lưu khẽ cắn môi, một kiếm đâm về phía cổ kiếm Thanh Sương không có chút nào phòng bị phía sau lưng. Phốc phốc, một kiếm xuyên qua bụng dưới. Máu me đầm đìa. Cổ kiếm Thanh Sương sửng sốt một chút, ngốc trệ quay đầu, giống ngu ngốc một dạng nhìn lấy Diệp Đông Lưu. Ngươi, cái này, mới là hắn hôm nay, lớn nhất không nghĩ ra sự tình. Thật xin lỗi, trưởng giáo, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Diệp Đông Lưu rút kiếm bay ngược. Sau một khắc, Dương Sách, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp cùng Giang Thanh Lưu, bốn đại cao thủ, bỗng nhiên vây công. Mỗi người xuất thủ, đều là nhanh hung ác chuẩn. Bởi vì bọn hắn biết, cái này là không thể nào thất bại nhất chiến. Thôn giới thần đỉnh bên ngoài. Lão đại, tin tức tốt. Phu tử Thiên hưng phấn đối Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ ngay tại nắp đỉnh phụ cận, phu tử Thiên lấy tự thân, ít ỏi, lực lượng, đi phong bế thôn giới thần đỉnh. Ta đã biết. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng có chút khẩn trương. Thông qua ngân trần, Diệp Đông Lưu mỗi tiếng nói cử động, hắn đều rõ ràng. Là hắn để Diệp Đông Lưu tìm cơ hội trước đánh lén cổ kiếm Thanh Sương. Quả nhiên, tại cổ kiếm Thanh Sương sát cơ bại lộ, tâm tình một chút hỗn loạn thời điểm, hắn tín nhiệm nhất Diệp Đông Lưu, gần trong gang tấc cho giết hắn một kiếm, quả thật hữu hiệu. Một kiếm này, cổ kiếm Thanh Sương cho dù có thiên tinh luân chi thể, tối thiểu đều là trung độ thương thế. Cái này vừa khai chiến, lực chiến đấu của hắn thì giảm đi. Coi như cộng sinh thú không việc gì, đoán chừng chỉ có thể phát huy tám thành. Rầm rầm rầm, thôn giới thần đỉnh bên trong, chiến đấu đã bạo phát. Tăng thêm Diệp Đông Lưu, đây là 5-1. Khẩn trương, kích thích. Nổ thật to âm thanh, tiếng thú gào, tại cái này sâu trong lòng đất mỏ quảng bên trong bạo phát. Lần này chọn địa phương, so đại hà dục bên kia tốt hơn nhiều. Mỏ quặng những người khác sớm đã bị trống rỗng, thủ hộ kết giới cũng không có bị tránh thức phá hư, Diệp Bất Chi thu kỳ thật cũng tới. Hắn ở bên ngoài khôi phục thủ hộ kết giới, dẫn đến cái này nội bộ âm thanh, một chút cũng chuyển không đi ra. Càng mấu chốt là, đây là bọn họ Đông Diệp tộc thủ hộ kết giới. Tại Diệp Bất Chi thu trưởng khống dưới, coi như cổ kiếm Thanh Sương tạm thời thoát ly thôn giới thần đỉnh, hắn thời gian ngắn đều ra không được. Tất cả truyền tin thạch, đều sẽ bị ngăn cản. Kế hoạch này vừa ra, Long Uyển Oánh bọn họ đều cho rằng, khả năng thành công rất lớn. Bọn họ đều là lão giang hồ, không có đầy đủ tự tin, sẽ không cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Đoán chừng duy nhất chỗ khó, là Phệ Cốt nghĩ có thể thành công hay không. Lý Thiên Mệnh nói, không dám tưởng tượng. Phu tử Thiên líu lưỡi nói, người khác cảm khái, tốt nhất đừng để hắn rời đi thôn giới thần đỉnh, phía ngoài thủ hộ kết giới, chỉ là sau cùng bảo hiểm. Lý Thiên Mệnh nói, được rồi. Phu tử Thiên dùng hết toàn lực, phong bế thôn giới thần đỉnh. Rầm rầm rầm, hống hống hống. Bên trong chiếc thần đỉnh bộ, động tĩnh càng lúc càng lớn. Toàn bộ hầm mỏ đều tại mãnh liệt rung động, khắp nơi hang động đổ sụp, cự thạch rơi xuống. Loại này động tĩnh, càng là đúng lúc đem thôn giới thần đỉnh chôn ở lòng đất. Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên trốn ở thôn giới thần đỉnh trong khe hở, mới tránh cho bị sụp đổ hang động chôn. Oánh gì bọn họ địa phương chọn đến thật tốt ha, cái này hầm mỏ sụp đổ, đem chúng ta đều chôn. Trưởng giáo coi như xông ra đến, thời gian ngắn đều phải đào hang ra ngoài. Phu tử Thiên nói, bọn họ so sánh lạc quan. Có thể vừa dứt lời dưới, thôn giới thần đỉnh nắp đỉnh thì kịch liệt rung động. Nếu không phải đằng sau sụp đổ nham thạch đỉnh lấy, đoán chừng nắp đỉnh liền bị chấn khai. Trưởng giáo thật sự là mãnh liệt. Phu tử Thiên vội vàng dùng hết toàn lực, vận dụng toàn thân tinh luân nguyên lực, chết cắn răng chống đỡ. Ầm ầm, ầm ầm. Nội bộ va chạm, đều giống như đánh vào Vu Tử Thiên trên thân. Hắn đều sắp hộc máu. Lý Thiên Mệnh giúp không được gì, liền cùng Lam Hoang bọn họ cùng một chỗ, trực tiếp dùng nhục thân đỉnh tại cửa ra vào. Có đến vài lần nắp đỉnh sinh ra vết nứt. Nhưng, đoán chừng là bên trong trưởng bối xuất thủ, đem cổ kiếm Thanh Sương cùng hắn cộng sinh thú, cứ thế mà kéo trở về. Ông! Nội bộ nổ vang, vẫn còn tiếp tục. Bị ổi! Làm cổ kiếm Thanh Sương cái kia phẫn uất, không cam lòng giận mắng, từ bên trong truyền lúc đi ra. Lý Thiên Mệnh liền biết, chuyện này đại khái hết thảy đều kết thúc. Bất quá, hắn thật đúng là bội phục cổ kiếm Thanh Sương. Trọn vẹn nửa canh giờ, bên trong còn có động tĩnh. Điều này nói rõ năm người phong bế xuất thủ, còn không có triệt để đè lại hắn. Quả nhiên,
trường khống so chém giết khó khăn. Dù sao cổ kiếm thanh xương còn có cộng sinh thú. Muốn toàn bộ cầm xuống cũng không dễ dàng. Bọn họ đến bảo đảm, cổ kiếm thanh xương hoàn toàn không có lực phản kháng, mới có thể để cho ta đi vào. Ầm ầm. Hơn nửa canh giờ, trọn vẹn đem trọn cái Kim Lăng Sơn hầm mỏ, toàn bộ rung sụp vùi lấp. Từ bên ngoài trên không nhìn, có thể nhìn đến cái này một khối cương thổ trực tiếp lõm vào, thành một cái hố to. Nếu như không phải có thủ hộ kết giới che chắn ánh mắt, dạng này động tĩnh, đủ để hấp dẫn phương viên trăm dặm người. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm khái, những trưởng bối này chọn địa phương rất tốt. Vừa tốt lợi dụng Đông Diệp tộc tư nhân mỏ quảng cái ý tưởng này. Thôn giới thần đỉnh sinh ra vết nứt thời điểm, có mấy cái truyền tin thạch bay ra ngoài. Nhưng đều bị Ngân Trần tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cho chặn lại. Đều không bay đến thủ hộ kết giới. Một lúc lâu sau, sốt cục, hết thảy lắng lại. Thiên Mệnh, tiến đến. Long Uyển oánh thanh âm truyền đến. Thành công. Phu tử Thiên cùng Lý Thiên Mệnh, nhìn nhau cười một tiếng. Cấm xuống một cái hai lưu tông môn trưởng giáo, hai người đều có chút cảm xúc bành trướng. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, mang theo đại lượng Ngân Trần, bước vào thôn giới thần đỉnh. Thời khắc này thôn giới thần đỉnh nội bộ, đã phát sáng lên. Lý Thiên Mệnh thứ nhất mắt liền có thể nhìn đến thanh hồn tháp. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh liền nhìn đến. Một cái toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ người, bị trấn áp tại thanh hồn tháp phía dưới. Cùng lúc đó, trên người hắn còn quấn quanh lấy lít nha lít nhít màu đen dây nhỏ, đem hắn trói lại tốt mấy trọng. Rất hiển nhiên, đây là tới tự dương sách trật tự thần binh. Hiển nhiên, người này cũng là cổ kiếm thanh xương. Hắn còn đang giãy giụa, phát ra phẫn nộ, không dám gào thét. Một đôi nhuốm máu đôi mắt, nhìn chòng chọc vào mọi người. Vì có thể triệt để khống chế hắn, xuất thủ năm một trưởng bối, trên thân đều hơi nhỏ thương tổn. Nhất là Diệp Đông Lưu. Hắn đại khái chịu một kiếm, bụng còn đang chảy máu, tránh qua một bên than thở. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Lý Thiên Mệnh đi tới cổ kiếm thanh xương bên người. Long Uyển oánh gấp liên tiếp hắn, nói. Kế tiếp còn là phải cẩn thận một chút, hắn so trong tưởng tượng mãnh liệt nhiều. Được. Long Uyển oánh bọn họ không có giết cổ kiếm thanh xương, lại đem cầm tù về sau, Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Cái này rõ ràng nói rõ, thiếu niên này là bọn họ hôm nay hành động quan trọng. Trưởng giáo, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, hôm nay, chúng ta có rất nhiều thời gian, ta sẽ vì ngươi, từng cái giải hoặc. Lý Thiên Mệnh đứng tại trước mắt hắn nói. Cổ kiếm thanh xương lại giãy giụa trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cười. Đây là một loại đau thương nụ cười âm lãnh. Hắn nói ra, được thôi, đi thẳng vào vấn đề, ta đến bây giờ đều là mộng, Giang Thanh Lưu vì cái gì biết, ta muốn giết hắn cầm thanh hồn tháp, các ngươi lại như thế nào làm cho Diệp Đông Lưu vì ngươi bán mạng. Ta quá muốn biết đáp án. Trưởng giáo, đáp án ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh trong tay, xuất hiện một cái tiểu ngân chứng. Cái này tiểu ngân chứng kèn kẹt biến hóa, biến thành 10 cái kim loại con rán. Ngay sau đó, cái này kim loại con rán tại cổ kiếm thanh xương trong mắt, hóa thành vô hình. Tương đương hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy không, nó biến mất tại trước mắt của ngươi, lại chân thực tồn tại. Theo ta đến thanh hồn kiếm phong một khắc kia trở đi, nó thì trải rộng toàn bộ thanh hồn kiếm phong. Ngươi cùng Thạch Nham, Diệp Đông Lưu nói mỗi một chữ, đều tiến vào lỗ tai của ta. Ây! Cổ kiếm thanh xương đồng tử phóng đại, triệt để đuổi kịp. Mỗi một chữ. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lấy không thể tưởng tượng rung động ánh mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh thiếu niên này. Kim loại khoáng mạch, cũng là nó ăn, nó còn có thể bởi vậy gia tăng phân thân. Cổ kiếm thanh xương thanh âm khàn khàn hỏi. Đúng thế, đây chính là ta cấp thiết nghĩ muốn mỏ quãng nguyên nhân. Ta cộng sinh thú, cần càng nhiều tử thể, đi xâm lấn Vân Thượng Tiên Cung. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiển nhiên, cổ kiếm thanh xương rất thông minh, một chút liền nghĩ đến quan trọng. Cái kia, Diệp Đông Lưu đâu? Cổ kiếm thanh xương vẫn là không nghĩ ra. Hắn vì sao hàng phục đến như thế triệt để? Cái này muốn nói lên, trưởng giáo ban cho ta lục tinh vũ trụ thần nguyên, cốt hải ngân tinh. Lý Thiên Mệnh trong tay 10 cái con rán hiện thân, biến thành hàng vạn con kim loại phệ cốt nghĩ. Lít nha lít nhít, tại trên tay hắn bỏ qua bỏ lại. Nó gọi phệ cốt nghĩ, có thể ký sinh tại xương cốt của ngươi bên trong, để ngươi đời này, chỉ có thể nghe ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ kiếm thanh xương triệt để phủ.
Lý Thiên Mệnh cụ thể cùng hắn giảng một chút phệ cốt nghĩ công hiệu. Cho nên, vẻn vẹn bởi vì ta muốn giết Giang Thanh Lưu, ngươi liền muốn trưởng khống ta. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cổ kiếm thanh xương thanh âm bi thương nói. Không chỉ là bởi vì hắn, càng bởi vì ngươi cùng ta đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đã như vậy, ta chỉ có thể cưỡng ép để ngươi ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, để ngươi đồng ý ta. Toàn bộ quá trình, ngươi không có bất luận cái gì tổn thất, ta cũng không là hiểm ác phóng túng ngươi. Ta không có ngươi như vậy cố chấp, ta có thể cho lực lượng càng tập trung, từ đó để Thanh Vân Đại Lục có thoát thai hoán cốt cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói, như thế nào thoát thai hoán cốt? Cổ kiếm thanh xương cắn răng hỏi. Khống chế ngươi, để ngươi mở ra toàn bộ thanh hồn điện mỏ quặng cho ta dùng, gia tăng nó số lượng, xâm lấn Vân Thượng Tiên Cung, trưởng khống Vân Thiên Khuyết Hành Tung, dùng hôm nay đồng dạng biện pháp đối phó hắn. Làm ngươi cùng hắn, đều nghe lời của ta, hai cái tông môn trong bóng tối liên hợp, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục bện thành một sợi dây thừng, thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Thậm chí, không lại bị người khác nắm mũi dẫn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ kiếm thanh xương cười to. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bội phục. Cổ kiếm thanh xương nói ra hai cái, Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới chữ. Bội phục cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu lông mày hỏi. Hắn có dự cảm, cổ kiếm thanh xương nói mát. Quả nhiên, cái kia nhuốm máu bộ mặt, toát ra mỉa mai chi thần tình, nói, chỉ là một chiêu điêu trùng tiểu kỹ, trưởng khống tính mạng của bọn ta, liền muốn để cho chúng ta nghe ngươi hiệu lệnh, làm cho cả thanh hồn điện trở thành ngươi vật trong bàn tay. Nếu thật dễ dàng như vậy, những cái kia nhất lưu thế lực cường giả, tùy tiện, đều có thể cầm xuống thanh hồn điện, đến phiên ngươi phía trên. Phương thức khác biệt thôi, bọn họ không có phệ cốt nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói, nhưng bọn hắn cũng tương tự có, làm cho ta sống không bằng chết thủ đoạn. Cổ kiếm thanh xương cắn răng nói, không giống nhau, ta còn có thể tùy thời nghe lén lời nói của ngươi. Coi như ngươi phản kháng, lựa chọn tử vong, so sánh tới nói, ta chỉ bất quá mất đi một con cờ, mà ngươi mất đi là sinh mệnh. Ngươi chết, thanh hồn điện tự nhiên sẽ có mới người tới làm chủ, người kia có lẽ so ngươi càng tốt hơn khống chế. Lý Thiên Mệnh nói, phệ cốt nghĩ loại này trưởng khống thủ đoạn, so linh tâm chú còn cao minh hơn địa phương, ngay tại ở nơi này. Một khi phệ cốt nghĩ nhập thể, cổ kiếm thanh xương tránh tại chân trời góc biển, hắn đều không có bí mật. Hắn muốn làm bất luận cái gì đối Lý Thiên Mệnh chuyện bất lợi, trong khoảnh khắc, liền có thể chết bất đắc kỳ tử. Nói thật cho ngươi biết đi, chứ ngươi ở ngoài, thanh hồn điện cơ hồ tất cả cao tầng, đều đứng ở ta nơi này bên. Ngươi là cái cuối cùng. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Câu nói này, để cổ kiếm thanh xương tránh thức lâm vào trình độ nhất định trong tuyệt vọng. Hắn bắt đầu ý thức được, Lý Thiên Mệnh nói không sai. Những người khác có lẽ cũng có thể trưởng khống hắn, nhưng là tuyệt đối làm không được, thay xà đổi cột, làm được triệt để như vậy. Ngân Trần, để Lý Thiên Mệnh theo một tên tiểu bối, dựa vào Long Uyển Oánh hỗ trợ của bọn hắn, trực tiếp thành vì để cho bọn họ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ngươi nói, muốn dùng đồng dạng biện pháp đối phó Vân Thiên Khuyết. Cổ kiếm thanh xương ánh mắt âm trầm. Đúng, theo người đứng bên cạnh hắn tới tay, một chút xíu mở ra lỗ hổng. Ta cái này cộng sinh thú tử thể, đã có một bộ phận tiến vào Vân Thượng Tiên Cung, tìm cơ hội. Chỉ cần ta làm rõ, nhân vật của bọn họ quan hệ, cho dù là theo tiểu nhân vật bắt đầu, luôn có tiếp xúc đến Vân Thiên Khuyết ngày nào đó. Bởi vậy, thanh hồn điện kim loại khoáng mạch, đối với ta cực kỳ trọng yếu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ha ha! Cổ kiếm thanh xương sau khi nghe xong, bỗng nhiên làm càn cười to, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Ngươi mục tiêu cuối cùng nhất, là thông qua hai cái trưởng môn, trưởng khống Thanh Vân Đại Lục, có thể ta làm sao biết, đến cùng là ngươi tại trưởng khống, vẫn là Long Uyển Oánh. Lại hoặc là Hiên Viên Long Tông. Ngươi bất quá là một giới mồm còn hôi sữa, ngươi có thể có cái gì bá lực, đi quyết định Thanh Vân Đại Lục vận mệnh. Nếu như ngươi làm hư, ngươi có thể biết có bao nhiêu người, lại bởi vì ngươi ấu trí, cả gan làm loạn mà bị chết. Cổ kiếm thanh xương sắc mặt nóng nảy, liền hỏi ba câu. Trưởng giáo, ngươi những vấn đề này, thời gian sẽ cho ngươi đáp án. Ngươi chỉ cần từ từ xem là được, Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, các ngươi đây là cướp bóc, là cường đạo. Thanh Vân Đại Lục sự tình, cùng các ngươi những người ngoài này có quan hệ gì? Cổ kiếm thanh xương nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng giáo, tối thiểu ta không là người ngoài,
ta cũng muốn để Thanh Vân Đại Lục cùng Thanh Hồn Điện càng tốt hơn, ta càng vô pháp tiếp nhận, các ngươi muốn chém đứt Thanh Vân Thần Mộc quyết định này. Giang Thanh Lưu đứng dậy nói. Ngươi cấu kết ngoại nhân, bán tổ cầu vinh, còn có tư cách tại cái này nói là Thanh Hồn Điện được chứ? Cổ Kiếm Thanh Sương châm chọc nói. Trưởng giáo, ngươi bây giờ lòng mang ác ý, chỉ là ngươi không hiểu rõ bọn họ, không hiểu rõ thiên mệnh. Thiên mệnh nói không sai, ngươi từ từ xem đi, trường tranh đấu này, kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, ai mới là người được lợi, thời gian sẽ cho ngươi đáp án. Giang Thanh Lưu nói, cường đạo, cũng là cường đạo. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh nguyện cảnh như thế nào. Làm cổ kiếm thị tộc vương, làm Thanh Hồn Điện trưởng giáo, hắn khẳng định là không nguyện ý bị người trưởng khống, làm người bán mạng, đem Thanh Hồn Điện vận mệnh, giao phó cho ngoại nhân đến trưởng khống. Huống chi, Lý Thiên Mệnh còn phải tùy thời nắm bắt mệnh của hắn. Long Uyển Oánh, các ngươi tùy ý một đứa bé đến hổ nháo, nếu như Thanh Vân gặp đại nạn, các ngươi tại chỗ mỗi người, đều là lịch sử tội nhân. Cổ kiếm Thanh Sương gầm thét lên. Chém đứt Thanh Vân Thần Mộc, mới là tòa này lục địa đại nạn. Giang Thanh Lưu nói. Nói đến nơi đây, đã chứng minh muốn thuyết phục cổ kiếm Thanh Sương, cái kia là không thể nào. Chân chính có hiệu, sẽ còn là vệ cốt nghĩ. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh thì không nói thêm lời. Dương Sách cùng Long Uyển Oánh bọn họ cùng một chỗ, giúp đỡ triệt để khống ở cổ kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh trọn vẹn mang theo 100.000 ngân trần tiến đến. Vừa rồi muốn thuyết phục cổ kiếm Thanh Sương, chỉ cần là muốn tiết kiệm một chút ngân trần thân thể. Tránh khỏi cổ kiếm Thanh Sương phản kháng, hủy đi quá đa phần thân. Bây giờ nhìn, mong muốn đơn phương mà thôi. Chỉ có thể cứng rắn. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, cả gan làm loạn, ắt gặp lịch sử khiển trách. Các ngươi đem hại chết ức vạn sinh dân, các ngươi là Thanh Vân tội nhân, nhất là ngươi Giang Thanh Lưu. Cổ kiếm Thanh Sương giãy giụa, gào thét, giận mắng. Ánh mắt đỏ thẫm. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lãnh đạm, dùng Đông Hoàng kiếm cắt hắn phần lưng, trực tiếp đem biến hóa thành vệ cốt nghĩ ngân trần, hất tới phía trên. Trong lúc nhất thời, vệ cốt nghĩ theo cốt cách lỗ hổng, điên cuồng tràn vào, cắn xé, xâm lấn lấy cổ kiếm Thanh Sương thân thể. A! À, cổ kiếm Thanh Sương phát ra từng đợt rú thảm. Hai đại trật tự thần binh trấn áp trọng thương hắn, còn cần Long Uyển Oánh bọn họ động thủ mới có thể ổn định. Ngay cả như vậy, ngân trần thân thể còn tại đại lượng diệt vong. Cái này tử vong tỷ lệ so trưởng khống Diệp Bất Chi thu thời điểm lớn hơn. Lý Thiên Mệnh vô cùng thịt đau. Đây là ngân trần hủy diệt nhiều nhất một lần. Có thể vừa nghĩ tới, cầm xuống cổ kiếm Thanh Sương về sau, nửa cái Thanh Vân Đại Lục kim loại khoáng mạch đều có, trong lòng cũng thì thư thản. Nhất định muốn thành công. Xông lên a. Đối vệ cốt nghĩ tới nói, đây là một trận pháo hôi chiến tranh. 10.000 vệ cốt nghĩ xông đi vào, rất có thể trong nháy mắt liền bị cổ kiếm Thanh Sương tinh luân nguyên lực nghiền ép vỡ nát, toàn bộ diệt vong. Ngẫu nhiên có thể có mười mấy con thành công chui vào, cái kia cũng không tệ. Cổ kiếm Thanh Sương một bên rú thảm, một bên giận mắng. Chủ yếu vẫn là nhằm vào Lý Thiên Mệnh cùng Giang Thanh Lưu. Thời gian trôi qua, toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, tiếp nhận rất lớn áp lực. Ngân trần thân thể, đại lượng chôn vùi. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này nhất định phải thành công. Rầm rầm rầm. Nguyên bản dự tính nửa canh giờ, trọn vẹn hao cả ngày, mới cuối cùng đem 1.000.000 phệ cốt nghĩ, toàn bộ vào ở cổ kiếm Thanh Sương xương cốt, để hắn toàn thân cao thấp, đều tại Lý Thiên Mệnh trong khống chế. Trong quá trình này, bị cổ kiếm Thanh Sương diệt vong rơi phệ cốt nghĩ số lượng, đạt đến 1 tỷ. Nói cách khác, có 100.000 tiểu ngân chứng tổn thất hết. Trước kia dựa vào Đông Diệp tộc tư nhân mỏ quặng, tính cả hóa thân vô hình con rán ngân trần, nó cá thể số lượng, nguyên bản đều nhanh 300.000. Lần này tổn thất 100.000, cơ bản tiêu hao 1/3. Bất quá, một khi thành công, thì có toàn hy vọng mới. Ha ha! Kết thúc về sau, cổ kiếm Thanh Sương còn tại cười. Tự cho là thành công a, cứ như vậy liền có thể thao túng ta, muốn làm gì thì làm. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Thử một chút. Hắn đã thích ăn cứng rắn, Lý Thiên Mệnh thì cho hắn tới một lần hung ác. Cái này có thể so sánh Diệp Bất Chi thu lần kia muốn đau nhiều. Cổ kiếm Thanh Sương trực tiếp ngã lăn xuống đất phía trên, trực tiếp run rẩy co rút, liền tiếng kêu thảm thiết âm đều không phát ra được. Sau khi kết thúc, ta chết đi, các ngươi thì thất bại trong gang tấc. Cổ kiếm Thanh Sương hơi thở mong manh nói. Không có việc gì,
cái chết của ngươi, vừa vặn vô lại cho Lý Vô Song, tiếp xuống Thanh Hồn Điện, từ Diệp Đông Lưu cùng Mộ Hoa bà hai cái uy vọng nhân sĩ tạm thời trưởng khống, đến đỡ bồi dưỡng ngươi nhi tử, Cổ Kiếm Huyền Duyên, làm mới tông chủ, chúng ta cầm xuống ngươi nhi tử, cũng có thể tạo được một dạng hiệu quả. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi đối nhi tử ta ra tay. Cổ Kiếm Thanh Xương gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tạm thời không có, không có cái kia tất yếu, ta cũng không hy vọng đến một bước này. Lý Thiên Mệnh nói, nhóc con, ngươi thật là ác độc. Cổ Kiếm Thanh Xương sầu thảm nói, thì ra tận, để ngươi nhi tử chống lên. Cổ Kiếm Thanh Xương nghe nói như thế, tâm đều tại run rẩy. Trưởng giáo, ngươi đừng lại nhảy đi, ta chính là kéo ngươi nhập bọn mà thôi, nếu như thời cơ phù hợp, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngươi liền có thể khôi phục tự do, bình thường ngươi nghe lời một số, tận lực phối hợp chúng ta là được rồi. Ngươi nhìn Diệp Đông Lưu bọn họ còn không phải cùng dạng tư nhuận, một chút đánh giắm đều không có. Nói cho cùng, chỉ cần chúng ta đứng tại trên một cái thuyền, lông sự tình đều không có. Ta cũng không phải biến thái, giày vò ngươi làm gì vậy? Ngươi nếu là không trông mà thèm Thanh Hồn Tháp, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đi đến một bước này, minh bạch. Lý Thiên Mệnh rất là dứt khoát nói. Trưởng giáo, ngươi liền tin ta một lần, từ khi trưởng khống ta bắt đầu, hắn cũng không có khó xử cha con chúng ta. Diệp Đông Lưu phía trên tới dỗ dành nói. Cút! Cổ Kiếm Thanh Xương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn không thể không dùng mới ánh mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, ta bị ép nhập bọn. Về sau mặc kệ ngươi làm sao hổ nháo, ta đều phải vì ngươi bán mạng. Hắn nói, bán mạng không thể nói, khác thượng cương thượng tuyến, trước mắt duy nhất phải những chuyện ngươi làm, cũng là mở ra kim loại loại hình mỏ quặng cho ta, dù sao ngoại trừ kim loại khoáng mạch, ngươi còn có rất nhiều còn lại loại hình mỏ quặng, không ảnh hưởng Thanh Hồn Điện đoán tạo binh khí, còn có cũng là tẩy kiếm chỉ ta muốn tùy tiện vào. Lý Thiên Mệnh nói, tốt a. Tuy nhiên tâm lý không cam tâm, có thể Cổ Kiếm Thanh Xương. Hay là thần phục? Tối thiểu tạm thời thần phục. Hắn tiếp nhận sự thật này. Toàn thân vệ cốt nghĩ, nhắc nhở lấy hắn, mệnh của hắn, hắn Thanh Hồn Điện, bao quát con của hắn, hắn Cổ Kiếm Thị, đều có thể từ đầu đến đuôi, bị người khác nắm ở trong tay. Duy nhất một chút coi như trấn an, chính là hắn phát hiện, những chuyện này đúng là từ Lý Thiên Mệnh chủ đạo, mà không phải Hiên Viên Long Tông. Trưởng giáo, hoan nghênh vào cuộc, về nhà đi, Lý Thiên Mệnh nói. Thanh Hồn Điện, không phải nhà của ta. Cổ Kiếm Thanh Xương ngửa đầu phiền muộn nói. Là ta Huyên Tân đoạt chủ, bất quá không có việc gì, ta là tới giúp ngươi kiến thiết gia hương. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tốt một cái kiến thiết gia hương. Cổ Kiếm Thanh Xương sắp hộc máu. Sau 5 ngày, Lý Thiên Mệnh thành công đem ngân trần thân thể, đặt ở nửa tòa Thanh Vân Đại Lục kim loại khoáng mạch bên trong. Cổ Kiếm Thanh Xương rút về tất cả kim loại khoáng mạch đóng giữ nhân viên. Tạm dừng khai thác, để bọn hắn chuyển đi ngắt lấy thảo mộc thần linh. Cử động lần này tự nhiên không ai phản đối. Ngân Trần sướng rồi. Thông qua sơ bộ trinh sát, nó nói cho Lý Thiên Mệnh, những thứ này Thanh Hồn Điện mỏ quặng, làm cho nó số lượng, trọn vẹn đến 2 triệu. Đây là một con số kinh khủng. Này bằng với, 20 triệu, vô hình kim loại con rán, vẫn là 20 tỷ phệ cốt nghĩ. Coi như phân tán ra ngoài 1 triệu. Lưu lại một triệu tại cộng sinh không gian, ngân trần tại chiến đấu lực phương diện, đồng dạng sẽ có trình độ nhất định tăng vọt. Đương nhiên, muốn nuốt vào những thứ này mỏ quặng, cần thời gian. Dù sao, bàn tử không phải từng miếng một mà ăn thành. Tại những thứ này tối tăm mỏ quặng chỗ sâu, từng cái ngân sắc châu chấu, chính gặm cắn kim loại, ăn như gió cuốn. Cái gì thanh cương nham, vẫn thiết huyền kim, bảy màu kim liên các loại nắm giữ trật tự thần văn thần khoáng. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Nó một bên ăn một bên phân liệt, một phân thành hai, hai phân thành bốn, càng ngày càng nhiều. Mới tăng thân thể, đều lấy kim loại châu chấu trạng thái, hình thành kim loại trùng chiều, có bay trở về Thanh Hồn Kiếm Phong, có thì tản ra, bay đến Thanh Vân Đại Lục bất kỳ ngóc ngách nào, về sau chia ra làm 10, hóa thành kim loại con rán, hóa thành vô hình, lặng yên ẩn tàng, giam khống toàn bộ thế giới động tĩnh. Trong đó có rất lớn một bộ phận. Chấn động thật mỏng kim loại hai cánh, bay lên đám mây, tìm được cái kia Vân Thượng Tiên Cung. Trước mắt Vân Thượng Tiên Cung thủ hộ kết giới, mở ra đến cũng không nhiều. Dù sao, cái này cần tiêu hao lực lượng, Ngân Trần mới lấy vụng trộm giấu vào đi. Bây giờ Vân Thượng Tiên Cung nội bộ Ngân Trần số lượng, chỉ có 30.000, hóa thành 300.000 vô hình con rán,
chỉ có thể giám sát phạm vi nhỏ khu vực, không có thể vào xâm Vân Thượng Tiên Cung hạch tâm vị trí. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chính mình dự tính, nửa tháng sau, trong này, vô hình con rán có thể đạt tới 2 triệu. Cũng chính là 200.000 ngân trần. Như thế, mới miễn cưỡng có thể đem Vân Thượng Tiên Cung tình báo, đại bộ phận trưởng khống tại trên tay mình. Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa cùng Vân Thiên Khuyết bọn người, sớm muộn ở trước mặt mình, cùng Cổ Kiếm Thanh Xương bọn họ một dạng, hoàn toàn không có bí mật. Sâu nhỏ thật sự là biến thái a. Nửa đời trong không gian, Tiên Tiên líu lưỡi nói. Một cái cộng sinh thú, trưởng khống một tòa đại lục tình báo, để Lý Thiên Mệnh ánh mắt cùng lỗ tai, treo ở mỗi người trên đầu. Đây không phải một loại chiến đấu lực, lại làm cho Lý Thiên Mệnh, trở thành thượng thần bên trong thần. Còn chưa đủ, chờ nó ăn vào 2 triệu, triệt để phân tán, mới có thể không bỏ qua Thanh Vân Đại Lục bất kỳ một cái nào chi tiết. Một cái chỉ có tinh tướng thần cảnh thiếu niên, lại dựa vào cộng sinh thú, thống ngự nửa tòa đại lục, không rõ chân tướng người, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh cùng Cổ Kiếm Thanh Xương nói qua rất nhiều lần chính mình tư tưởng. Hắn tự nhận là, mình đã có thể thuyết phục hắn. Có thể Cổ Kiếm Thanh Xương tâm lý cụ thể nghĩ như thế nào, Phệ Cốt nghĩ cũng không biết. Theo mặt ngoài nhìn, hắn đàng hoàng lại khuất phục. Tối thiểu nhất, ta bước kế tiếp kế hoạch, là giải quyết Vân Thiên Khuyết, người đây cũng ý kiến a. Lý Thiên Mệnh nói. Không ý kiến, bất quá ta nhắc nhở ngươi, Vân Thượng Tiên Cung có hai đại thị tộc, phân biệt Thiên Vân tộc cùng Minh Lộc tộc, trong đó cùng loại, Lục Kiếm Quân Tử, ngũ phẩm thân phận, hết thảy có 7 cái. Muốn để Vân Thượng Tiên Cung triệt để nghe lời, người quang cầm xuống Vân Thiên Khuyết có phong hiểm, nhất định phải 7 người, toàn bộ xa lưới. Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Ta biết, ta đã ở bên kia, chỉnh lý 7 người này nhân vật quan hệ cùng lẫn nhau ở giữa dính líu. Trưởng giáo, ta cần ngươi cho ta kỹ lưỡng hơn, trực tiếp tình báo, ta muốn 7 người này, kiếp trước kiếp này. Lý Thiên Mệnh nói. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta 2 ngày này thì cho ngươi thu thập, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn làm sao làm. Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Hắn thái độ đồng dạng, nhưng chỉ cần nguyện ý phối hợp, Lý Thiên Mệnh cũng lười ý. Lần nói chuyện này, Dương Sách, Long Uyển Oánh bọn họ đều tại. Thiên Mệnh, trước mắt có phát hiện gì sao? Long Uyển Oánh hỏi. Dù sao Vân Thượng Tiên Cung ngân trần số lượng, tuy nhiên so ra kém Thanh Hồn Kiếm Phong, nhưng cũng có kích thước nhất định. Lý Hạo Thần bọn họ đều còn tại cái kia, còn Lý Vô Song chỗ chờ đợi trợ thủ, tạm thời còn không có xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta muốn đối Lý Hạo Thần động thủ sao? Tỷ như, đem hắn cũng nắm trong tay. Yến Nữ Hiệp hỏi. Không được, Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn là đế tôn nhi tử, đế tôn thật đáng sợ. Chúng ta những thứ này, tiểu đà tiểu nháo, nếu là lấy tới người nhà của hắn đi, một khi bị nhìn thấu, đại họa lâm đầu. Nói cũng phải. Long Uyển Oánh tuy nhiên rất muốn cho Lý Vô Song gặp nạn, có thể nàng càng rõ ràng, Lý Vô Song tại đây chính là hồ nháo. Thanh Vân Đại Lục hết thảy, đối với Vạn Tông cùng Trật Tự Thiên Tộc, cũng là tiểu đà tiểu nháo. Một khi làm lớn, ai cũng cho hết chứng. Ta còn có một cái phát hiện, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì, mọi người hỏi. Trưởng giáo, Lý Thiên Mệnh hỏi Cổ Kiếm Thanh Xương, Vân Thượng Tiên Cung đệ nhị cường giả, tên gọi, Lộc Duyên Cơ. Nàng là Vân Thượng Tổ Tiên thứ hai đại tộc, Minh Lộc tộc, tộc vương, cũng là Vân Thiên Khuyết duy nhất thê tử thật sao? Nghe nói bọn họ rất ân ái, là Thanh Vân Đại Lục có tên thần tiên quyến lữ. Là, Lộc Duyên Cơ thực lực không tệ, Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Hắn không khỏi không cảm khái, ngân trần cái này nghe trộm năng lực, cường đến đáng sợ. Bị trưởng khống về sau, hắn mới ý thức tới, nguyên lai hiện tại Thanh Hồn Kiếm Phong, khắp nơi đều là những thứ này kim loại côn trùng. Có thậm chí đều không ẩn thân, nghênh ngang. Rất nhiều đệ tử rất ngạc nhiên đây rốt cuộc là thứ đồ gì, thậm chí mang về nhà cho tiểu hài tử đi chơi. Ai có thể nghĩ tới, thứ này lại là Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, là ánh mắt của hắn. Vân Thượng Tiên Cung, đồng dạng là loại tình huống này. Loại kim loại này côn trùng, một khi xâm lấn, trải rộng tất cả ngõ ngách. Làm nó chừng lấy màu đen đốm nhỏ ánh mắt, nhìn lấy mọi người thời điểm, mọi người căn bản không biết đáng sợ. Ngược lại hiếu kỳ cầm trên tay vuốt vuốt. Ai có thể nghĩ tới, cái này thậm chí không là mẫu hoàng cộng sinh thú tử thể. Mà chính là, tất cả kim loại côn trùng, tụ hợp lại, mới là một cái sinh mệnh thể. Quả thực là thần thích. Vạn giới vĩnh sinh thú tồn tại,
đã vượt ra lý thiên mệnh, đối, sinh mệnh, một từ sức tưởng tượng. Thiên mệnh, Lộc Xuyên cơ thế nào? Long Uyển Oánh hiếu kỳ hỏi. Cái kia, Ngân Trần cho ta nói. Lý thiên mệnh có chút xấu hổ, không có tiếp tục nói đi xuống. Nói. Mọi người ngược lại càng hiếu kỳ. Nó nói cái này Lộc Xuyên cơ, đang cùng mấy cái trẻ tuổi nam đệ tử, làm loại chuyện đó. Làm còn về sau, liền đem người đều giết, thi thể đều diệt sạch sẽ. Loại sự tình này, Ngân Trần nhìn qua nàng làm qua mấy lần, chỉ cần Vân Thiên Khuyết không tại, nàng đã nhìn chằm chằm một chút tuổi trẻ tuấn mỹ tiểu thiếu niên. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng nói. Tại chỗ đều là trung niên nhân, số tuổi cùng Lộc Xuyên cơ không sai biệt lắm. Bọn họ tự nhiên biết, Lý Thiên Mệnh nói là cái gì. Ăn vụng, trộm hết diệt khẩu, một pháo một cái mạng. Yến nữ hiệp nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há đến to lớn. Cái này đám tỷ tỷ sẽ chơi à? Long Uyển Oánh im lặng nói. Cái này thật đúng là một pháo một cái mạng, gọn gàng, không lưu tình một chút nào, cũng sẽ không có bất cứ dấu vết gì. Lấy thân phận của nàng cùng thủ đoạn, mang đi mấy cái nam đệ tử, căn bản sẽ không có người phát giác. Nhưng, lại chạy không khỏi Ngân Trần sắc bén hai mắt. Há, cái kia Vân Thiên Khuyết trên đỉnh đầu cái mũ, có không ít. Cổ kiếm thanh xương bỗng nhiên cười. Nhập bọn về sau, tâm tình của hắn, lần thứ nhất thư thản lên. Hắn đứng dậy, đi ra bên ngoài, khống chế không nổi chính mình, cất tiếng cười to. Lý Thiên Mệnh, muốn không có người cái này cộng sinh thú, Vân Thiên Khuyết sợ là cả một đời cũng không biết, chính mình xanh mơn mởn một mảnh. Cổ kiếm thanh xương vui vẻ nói. Trưởng giáo, người cao hứng liền tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đương nhiên cao hứng a. Vân Thiên Khuyết là hắn cả đời địch nhân vốn có. Hắn lần trước chiến bại, chịu đủ khuất nhục, tâm lý đã nhận lấy áp lực vô tận. Vân Thiên Khuyết nhục nhã, để hắn cả một đời đều khó mà ngẩng đầu. Làm Thanh Vân Đại Lục người, hắn tự nhiên biết, Vân Thượng Thiên Cung Thiên Vân tộc cùng Minh Lộc tộc ở giữa, vì duy trì quan hệ, thường xuyên quan hệ thông gia. Trong đó, hai vị tộc vương kết hợp, càng là Vân Thượng Thiên Cung nội bộ vững chắc cam đoan, cho nên trận này hôn nhân, được xưng là ông trời tác hợp cho. Vân Thượng Thiên Cung người, đều thổi mấy trăm năm. Cái kia Lộc Xuyên cơ, chẳng những là Vân Thượng Thiên Cung đệ nhị cường giả, vẫn là Thanh Vân Đại Lục đệ tam cường giả. Người đến Thanh Vân Đại Lục thời gian ngắn như vậy, thì nhìn qua mấy lần, cái này hơn ngàn năm, Vân Thiên Khuyết cái mũ, chẳng phải là mấy vạn đỉnh. Cổ kiếm thanh xương quay đầu cười nói. Người đến mức cao hứng như vậy sao? Yến nữ hiệp trợn mắt một cái nói, mau về nhà kiểm tra một chút, nói không chừng ngươi cũng có cái mũ. Im miệng, cổ kiếm thanh xương cả giận nói. Lý Thiên Mệnh muốn từng bước xâm chiếm Vân Thượng Thiên Cung, nhất định phải làm rõ ràng nhân vật quan hệ. Lộc Xuyên cơ chuyện này, tuy nhiên kình bạo, nhưng là tạm thời không có tác dụng gì. Bọn họ trước hết để qua một bên. Ngân Trần còn tại phân liệt thân thể. Vân Thượng Thiên Cung kế hoạch, càng cần hơn toàn diện chỉ định, lấy không vội vàng được. Bây giờ còn có hai cái không xác định nhân tố, Lý Thiên Mệnh nói. Trợ giúp, đúng không? Cổ kiếm thanh xương hỏi. Càng là tiếp xúc, hắn càng là minh bạch, cái này một tên tiểu bối, thật tại chủ đạo cái này to gan lớn mật đại sự. Ý nghĩ của hắn từ đầu tới đuôi đều rất rõ ràng. Đúng, hai cái trợ giúp, thứ nhất là Thiên Thần Kiếm Tông trợ giúp, thứ hai là Lý Vô Song trợ giúp. Một khi chúng ta giải quyết Vân Thiên Khuyết cùng hắn Vân Thượng Thiên Cung, như vậy, Trật Tự Thiên Tộc, Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải cùng Thiên Thần Kiếm Tông, đều là địch nhân của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói, Lý Vô Song bên kia không biết, Thiên Thần Kiếm Tông bên này, Phong, Phúc Kiếm Hoàng, sẽ mang theo 100.000 kiếm tu, hai ngày nữa đã đến. Cổ kiếm thanh xương nói, Phong Vũ Kiếm Hoàng, là hai người a, bọn họ thực lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Long Uyển Oánh. Đúng, Phong Kiếm Hoàng cùng Vũ Kiếm Hoàng, luận địa vị phẩm cấp, đạt tới lục phẩm, cùng chúng ta Long Hoàng tương đương, hai người bọn họ là vợ chồng, cùng loại chúng ta Thanh Tử Long Hoàng đi, bất quá một chút trẻ tuổi một chút. Bọn họ tại Thiên Thần Kiếm Tông địa vị, gần với Bắc Đầu Kiếm Tôn, so Thạch Nham cao hơn, đương nhiên so Thạch Nham mạnh. Mỗi một cái đều cùng Dương Sách không sai biệt lắm. Long Uyển Oánh nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Sách. Ta có thể cấm xuống một cái. Dương Sách nói. Sự lợi hại của hắn, cổ kiếm thanh xương thấy được, cho nên hắn không cho rằng lời này phách lối. Hắn là trước mắt cái đoàn đội này tối cường giả. 100.000 kiếm tu, trên cơ bản tương đương tới một cái thanh hồn điện.
Thiên Thần Kiếm Tông mục đích, đến cùng chỉ là muốn lăn lộn nhiều một chút Thanh Vân Thần Mộc trái cây, hay là thật muốn đánh áp trật tự thiên tộc chó săn? Cổ Kiếm Thanh Xương hỏi Lý Thiên Mệnh. Thạch Nham không cùng người khác thảo luận việc này, trong nội tâm nàng đồ vật, ta nghe không được, hy vọng cái này Phong Vũ Kiếm Hoàng tới, nàng sẽ cùng hai người này, trên miệng nói lên bọn họ mục đích thực sự. Lý Thiên Mệnh nói, nhiều người như vậy đến, không có khả năng chỉ vì trái cây a. Nói không chừng, bọn họ thật muốn cầm xuống Thanh Vân, đến đỡ ta Thanh Hồn Điện, trở thành Thanh Vân Đại Lục duy nhất thế lực. Cổ Kiếm Thanh Xương thản nhiên nói, đây là Thiên Thần Kiếm Tông cho dụ hoặc. Nhưng, cái này cùng Lý Thiên Mệnh hai tông liên hợp ý nghĩ là xung đột. Không hề nghi ngờ, so sánh Thanh Hồn Điện độc chiếm Thanh Vân, hai tông liên hợp, sẽ ít đi rất nhiều thương vong. Cổ Kiếm Thanh Xương khát vọng, độc bá một tòa đại lục mộng tưởng, nhất định cần thây nằm 1 triệu. Thanh Hồn Điện khẳng định cũng sẽ có rất nhiều tử vong. Coi như Thiên Thần Kiếm Tông, có ý tưởng phía dưới nhẫn tâm, thừa dịp cái gọi là đại thế, để ngươi Thanh Hồn Điện độc chiếm Thanh Vân Đại Lục, sau khi thành công, các ngươi cũng chỉ là khôi lỗi. Long Uyển Oánh nói, có khác nhau sao, ta hiện tại không phải cũng là tượng gỗ của các ngươi. Cổ Kiếm Thanh Xương nói, ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, đáng tiếc, ngươi không có lựa chọn cơ hội. Lý Thiên Mệnh cười nói, Cổ Kiếm Thanh Xương trì trệ. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn xác thực không có thể nữa, cùng Thiên Thần Kiếm Tông đứng chung một chỗ. Trưởng giáo, hãy chờ xem, Thiên Thần Kiếm Tông quá mạnh, bọn họ tới nơi này, khẳng định lợi ích ưu tiên, mà không phải đại nghĩa phủ đầu. Trước kia chỉ có Thạch Nham một cái, cũng chỉ tới 10.000 người, lại thêm có chúng ta quản thúc, Thạch Nham rất điệu thấp. Hiện tại, Phong Vũ Kiếm Hoàng loại nhân vật này đến, bọn họ có thể sẽ không cùng ngươi thương lượng, theo ta thôi toán, người ta vừa đến, sẽ chỉ đem ngươi trở thành chó một dạng sai xử. Lý Thiên Mệnh nói. Cổ Kiếm Thanh Xương không có phủ nhận lời hắn nói. Bởi vì, cái này rất có thể cũng là hiện thực. Vẫn chưa rõ sao, Bắc Đầu Kiếm Tôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cái thuần chủng tiểu nhân, ngỗng qua nhổ lông, người còn trông cậy vào ở trên người hắn vơ vét chỗ tốt. Long Uyển Oánh lắc đầu nói. Thôi đừng chém gió, trước tiên nói làm sao đối phó Thiên Thần Kiếm Tông trợ giúp đi, hiện tại, chúng ta cũng không có Vân Thượng Tiên Cung liên hợp. Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, giữ vững phòng tuyến cuối cùng, các loại Thanh Vân nhất thống, lại đến nghĩ biện pháp đuổi người. Lý Thiên Mệnh nói, trong khoảng thời gian này, có thể sẽ ủy khuất ngươi, trưởng giáo. Long Uyển Oánh nói, không cần đáng thương, Thanh Hồn Điện bây giờ sống ở trong khe hẹp, trời sập xuống, ta phải chống đỡ. Cổ Kiếm Thanh Xương nói, hắn không coi là người tốt, cũng không tính người xấu, hắn muốn giết đồng môn cầm lại Thanh Hồn Tháp. Nhưng cũng muốn để Thanh Hồn Điện càng tốt hơn. Cho nên Lý Thiên Mệnh khống chế hắn, nhưng cũng tôn trọng hắn. 2 ngày sau, Thiên Thần Kiếm Tông viện quân đến. Trọn vẹn 100.000 kiếm tu, từ phương Đông ngự kiếm mà đến. Bọn họ thân mặc đồ trắng kiếm bào, sát khí đằng đằng, uy áp chấn thiên, chỗ đến, phong lôi nhấp nhô, khắp nơi oanh động, liệt hỏa lăn lộn. Bực này trận thế, rõ ràng chính là muốn cho hạ mã uy. Nói rõ bọn họ là đến tác chiến. Thái Dương Vạn Tông thế lực khác, mặc dù không có ra mặt, có thể ánh mắt của bọn hắn, đều tại Thanh Vân Đại Lục ở bên trên. Cái này 100.000 đại quân, tựa như là một thanh lợi kiếm, đâm vào Thanh Hồn Kiếm Phong phía trên. Thanh Hồn Kiếm Phong phía trên, rất nhiều kiếm tu nhìn lấy những thiên thần này kiếm tông người tới, thực chất bên trong là khó chịu. Bởi vì thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bản tông, kiếm tu. Rất xem thường bọn họ những thứ này chia ra tới, bằng môn tà đạo. Thanh Hồn Kiếm Tu, trời sinh so, Thiên Thần Kiếm Tu, đê tiện. Tại hái trái cây thời điểm, ngẫu nhiên có một ít tranh chấp, trên cơ bản đều là Thanh Hồn Kiếm Tu nhượng bộ. Nhưng Thiên Thần Kiếm Tu nhóm, vẫn sẽ đúng lý không tha người. Tư tàng thảo mộc thần linh, tại bọn họ cái này, xem như thưa thất chuyện bình thường. Đối với cái này, Cổ Kiếm Thanh Xương đều không cách nào quản. Hiện tại, may mắn Thanh Hồn Điện bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, bằng không nếu là kéo cho tới hôm nay, Thiên Thần Kiếm Tông tạo áp lực, Lý Thiên Mệnh tình cảnh của bọn hắn khẳng định sẽ rất khó khăn. Dù sao, nhất quần tiên nữ cung bên này mấy ngàn người, lại yến nữ hiệp chính mình mang tới. Các nàng cung chủ có thể không nguyện ý xuất binh, đến chuyến vũng nước đục này. Đem Thanh Hồn Điện sau khi bỏ vào trong túi, tương đương với cái này Thanh Hồn Kiếm Phong bên trong, chỉ có Lý Thiên Mệnh đoàn thể. Cùng Thiên Thần Kiếm Tông hai cỗ thế lực đối kháng. Giờ phút này,
Lý Thiên Mệnh bọn họ không có lộ diện, từ Cổ Kiếm Thanh Xương mang theo Diệp Đông Lưu bọn người, cùng Thạch Nham cùng một chỗ, nghênh đón Phong Vũ Kiếm Hoàng đến. Rầm rầm rầm. Người còn chưa tới, Thạch Nham trước hết đối Cổ Kiếm Thanh Xương nói, trưởng giáo, chống đi thứ nhất, thứ hai, đệ tam kiếm mạch, để cho ta Thiên Thần Kiếm Tông viện quân ở lại, không có vấn đề a. Dù sao các người phía dưới tầng ba kiếm mạch, hằng tinh nguyên quá kém, ảnh hưởng ta Thiên Thần Kiếm Tông kiếm tu tu hành. Thứ nhất, thứ hai kiếm mạch đủ chứ? Cổ Kiếm Thanh Xương hỏi. Khách nhân đến, chủ nhân nhảy phòng, đã đầy đủ khách khí. Nhưng Thiên Thần Kiếm Tông, còn muốn đuổi bọn hắn những chủ nhân này, ở nhà xí. Đối Thanh Hồn Kiếm Phong tới nói, đệ tứ kiếm mạch trở xuống, không sai biệt lắm chẳng khác nào là nhà xí. Chúng ta cộng sinh thú, ưa thích rộng rãi hoàn cảnh. Thạch Nham không khách khí nói. Tốt a, việc này không ảnh hưởng đại cục, Cổ Kiếm Thanh Xương chỉ có thể lui bước. Bất quá, hắn đổ là rõ ràng thể nghiệm được Lý Thiên Mệnh nói lời, Thiên Thần Kiếm Tông lần này trên diện rộng tiếp viện, coi như cầm xuống Thanh Vân Đại Lục, cũng là muốn đem hắn Cổ Kiếm Thanh Xương làm chó. Ong ong, thủ hộ kết giới mở ra. 100.000 kiếm tu nối đuôi nhau mà vào, đại có một loại mở cửa nghênh đón cường đạo cảm giác. Cầm đầu, Phong Kiếm Hoàng cùng Vũ Kiếm Hoàng một đôi phu thê, từ trên trời giáng xuống. Phong Kiếm Hoàng là một cái lão giả tóc trắng, dáng người 10 phần thon dài, khí chất chắc tuyệt, mũi ưng cương mãnh như kiếm, một đôi sắc bén ánh mắt, để Cổ Kiếm Thanh Xương đều chỉ có thể cúi đầu. Cái kia Vũ Kiếm Hoàng, số tuổi cùng Phong Kiếm Hoàng không sai biệt lắm, so Cổ Kiếm Thanh Xương còn lớn hơn một chút, nhưng được bảo dưỡng coi như không tệ, xem ra so Cổ Kiếm Thanh Xương còn nhỏ một chút. Nàng Phong Vận vẫn còn, mị lực 10 phần, đoán chừng lúc tuổi còn trẻ, chính là cái đáng yêu vũ mị mỹ nhân. Cùng là Thiên Thần Kiếm Tông nữ kiếm tu, nàng và Thạch Nham so sánh, quả thực một cái ở trên trời, một cái tại đất. Thạch Nham cương mãnh kiên cường, mà cái này Vũ Kiếm Hoàng mềm mại vũ mị, như nước mưa đồng dạng tư nhuận. Nàng kéo Phong Kiếm Hoàng cánh tay, cùng một chỗ rơi vào Nghênh Tiên Điện tiến. Bỉ nhân Cổ Kiếm Thanh Xương, xuất lĩnh Thanh Hồn Điện kiếm tu, bái kiến hai vị kiếm hoàng, hoan nghênh kiếm hoàng đến. Cổ Kiếm Thanh Xương liền vội vàng hành lễ. Ong ong ong. 100.000 kiếm tu rơi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thanh Hồn Kiếm Phong. Cổ Kiếm Thanh Xương, không cần quá khách khí. Phong Kiếm Hoàng mỉm cười nói. Xem ra, bọn họ giống như không có vẻ kiêu ngạo gì. Bất quá, lúc này mới vừa tới, Phúc Kiếm Hoàng liền ôn nhu hỏi, Thạch Nham, hiện tại hái bao nhiêu trái cây rồi? Hồi Vũ Kiếm Hoàng, có 800 triệu. Thạch Nham cung kính nói. À, cái kia trước trở về Thiên Thần Kiếm Tông đi. Từ ngươi hộ pháp, bên này giao cho chúng ta được. Vũ Kiếm Hoàng ôn nhu cười nói. Vâng, Thạch Nham gật đầu. Cổ Kiếm Thanh Xương ngây người chỗ cũ. Căn bản không ai hỏi hắn ý tứ. Tổng cộng 800 triệu, bọn họ vừa đến, toàn bộ liền muốn lấy đi. Cổ Kiếm Thanh Xương, người khác không cao hứng, đáp ứng cho ngươi một thành, đến tiếp sau khẳng định sẽ cho ngươi lưu. Vũ Kiếm Hoàng cười nói. Đúng, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông khế ước tinh thần. Không có bắt bẻ. Dù sao, không có chúng ta, các ngươi một thành đều lấy không được, đối phương có chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, trực tiếp để cho các ngươi, liền Thanh Hồn Điện đều ra không được. Phong Kiếm Hoàng thản nhiên nói. Ta ngược lại thật ra không có dị nghị, vấn đề là, còn có Bạch Long Hoàng cùng Tiên Nữ Cung Bằng Hữu, ra lực khí, sợ bọn họ có dị nghị. Cổ Kiếm Thanh Xương cúi đầu nói. Tại Thiên Thần Kiếm Tông trước mặt, tựa hồ càng không có tôn nghiêm. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nắm trong tay hắn, có thể tại sau này trò chuyện bên trong, một mực đối với hắn rất tôn trọng. Bọn họ, nói lên bọn họ, có bút chướng, ta còn phải cùng bọn hắn tính toán rõ ràng đây. Phú Kiếm Hoàng không vui nói. Cái gì sổ sách, Thạch Nham thuận thế hỏi. Thuộc về chúng ta bát giai thảo mộc thần linh, bọn họ dựa vào cái gì lấy đi. Phú Kiếm Hoàng nói. Phú Kiếm Hoàng, đó là thiên cung đệ tử Lý Thiên Mệnh. Đánh bại đế tôn chi tử Lý Hạo Thần khen thưởng. Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Người nào đáp ứng cho, ta Thiên Thần Kiếm Tông đồng ý sao? Không có đồng ý, không coi là. Phong Kiếm Hoàng nói. Chàng diện một lần tĩnh mịch. Để cái kia thiên cung đệ tử đi ra. Phong Kiếm Hoàng nói. Tại trước hôm nay, Thiên Thần Kiếm Tông bởi vì muốn hút nạp Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên hai cái thiên cung đệ tử, hoặc là nói muốn nịnh nọt thiên cung, dù là Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đứng tại Long Uyển Oánh bên này, Thiên Thần Kiếm Tông thái độ đối với bọn họ, vậy cũng là tương đối tốt.
lúc trước Lý Thiên Mệnh đánh tan Lý Hạo Thần, cầm tới bát giai thảo mộc thần linh, Thạch Nham căn bản không ý kiến. Có thể cái này, Phòng Vũ Kiếm Hoàng, mang theo 100.000 kiếm tu vừa đến, vậy mà lập tức liền nhìn trời cung đệ tử Lý Thiên Mệnh, làm khó dễ, như thế để cổ kiếm Thanh Xương sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, hai vị này kiếm hoàng, mang đến Thiên Thần Kiếm Tông mới thái độ? Cổ kiếm Thanh Xương nghĩ thầm. Hắn đã bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, nhất định phải đứng tại Lý Thiên Mệnh bên này. Cho nên, hắn thấp giọng hỏi, hai vị kiếm hoàng, chắc chắn chứ? Hắn cùng Thạch Nham liếc nhau một cái. Hiển nhiên, Thạch Nham cũng có chút không làm rõ ràng được tình huống. Phải biết, bọn họ một mực cùng Long Uyển Oánh bọn họ đối lập, nhưng lại bất hòa Lý Thiên Mệnh đối lập. Để cho ngươi kêu người thì gọi người, cái nào nói nhảm nhiều như vậy đâu? Vũ Kiếm Hoàng trợn trắng mắt nói. Đúng. Cổ kiếm Thanh Xương một bên nghênh đón bọn họ tiến nghênh tiên điện bên trong, vì đó bày tiệc mời khách, một bên ra hiệu Diệp Đông Lưu, để hắn đi, mời, Lý Thiên Mệnh tới. Đương nhiên đây chỉ là nghi thức, bọn họ đều hiểu, nơi này hết thảy gió thổi cỏ lay, Lý Thiên Mệnh cũng biết. Mộ Hoa bà thì bắt đầu an bài cái kia 100.000 kiếm tu, vào ở thứ nhất, thứ hai, đệ tam kiếm mạch, đem chỗ tốt nhất, đều nhảy cho bọn họ. Cái này khiến, Thanh Hồn kiếm tu, nhóm, giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể than thở, rời xa ra ngoài. Còn muốn chịu đựng, Thiên Thần kiếm tu, tùy ý phá hư nhà của bọn hắn, thậm chí chà đạp bọn họ món đồ riêng tư. Những thứ này mâu thuẫn, cổ kiếm Thanh Xương đều nhìn ở trong mắt. Rất nhiều kiếm tu, muốn cho cổ kiếm Thanh Xương ra mặt, vì bọn họ tranh thủ một chút. Có thể đổi lấy, là trưởng giáo bất đắc dĩ ánh mắt. Ai, bây giờ Thanh Hồn Điện, tại những thứ này nhất lưu thế lực trong khe hẹp dãy giụa, quá khó khăn. Sinh tử không quan trọng, mấu chốt là thật không có tôn nghiêm. Toàn bộ Thanh Hồn kiếm phong, đều biến đến rối bời lên. Tiến vào nghênh tiên điện bên trong, còn không bao lâu, Diệp Đông Lưu liền sắc mặt xoắn suýt, đi đến, một mực cúi đầu. Thiên cung đệ tử đâu? Cổ kiếm Thanh Xương hỏi. Lý Thiên Mệnh hắn nói. Nói cái gì? Hắn nói, không thấy. Diệp Đông Lưu nói. Nghênh tiên điện tĩnh mịch. Phòng Vũ Kiếm Hoàng có để hắn, lăn tới, ý tứ, kết quả Lý Thiên Mệnh nói thẳng không thấy. Không biết, còn tưởng rằng là Phong Vũ Kiếm Hoàng muốn cầu kiến hắn. Nhưng, hắn xác thực có vốn liếng này. Hắn là thiên cung đệ tử, hắn không cần đối với bất kỳ người nào khách khí. Không thấy. Phong Vũ Kiếm Hoàng nhìn nhau liếc một chút, biểu lộ đều có chút sung sướng. Tiểu hài này có thể thật có ý tứ, đem mình làm một nhân vật. Vũ Kiếm Hoàng nói. Không có việc gì, dù sao nhàn đến không có việc gì, đã hắn không thấy chúng ta. Vậy chúng ta liền đi gặp hắn, cổ kiếm trưởng giáo, dẫn đường đi. Phong Kiếm Hoàng nói. Đúng. Cổ kiếm Thanh Xương thấp hèn khẽ gật đầu. Thiên Thần Kiếm Tông muốn trực tiếp lấy đi 800 triệu trái cây, việc này còn không có chứng thực. Cổ kiếm Thanh Xương có thể không muốn uổng phí mất đi những thứ này thảo mộc thần linh, cái này cần Lý Thiên Mệnh bọn họ ra mặt. Liên quan tới phân phối quy tắc, cái này kỳ thật rất phiền phức. Phải biết, cái gọi là viện quân. Mặc kệ là Thiên Thần Kiếm Tông vẫn là tiên nữ cung, đưa đến đều là chấn nhiếp tác dụng. Chính thức trông coi đại lượng cấp thấp thảo mộc thần linh, chờ lấy thành thục hái người, là đến từ Thanh Hồn Điện kiếm thành, kiếm quân mấy triệu người. Trước kia Thanh Vân Thần Mộc kết quả, tất cả trái cây, đều là trước trở về Thanh Hồn Điện, cuối cùng mới thống nhất phân phối. Các viện quân trên cơ bản cũng là đến, tản bộ, một vòng, chấn nhiếp một chút phân thượng tiên cung bên kia, cơ bản không dùng ra quá nhiều khí lực. Cuối cùng phân phối, liền sẽ mang đi 8-9 thành thảo mộc thần linh. Số lượng đạt tới mấy tỷ. Nhưng lần này, phân phối quy tắc, một mực không có thống nhất. Đó là bởi vì, ngay từ đầu Hiên Viên Long Tông cùng Thanh Hồn Điện Liên Hợp, nói tốt phân phối quy tắc, đây là Hiên Viên Long Tông lần thứ nhất tham dự Thanh Vân Thần Mộc Hợp Tác, thành ý của bọn hắn rất cao, mở ra cho Thanh Hồn Điện lưu lại, 3 phần, điều kiện. Hiên Viên Long Tông tự nhiên không có khả năng một chút thu hoạch đều không muốn. Dù sao bọn họ chấn nhiếp, tác dụng bản thân rất cao. Thời khắc mấu chốt, vẫn là sẽ ra chiến, sẽ chết. Thanh Hồn Điện đối Hiên Viên Long Tông, vạn phần hài lòng. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, Hiên Viên Long Tông ra chuyện, từ tiên nữ cung đến trợ giúp Long Uyển Oánh, bọn họ còn thì nguyện ý cho Hiên Viên Long Tông 3 phần. Thậm chí, bây giờ cổ kiếm Thanh Xương vào cuộc, Lý Thiên Mệnh muốn đem tất cả trái cây lưu tại Thanh Vân.
Tiên nữ cung bên kia, thuần túy là yến nữ hiệp hiệp nghĩa tương trợ. Nàng đồ cho tới bây giờ đều không phải là thanh vân thần mộc. Nhưng, thiên thần kiếm tông, muốn là cửu thành. Không chỉ là như vậy, bọn họ còn muốn trước tiên đem trước mắt hái thảo mộc thần linh trước mang đi. Sau cùng sẽ cho thanh hồn điện lưu lại bao nhiêu, cái kia đều không nhất định. Đây mới thật sự là cường đạo hình thức. Tìm kiếm viện quân, là thanh hồn điện cùng vân thượng tiên cung, cạnh tranh lẫn nhau, quân bị thăng cấp, kết quả là tương đương lưỡng bại câu thương. Lý Thiên Mệnh lúc này mới sẽ muốn để bọn hắn bện thành một sợi dây thừng. Coi như chỉ lấy được chính mình cương vực thảo mộc thần linh, thu hoạch đều là dĩ vãng gấp 10 lần. Ở trên con đường này, thiên thần kiếm tông cũng là địch nhân. Lúc này thời điểm, vân thiên khuyết bên kia, tạm thời còn không có đầu mối đây. Thiên thần kiếm tông một nhóm người này, liền đã đè lên. Thứ sáu kiếm mạch. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết, bọn họ sẽ tới, liền tụ tập bên người tất cả mọi người, tại núi này nhà ở giữa chờ đợi. Không bao lâu, cổ kiếm thanh sương mang theo mưa gió hai vị kiếm hoàng, thạch nham, còn có thiên thần kiếm tông hơn ngàn cái đỉnh cấp kiếm tu, trùng trùng điệp điệp mà đến. Người còn chưa tới. Rất nhiều sắc bén kiếm khí, cơ hồ đã đâm tới trên mặt. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy được hai vị kia kiếm hoàng. Hai vị này xem xét thì chỉ dùng kiếm cao thủ. Nghe nói bọn họ song kiếm hợp bích, uy lực mạnh hơn, thần tiên quyến lữ nhiều năm, ăn ý kinh người. Nếu để cho bọn họ hình thành vây công, coi như Dương Sách tuổi trẻ, đó cũng là chịu không được. Bọn họ vừa đến, tự nhiên là thành cái này trận doanh tối cường giả. Lại thêm bọn họ mang đến 100.000 kiếm tu. Chỉnh thể thực lực, đã một chút vượt qua Lý Thiên Mệnh thêm cổ kiếm thanh xương. Phiền phức có chút lớn. Nhưng không đến mức không có cách nào đối kháng. Cho nên Lý Thiên Mệnh biểu lộ rất là bình tĩnh. Hắn ánh mắt, sớm thì cùng hai vị kiếm hoàng đối mặt cùng một chỗ. Hai vị kia rõ ràng là nghe nói đại danh của hắn, muốn thông qua ánh mắt bên trong kiếm khí, đến chấn nhiếp Lý Thiên Mệnh, có thể Lý Thiên Mệnh không để mình bị đẩy vòng vòng. Trên tay nắm toàn bộ thanh hồn điện về sau, hắn khí phách đột nhiên gia tăng, cùng loại này hơn ngàn tuổi lão tiền bối đối kháng, lòng tin 10 phần. Ong ong, đối phương hơn nghìn người, cùng Lý Thiên Mệnh bên này mấy ngàn người rỗi. Tiên nữ cung người, cũng không giống như thanh hồn kiếm tu như vậy né tránh thiên thần kiếm tu, cho nên song phương trong lúc nhất thời, có cây kim so với cọng dâu ý tứ. Bầu không khí một lần rất tĩnh mịch. Bọn họ không nói chuyện trước, làm vãn bối. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn nói chuyện. Chớ nói chi là tôn kính, hành lễ. Cổ kiếm thanh sương đứng lên, vì bọn họ giới thiệu song phương, hắn không có đẩy cao phong vũ kiếm hoàng, trong lời nói thăng bằng, có một loại xúc tiến bọn họ tiếp tục va chạm ý tứ. Song phương tiếp tục không nói lời nào, hình tượng này ngược lại là có chút ý tứ. Qua rất lâu, Lý Thiên Mệnh cảm giác tẻ nhạt vô vị. Hắn quay người liền muốn đi. Loại này phái đoàn. Quả thực để thiên thần kiếm tu không ít người sinh khí. Dù sao hắn lại nghịch thiên, cuối cùng đều là cái tiểu bối. Đứng lại, bên này có thể tính lên tiếng. Đường đường thiên cung đệ tử, làm sao liền lớn nhất lễ nghi cơ bản đều không có. Có người âm dương quái khí mà nói. Không phải phong vũ kiếm hoàng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đều chẳng muốn ý. Bọn họ đến muốn bát giai thảo mộc thần linh, còn muốn khiến người ta đối bọn hắn khúm núm. Chờ hắn đều đi mau, cái kia vũ kiếm hoàng có thể tính nhịn không được, yêu kiều cười một tiếng, nói. Tiểu bằng hữu vẫn rất có cá tính, được, chúng ta đều biết, ngươi có thể đi vào thiên cung, rất đáng gờm, cũng không cần đến tôn mời chúng ta những trưởng bối này. Nhưng là đâu, liền xem như thiên cung đệ tử, vạn sự đều phải phân rõ phải trái, dựa theo chúng ta thiên thần kiếm tông cùng thanh hồn điện ước định, tất cả thảo mộc thần linh, đều phải thống nhất phân phối, người nào cũng không thể làm đặc thù. Ngươi lần trước một mình lấy đi cái kia bát giai thảo mộc thần linh, trong đó có thì cửu thành thuộc về ta thiên thần kiếm tông, cổ kiếm trưởng giáo có thể đưa cho ngươi chỉ có 10%, còn lại, ngươi đến trả lại. Long Uyển Oánh bọn họ rất thông minh, lần này đối kháng, bọn họ cũng nhịn không được không nói lời nào, liền để Lý Thiên Mệnh tới nói. Bởi vì chỉ cần bọn họ mở miệng, chẳng khác nào là thiên thần kiếm tông cùng Hiên Viên Long Tông xung đột. Mà bây giờ, tương đương với thiên thần kiếm tông làm khó thiên cung đệ tử. Đó là cùng thiên cung không qua được. Cái này cùng thiên thần kiếm tông trong khoảng thời gian này, thu nạp thiên cung đệ tử Lý Niệm, đi ngược lại. Lý Thiên Mệnh đồng dạng bắt lấy điểm này. Hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Kiếm Hoàng, trực tiếp mở miệng nói.
Đệ nhất, theo ta được biết, Thanh Hồn Điện cùng Hiên Viên Long Tông ước định phân phối quy tắc, là chia 3-7 mà không phải nhất cửu phân. Còn nữa, Hiên Viên Long Tông ước định phía trước, Thiên Thần Kiếm Tông ước định ở phía sau, bây giờ là tam phương chia cắt, các ngươi cái kia một bộ, Hiên Viên Long Tông cùng Thanh Hồn Điện có thể không thừa nhận. Thứ hai, ta đánh bại Lý Hạo Thần, bát giai thảo mộc thần linh, là độc lập bên ngoài điều kiện, cũng là khen thưởng. Lúc ấy đại biểu Thiên Thần Kiếm Tông Thạch Nham cùng Cổ Kiếm Trưởng giáo cũng không có ý kiến. Đã xác định sự tình, hai vị kiếm hoàng lấy ra lật lọng, khó tránh khỏi có chút làm trò hề cho thiên hạ, bố cục thấp quả thực khiến người ta xem thường. Thứ ba, Thạch Nham tiền bối đối với ta rất khách khí, đã từng mời ta đi Thiên Thần Kiếm Tông, ta cũng đối Thiên Thần Kiếm Tông có chỗ hướng về, đáng tiếc hôm nay hai vị kiếm hoàng lời nói và việc làm, để cho ta thực sự khó có thể mở miệng, xem ra, ta và các ngươi ở giữa, thực sự không có duyên phận. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh chính mình cảm giác đều rất kỳ quái. Bọn họ có thể đối Long Uyển Oánh bọn họ làm khó dễ, đến cái Hạ Mã Uy, nhưng tìm chính mình phiền phức, thực sự có chút không thú vị. Hắn thứ một thân phận thế nhưng là Thiên Cung đệ tử. Thạch Nham đều ước gì quỳ liếm, hai vị này kiếm hoàng ngược lại là thẳng cá tính. Đã như vậy, hắn thì không khách khí, trực tiếp dỗi trở về. Mảy may không có đem hai vị này kiếm hoàng, còn có 100.000 kiếm tu để vào mắt. Thanh Hồn Điện đối bọn hắn khúm núm, Lý Thiên Mệnh có thể không cần. Một đoạn này lời ra khỏi miệng, tựa như là một kiếm đâm về Thiên Thần Kiếm Tu ở ngực. Long Uyển Oánh bọn họ vẫn là không nói lời nào, thì đứng ở một bên làm xem kịch. Cái này khiến mưa gió hai vị kiếm hoàng, lại không có cách nào đem mâu thuẫn điểm, hướng trên người bọn họ tập trung. Từ vừa mới bắt đầu, suy nghĩ của bọn hắn phương thức đều có vấn đề. Bao quát hai vị này kiếm hoàng, rất rõ ràng đều sẽ cho rằng, là Long Uyển Oánh tại chủ đạo Lý Thiên Mệnh, dụ dỗ hắn, ghé vào lỗ tai hắn châm ngòi thổi gió, mà trên thực tế, Lý Thiên Mệnh có tự chủ ý nghĩ, sẽ sử dụng thân phận của mình. Hắn thì muốn nhìn một chút, hai vị này kiếm hoàng có thể làm sao? Trực tiếp đoạt, ý thế hiếp người rất dễ dàng, thế nhưng là tướng ăn quá khó nhìn, đó là sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, có thể rõ ràng nhìn đến, hai vị kiếm hoàng biểu lộ không quá dễ chịu. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là lão giang hồ, rất nhanh liền kịp phản ứng, để mắt tới Long Uyển Oánh, nói. Bạch Long Hoàng, bội phục ngươi, thủ đoạn thực là không tồi, ngắn ngủi mấy tháng, cho đứa nhỏ này tẩy não, rửa đến thật triệt để. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngoại trừ Mỹ nhân kế, các ngươi còn dùng cái gì? Thiên Cung biết được sao? Một cái cùng đường mạt lộ. Sắp quy thuận trật tự Thiên tộc Hiên Viên Long Tông, còn muốn để Thiên Cung đệ tử, cho các ngươi hiệu lực. Thiên Cung có thể không đáp ứng, để cho mình thành viên, đi làm trật tự Thiên tộc chó. Phúc Kiếm Hoàng lời này, đơn giản cũng là châm ngòi ly gián, muốn cho Lý Thiên Mệnh ý thức được Thiên Thần Kiếm Tông cùng Hiên Viên Long Tông ưu khuyết tính. Nhưng nói thật, nàng đã đổi giọng, chính là rõ ràng ý thức được, vừa rồi bọn họ tìm nhầm mục tiêu. Bởi vì ngấp nghé bát giai thảo mộc thần linh. Ngược lại đối Lý Thiên Mệnh làm khó dễ, là một sai lầm hành động. Sửa đổi rất nhanh, có thể cái này vừa gặp mặt ấn tượng đầu tiên, vậy liền hỏng bét định. Lần này, Long Uyển Oánh thì cười cười, vẫn là không mắc câu. Vẫn là Lý Thiên Mệnh đứng ra nói chuyện. Hắn nói, kiếm hoàng các hạ, Hiên Viên Long Tông còn tại chiến đấu, Thiên Cung cùng Vạn Tông cũng sẽ chống đỡ, làm vi Thiên Cung đệ tử, ta cùng Hiên Viên đứng chung một chỗ, chính là muốn đem tặc tử đuổi ra Thái Dương Vạn Tông. Vì thế ta đánh tan Lý Hạo Thần, để Hiên Viên Long Tông sĩ khí tăng nhiều. Ngược lại là các ngươi Thiên Thần Kiếm Tông, danh xưng lãnh tụ, lại cái gì cũng không làm, lại tại cái này làm nội đấu, có ý tứ sao? Bố cục đâu? Không cần biết ngươi là cái gì lão giang hồ, Lý Thiên Mệnh chiếu dỗi không lầm. Hai vị này kiếm hoàng ngay từ đầu, thì coi hắn là Long Uyển Oánh tiểu khôi lỗi, coi hắn là cái mới ra đời, không dành thế sự tiểu hài tử. Đáng tiếc ngắn ngủi cơ hồ lời nói. Thì để trên mặt bọn họ hoàn toàn nhìn không được rồi. Nội đấu, cái mũ này thì đập đến quá lớn, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông đến đây Thanh Vân Đại Lục, chính là vì chu sát trật tự thiên tộc chó săn mà đến, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải là chó săn, mà Hiên Viên Long Tông xác thực có biến thành chó săn dấu hiệu, chúng ta chỉ là vì Vạn Tông, đối bọn hắn bảo trì hợp lý hoài nghi. Lý Thiên Mệnh, người đại khái có thể không cần đối với chúng ta bảo trì ác ý. Ai đúng ai sai, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngươi như trầm mê Hiên Viên Long Tông cho ngươi chế tạo sắc đẹp vòng xoáy, tự nhiên không thể lý trí nhìn vấn đề. Chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông lấy kiếm vì cột sống,
không sợ ngươi nói xấu, người nào tuổi nhỏ đều sẽ mắc sai lầm, chỉ là hy vọng thời gian trôi qua, làm Vi Thiên Cung đệ tử, ngươi có thể thấy rõ ràng, người nào mới thật sự là có thể tạo nên ngươi người, mà ai sẽ kéo ngươi tiến vòng xoáy. Phong Kiếm Hoàng nhận lấy Vũ Kiếm Hoàng. Câu này ngược lại là nói không sai, phô bày Thiên Thần Kiếm Tông khí khái, lại ám hiệu Hiên Viên Long Tông bất trung. Nhưng nói thật, đây đều là bọn họ vừa mở tràng, thì nhằm vào Lý Thiên Mệnh bổ cứu. Ấn tượng đầu tiên không tốt, nói đến nhiều thanh cao đều là không tốt. Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh quan hệ thế nào, chính hắn rõ ràng nhất. Thời cơ đã đến, Cổ Kiếm Thanh Xương vội vàng đi ra nói tốt, điều hòa song phương. Hắn trước vì Thiên Thần Kiếm Tông nói chuyện, lại vì Lý Thiên Mệnh nói chuyện, cho song phương lối thoát. Rõ ràng, bọn họ muốn cầm đi Lý Thiên Mệnh bát giai thảo mộc thần linh, quả thực cũng là nằm mơ. Không tiễn. Lý Thiên Mệnh không khách khí hạ lệnh trục khách. Từ đầu tới đuôi, Long Uyển Oánh bọn họ một câu đều không nói, ngược lại hiện ra cao minh. Tùy ý Thiên Thần Kiếm Tông dội nước bẩn, từ Lý Thiên Mệnh phản kích, cũng là tốt nhất phản kích. Tuổi nhỏ mê mang, ngộ nhập kỳ đồ rất bình thường. Suy nghĩ thật kỹ đi, 500 năm rất dài, thế nhưng là đi lầm đường, sẽ chỉ cách rời Thiên Cung, càng ngày càng xa. Tự trọng đi. Phong Kiếm Hoàng lời nói thấm thía khuyến cáo. Nói xong bọn họ, tâm lý vạn phần không thoải mái Thiên Thần Kiếm Tông một đám người, phiền muộn rời đi. Bọn họ thanh thế to lớn mà đến, độc chiếm tam đại kiếm mạch, trùng trùng điệp điệp giết xuống tới, lại bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp cho dỗi trở về, chỉ có thể âm dương quái khí nói chuyện, trên thực tế tâm lý vạn phần biệt khuất. Nói thật, nhìn đến bọn họ ăn quả đắng, liền Cổ Kiếm Thanh Xương cũng nhịn không được tâm lý mừng thầm. Quả nhiên, người tại cái gì trận doanh? Liền sẽ đứng tại cái gì trận doanh thị giác đến nhìn vấn đề a. Hiện tại hắn tại Lý Thiên Mệnh trận doanh, nhìn Thiên Thần Kiếm Tông, càng xem càng khó chịu. Thái Phủ Kiếm Cung, Phong Vũ Kiếm Hoàng cùng Thạch Nham hai người, sắc mặt tái nhợt trở về. Rầm rầm rầm, Vũ Kiếm Hoàng trực tiếp đùa nghịch tính khí, một trận đập loạn. Thạch Nham, người nói không sai, cái này Long Uyển Oánh quả nhiên là một cái cợt nhả, lãng, tiện, thủ đoạn bị ổi. Đừng nhìn nàng hôm nay không nói chuyện, sợ là cái kia Lý Thiên Mệnh nói đến mỗi một câu, đều là nàng chỉ điểm, loại này am hiểu đùa bỡn tâm kế nữ nhân, vô sỉ nhất. Tốt tốt, không tức giận, ngoan. Phong Kiếm Hoàng vội vàng an ủi. Thạch Nham đờ đẫn nhìn lấy bọn hắn, tuy nhiên nàng quá quen thuộc, có thể mỗi lần xem bọn hắn cái này hai cái lão gia hỏa, đều vợ chồng, một cái tùy hứng điêu ngoa, một cái sủng vợ như mạng, nàng đều có chút buồn nôn cảm giác. Đương nhiên nàng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ dám ở trong lòng nói một câu, đại gia, đại nương, các ngươi đều sắp xuống lỗ, phiền phức khác chán ngán được không? Nói thật, trong nội tâm nàng là rõ ràng, có ít người thực lực, cùng trí tuệ của bọn hắn, phong cách hành sự, cũng không nhất định xứng đôi. Có chút phố phường tiểu dân rào hoạt xảo trá, khó có thể phỏng đoán, có ít người bao trùm tại chúng sinh phía trên, lại rất dễ dàng hành động theo cảm tính. Nói thí dụ như Vũ Kiếm Hoàng. Nàng cả đời này, đều là phát cáu, tự cho là đúng, sau đó nàng nam nhân, đều tại che chở, khuyến cáo, vì nàng ra mặt. Thiên Thần Kiếm Tông quá nhiều người, đều chịu không được hai vị này kiếm hoàng. Chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Phú Kiếm Hoàng hôm nay ăn quả đắng, hôm nay tốt một trận phát tiết, Phong Kiếm Hoàng khuyến cáo nửa ngày, mới tính để cho nàng khôi phục lý trí. Để một đứa bé tức thành dạng này, quả thực để cho nàng thổ huyết. Theo thứ sáu kiếm mạch rời đi thời điểm, đừng nói sắc mặt của nàng, đến cùng có bao nhiêu khó coi. Mấu chốt là, bọn họ vốn là muốn lần này, duy nhất một lần giải quyết nguyên tố thần tai phân phối vấn đề, triệt để áp chế Long Uyển Oánh cùng Tiên Nữ Cung, đều bị Lý Thiên Mệnh hóa giải. An tính lại về sau, Thạch Nham mới tằng hắng một cái, nói, hai vị kiếm hoàng, ta có chút không hiểu, chúng ta kiếm tồn ý tứ, đến cùng có muốn hay không thu nạp Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên các loại bốn người. Tiến chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông đâu? Hắn là Thiên Cung đệ tử, Thiên Cung khuynh hướng, đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu, hai vị so ta rõ ràng a. Muốn a, đây là chúng ta tới cái này mục đích. Phong Kiếm Hoàng nói. Thạch Nham ngây ngẩn cả người, nói, vậy các người đây là làm gì vậy? Vô duyên vô cớ kéo cừu hận. Bọn họ nói lên bát giai thảo mộc thần linh sự tình, Thạch Nham đều không nghĩ rõ ràng. Nhắc lên vấn đề này, Phong Kiếm Hoàng có chút xấu hổ, nói, chúng ta nghe nói cái kia bát giai thảo mộc thần linh tên, tiểu vũ luyện đan không tệ, muốn đem vật này nắm bắt tới tay. Nhưng vấn đề là, cái này rõ ràng sẽ để cho Lý Thiên Mệnh,
đối với chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông sinh ra ác ý a. Chúng ta vốn là mất đi tiên cơ, Thạch Nham đau đầu nói. Chúng ta là nghĩ, thông qua trấn nhiếp, lấy trước đi cái này thảo mộc thần linh, để Lý Thiên Mệnh ý thức được, Hiên Viên Long Tông căn bản không gánh nổi hắn. Trước kia phương thức của ngươi, quá mức hèn mọn, ngược lại sẽ khiến cái này Thiên Cung đệ tử xem nhẹ, dù sao loại này dựa vào thân hòa đạt được bọn họ bất kỳ phương thức, Long Uyển Oánh so ngươi làm tốt gấp 10 lần. Cho nên muốn đi ngược lại con đường cũ, để hắn nhận rõ ràng hiện thực. Phong Kiếm Hoàng nói xong lời cuối cùng, chính mình đều không có ý tứ nói. Rất rõ ràng đây không phải ý nghĩ của hắn, mà chính là Vũ Kiếm Hoàng ý nghĩ. Mà Vũ Kiếm Hoàng điểm xuất phát, vẫn là trông mà thèm cái kia bát giai thảo mộc thần linh. Thạch Nham nhịn không được che che chán đầu. Nàng quen thuộc. Dù sao cái này, dung nhan bất lão, tính trẻ con vẫn như cũ, trưởng bối Vũ Kiếm Hoàng, không phải lần đầu tiên làm loại này không thể tưởng tượng quyết định. Mà trưởng phu của nàng, bởi vì thuận theo nàng, cũng không phải lần đầu tiên cùng đi theo. Các ngươi điểm xuất phát là có nhất định đạo lý, thế nhưng là đối với Lý Thiên Mệnh vô dụng, tiểu hài này không phải phổ thông tiểu hài tử, thông qua quan sát, ta cũng phát hiện hắn cùng Long Uyển Oánh, cũng không có loại quan hệ đó, dù sao Dương Sách đều tới, các ngươi cùng hắn ở chung lâu một chút, liền biết hắn cũng khó đối phó. Thạch Nham giận dữ nói. Ngươi biết rõ như thế, còn không nói sớm. Vũ Kiếm Hoàng chừng nàng liếc một chút. Ta, Thạch Nham sửng sốt. Là các ngươi vừa đến đã muốn trấn áp người khác à? Không có việc gì, Thiên Cung đệ tử còn quá nhỏ, không ảnh hưởng đại cục, chúng ta lần này tới chủ yếu nhiệm vụ, vẫn là đem Thanh Vân Thần Mộc phần lớn thảo mộc thần linh, trước trở về Thiên Thần Kiếm Tông. Điểm này, bọn họ chỉ là chỉ có mấy ngàn người, căn bản không ngăn cản được.